rồi chị Hảo Hoa ơi. Hello mọi người, hello các chị đẹp. Rồi em chào mọi người nha. Đỡ nè, đỡ này. Rồi ok, từ từ rồi em lên cho mọi người. Rồi các chị cố gắng này, chia sẻ like cho em đẩy mạnh view nha mọi người nha. Đầu like em vẫn sẽ tặng quà cho mọi người nha. Rồi đầu like tặng quà cho các chị đẹp nha. Rồi em chào chị Mai Thanh này. Chị nào thấy em rồi mọi người ạ, chấm lên cho em một chồng với các chị nhá. Chia sẻ bài like lên cho em đẩy mạnh view lên giúp em nha mọi người nhá. Để đầu like em tặng quà nha mọi người. Đầu like em sẽ tặng quà nha các chị ơi. Rồi chị nào thấy em rồi mọi người cho em xin một nút chấm nhá. Rồi em thấy chị anh Thư Mai này, chấm lên ạ, chia sẻ lên cho em mọi người nhá. Hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong các nhóm hội giúp em nhá. Để hiển thị mình là người chia sẻ luôn cho em nha mọi người nhá. Rồi đầu like em sẽ tặng cho mọi người, tặng quà nhá. Rồi rồi chấm lên tương tác nhiệt tình lên cho em với mọi người. Các chị đẩy view lên đi, mọi người vô đông đông rồi bắt đầu em tặng quà luôn nha mọi người nhá. Đây đấy, đó là tạo luôn cho các chị con này với giá cực kỳ, nói chung là cực kỳ yêu thương luôn. Rồi 4x 5x có không em? À 4x 5x là có luôn trời ơi. Theo dõi like cho em nha mọi người nhé. Hôm nay có gì xả nấy, còn gì xả nấy mọi người ơi. Hôm nay em sẽ lên lộn xộn nhá, cả hàng thanh lý, cả hàng lưu cho mọi người luôn. Hàng dâu thì bây giờ em còn ít rồi nhá, hàng dâu em còn ít rồi mọi người. Rồi ạ, chấm lên tương tác nhiệt tình lên cho em nha mọi người nhá. Rồi em cảm ơn chị Hoa Cẩm Trường đã là người chia sẻ, thì em thấy chị Trang Thùy nhá. Mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ like luôn nha các chế nhá. Đây đó là em sẽ tặng cho các chị con này với giá này 50k áp dụng, chị nào có hiển thị mà là người chia sẻ giúp em nha mọi người. Các chị vô đông đông đi rồi bắt đầu em like luôn nha mọi người nha. Rồi đã sai gì? Dạ cái này hả, cái này SM mọi người, dâu này là sẽ SM nha, dâu này sẽ SM. Rồi chị nào ạ, thấy em mọi người chấm lên tương tác nha. Em thấy chị Hồng Nhung này, rồi chia sẻ like cho em lên mọi người ơi, chia sẻ like cho em đẩy mạnh view nhá. Các chị vô đông đông rồi bắt đầu em tạo luôn mọi người nha, em tạo quà luôn nha. Rồi em thấy chị Trịnh, em thấy chị Trịnh Thúy này. Rồi hello tất cả các chị đẹp nha. Mọi người vô đông đông đi rồi em bắt đầu em like luôn nha mọi người. Cố gắng lại chia sẻ lên cho em ạ. Hai lần lên trang cá nhân và hai lần trong các nhóm hội giúp em mọi người nha. Để đầu lại em tặng quà. Nói chung có qua có lại mọi người nha. Các chị chia sẻ like cho em sẽ tặng quà cho mọi người luôn nha. Rồi rồi nha mọi người, em thấy chị Nguyễn Tâm, em thấy chị Nguyễn Tâm, các chị vô đông đông rồi bắt đầu em bán hàng nhá, em like em tặng luôn nha mọi người nha. Con này giấy chị nào mặc size SM mọi người, sơ này sẽ SM, đầu lan tặng luôn cho các chị với giá này 50k, áp dụng chị nào ạ có hiển thị mình là người chia sẻ cho em mọi người nha. Comment cho em là mã mở hàng ạ mọi người, mã mở hàng cho em là 50k kèm số điện thoại lên chốt đơn nha. Hả Hoa chưa hiển thị mình là người chia sẻ chế ơi, chia sẻ lên cho em ạ, bật chế độ công khai luôn cho em mọi người nha thì mới hiển thị mình là người chia sẻ được nha. Rồi comment cho em là mã mở hàng mọi người nhá, size SM. Size SM chị nào 50kg đổ lại nhá, eo 72 đổ lại cho chị mặc ok nhá. Mở hàng cho em là 50k kèm số điện thoại đúng cú pháp em chốt đơn nha mọi người nha. Comment cho em là đúng cú pháp nhá, mở hàng 50k kèm số điện thoại em chốt đơn mọi người nhá. Áp dụng chị nào có hiển thị mà là người chia sẻ cho em ha. Cố gắng đẩy view lên cho em nha mọi người ơi, cố gắng đẩy view lên cho em nhá. Rồi mã mở hàng 50k kèm số điện thoại và phải hiển thị mình là người chia sẻ giúp em nha mọi người ơi. Lên cho em là mã mở hàng. Mở hàng 50k kèm số điện thoại đúng cú pháp em chốt đơn nha mọi người nha. Rồi nhớ chia sẻ chưa? À không không, đây này, đây. Rồi chia sẻ nhiều lần mà không hiện hả, chị phải bật chế độ công khai giúp em thì mới hiển thị mình là người chia sẻ được nha mọi người nha. Rồi mở hàng cho em mọi người nhá, mã mở hàng 50k này, mở hàng 50k cho chị Hảo Hoa đi ạ. Mở hàng 50k cho chị Hảo Hoa, cố gắng là chia sẻ bật chế độ công khai giúp em nha mọi người. Có like mà. Rồi đầu like tặng vài con dâu đi hay mọi người. Đây em tặng tiếp cho mọi người con này. Con này nó bị lỗi mất phần sau đây, về các chị xử lý cho em nha. Đây nó bị thủng mấy cái lỗ này này, nhưng mà không sao hết nha mọi người nhá. Về các chị có mấy cái bông hoa theo như này các chị đắp lên giúp em nhá. Rồi em tặng luôn cho mọi người đầu like 50k luôn ạ. Rồi 50k luôn, chết chốt comment cho em con này là mã cổ tròn mọi người nhá. Lên mã cổ tròn giúp em. Em tặng luôn cho mọi người con này đầu like ạ, 50k, con này sẽ ép thôi nhá. 40 tại 48 ký mắc ok mọi người nhá. Lên cho em con này là mã cổ tròn mọi người nha. Cổ tròn
50k. Ok chị Hảo Hoa cố gắng chốt đủ đơm nhá. Rồi mã cổ tràn cho em là 50k kèm số điện thoại mọi người nhá. Bị lỗi xíu thôi, vậy các chị xử lý ok nhá. Rồi lên cho em là mã cổ tròn mọi người nhá. Cổ tròn 50k kèm số điện thoại em chốt đơn. Lên cho em là mã cổ tròn mọi người nhá. Cổ tròn. Em còn một ít giường xám mọi người. Em tặng luôn cho các chị đầu like nhá. Tặng luôn cho mọi người đầu like này. Rồi chấm lên tương tác cho em mọi người. Trời ơi, hôm nay view không lên nổi luôn đấy các chị, view không lên nổi luôn. Rồi chấm lên tương tác nhiệt tình lên cho em nha mọi người ơi. Đây, đầu like tặng luôn cho các chị con này nhá. Mở hàng em hết rồi mọi người, mở hàng em hết rồi. Rồi cổ tròn lại, cổ tròn 50 cho chị Hảo Hoa luôn nha. Cổ tròn của chị Hảo Hoa. Cố gắng chia sẻ like cho em nha mọi người ơi. Con này lên cho em là trắng theo này, XL, một con sườn xám siêu cân luôn này. XL cho em con này mọi người nhá. 60kg thổ lại em chị là 80. Rồi chị nào chốt comment cho em con này là mã trắng theo đi ạ. Mã trắng theo em tặng cho các chị đầu like với giá 10k nhá. 10k lên cho em con này là mã trắng theo mọi người nhá. Trắng theo 10k kèm số điện thoại em chốt đơn. Lên cho em là mã trắng theo nhá. Chị nào mà sẽ XL chốt nha. XL cho em là 60kg thổ lại em 80 nhá. Lên mã trắng theo. Mã trắng theo cho em mọi người nhá. Trắng theo. Rồi trắng theo của chị Trinh Ngô. Trắng theo chỗ chị bữa nay chưa được gửi hàng nhá. Chưa gửi được hàng đâu nha chị Trinh Ngô ơi. Em chỉ giữ đơn nhá. Trời ơi, lên cho người con dâu này. Trời ơi, con này đẹp chưa? Một con dâu quá xinh như này cho em nha mọi người. Con này S thôi các chị. S thôi. Em 68 đổ lại các chị mặc ok nhá. Chị Trinh Ngô chốt đủ đơn luôn nha trời ơi. Size S này, size S 40 tại 48kg mắc vừa. Lên cho em con này là đỏ dâu. Trời ơi, con này không đẹp em không lấy tiền mọi người luôn á các chế. Rồi đầu like bán tặng luôn các chị với giá 69k được chưa ạ? Rồi lên cho em con này là mã đỏ dâu mọi người nhá. Mã đỏ dâu 69k. Xanh ở phía sau hả? Rồi ok, từ từ em lên nha mọi người. Rồi lên cho em là mã đỏ dâu. Đỏ dâu cho em là 69k mọi người nhá. 69k trời ơi, cái con này là con siêu phẩm luôn á mọi người. Bằng cái giá này bạn lấy tương tác thôi mọi người nha. Rồi lên cho em là mã đỏ dâu 69k kèm số điện thoại nhá. Sẽ chốt này. Sẽ cho em nha mọi người nhá. Đây phần phía sau toàn bộ là đính kết đá hết cho em nhá. Mã đỏ dâu 69k kèm số điện thoại ha. Lên cho em là đỏ dâu. Đây ạ, xanh đá này. Con này xanh lở. Con này size L mọi người nhá. Size L, eo 76 đổ lại mặc vừa, hàng đá màu này màu xanh đen cho em mọi người nhá. Chốt comment mặc xanh đen. Xả luôn cho các chị hàng đá 100k mọi người nhá. Hàng mới 100% luôn. Rồi lên cho em con này là xanh đá 100k kèm số điện thoại ha. Lên cho em là mặc xanh đá các chị nhá. Xanh đá 100k kèm số điện thoại. Rồi đỏ dâu ạ, của chị Minh Anh nhá. Đỏ dâu của chị Minh Anh. Mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ like luôn nha mọi người nhá. Cố gắng đẩy view lên giúp em nhá. Rồi đỏ dâu của chị Minh Anh chốt đủ đơn luôn nha chị đẹp ơi. Rồi lên tiếp cho mọi người một con sườn xám này. Con này cưng này các chị. Con này cưng này, trời ơi size to. Con này 2XL luôn cho em á mọi người. 2X nha, màu này màu xanh ngọc này. À màu xanh, kết ngọc cho em kim sa mọi người nhá. XL, 2XL. Eo 85 đổ lại mặc vừa cho em mọi người nhá. 2XL, eo 85 mặc vừa. Rồi lên cho em con này là mã xanh mọi người nhá. Xanh. Xanh đã tặng cho các chị đầu like với giá 10k. Áp dụng chị nào chia sẻ like nhá. Rồi lên cho em là mã xanh mọi người ơi. Xanh. Xanh cho em mọi người nhá. Mã xanh L chị ơi. Cái này size L như chị Minh Anh ơi. Con dâu là size S nhá. Cái này size L lấy thì ok. Rồi xanh đá vải gì hả? Nói chung vải lụa mọi người. Vải lụa đẹp cho em nhá. Rồi xanh đá là size L mọi người nhá. Xanh đá là size L giúp em nhá. Chị nào chốt thì comment lên cho em này. Rồi lên cho mọi người một con gấm ạ. Lên cho các chị một con gấm đỏ này. Một con gấm đỏ. Trời ơi, đầu like tặng luôn cho các chị con này với giá này 40k mọi người nhá. Rồi xanh của chị Đinh Phương Dung 10k. Ok chế này, xanh em hết rồi. Rồi con này tặng cho các chị đầu like với giá này 40k mọi người nhá. Gấm đỏ, con này size S thôi. Size S cho em mọi người nhá. 40-48kg mặc ok. 40-48kg mặc vừa. Mấy cái con gấm này mà các chị mặc chụp hình Tết đó các chị, chỗ rất là xinh luôn nhá. Rồi lên cho em là mã gấm đỏ nhá. Mã gấm đỏ em xả 40. Gấm đỏ cho em 40k mọi người nhá. Lên cho em là mã gấm đỏ ha. 40.000 lên cho em là gấm đỏ mọi người nhá. Gấm đỏ 40. Gấm đỏ cho em 40k các chị ơi. Lên gấm đỏ cho em nhá. Gấm đỏ 40. Rồi con này chị à, chị sau á chế. Chế sau á. Ai lên trước? Chị ngồi trước á. Vậy hả? Rồi nhá, con này cho em mọi người một con size S này, 40-48kg mặc ok. 40-48kg mặc vừa. Con này lên mã hoa nu đi mọi người, hoa nu tặng đầu like cho các chị 10k. 10k lên cho em là mã hoa nu mọi người nhá, mã hoa nu 10k. Hoa nu 10k chấm lên tương tác cho em mọi người nhá. Lên cho em là mã hoa nu. 10k lên cho em là mã hoa nu mọi người nhá. Mã hoa nu tặng cho các chị 10k. Rồi một con này hồng. Hồng này tay cho em sẽ cột nơ như này mọi người nhá. Rất là xinh luôn này, size S này. 40-48kg mắc ok nhá. Đầu like tặng cho các chị với giá 30.000. 30k mọi người nhá. Có áo tay phòng luôn trẻ ơi. Rồi lên cho em con này là mã hồng mọi người nhá. Hồng
30. Mã hồng cho em 30k kèm số điện thoại em chốt đơn nhá. Lên cho em là mã hồng. 30.000 lên mã hồng cho em mọi người nhá. Sẽ hết chốt comment mã hồng giúp em nhá. Tay bồng thì em có hàng mới đó các chị. Con này sẽ ép này. Size S 40 tập 4 tàn ký mắc ok nhá. Rồi hoa nu của chị Trinh Ngô. Hoa nu của chị Trinh Ngô dồn đơn. Con này lên cho em là mã này. Hoa xám mọi người. Hoa xám này xả luôn cho các chị ạ. 60k. Hàng mới 100% luôn cho em mọi người nhá. Size S thì chốt này. Hàng này cho em là tay bồng như này mọi người nhá. Nhìn rất là cưng luôn. Rồi size S 40 tập 4 tàn ký mang vừa nhá. Lên cho em là mã hoa xám ạ. Hoa xám 60k mọi người. Lên cho em là mã hoa xám hóc. Tùy vào chiều cao của mình rồi nhá. Chỉ cao có 1m50 1m50 là chị mặc không được đâu. Rồi nha mọi người. Lên cho em cái này là mã hoa xàm nhá. 60k sẽ các chị hàng hoa nhí tay bồng này. Em còn ít thôi mọi người nhá. Chị nào chốt thì comment. Chị nào chốt thì comment giúp em mọi người nhá. Lên cho em là mã hoa gì đó. Quên rồi. Hoa xàm. Hoa xàm. Mã hoa xàm cho em mọi người. Rồi nu cho em mọi người. Con này xinh chưa? Trời ơi, quá đẹp luôn. Rồi con này xả cho các chị 19k. Hết rồi, sao đã hết rồi. Rồi con này XL cho em mọi người, XL, 2XL chốt nha. L85 mặc vừa. L85 đổ lại mặc vừa lên mã nu cho em 19k. 19k lên cho em con này là mã nu mọi người nhá. Nu 19k kèm số điện thoại lên cho em là mã nu thêu trên công này. Quá đẹp luôn cho em mọi người nhá. Lên cho em là mã nu. Mã nu cho em mọi người nhá. Nu 19k lên mã nu cho em ha. Nu 19k kèm số điện thoại lên mã nu. Có nha chị ơi. Rồi đầu la này, xả luôn cho các chị mấy con ren này. Rồi ren trắng cho em, ren trắng 4 tà mọi người nhá. Trời ơi, hàng này là hàng 4 tà giúp em xả cho các chị 20.000 thôi. 20k cho em mọi người nhá. Lên mã ren trắng sẽ SM. SM mặc ok nhá. Lên mã ren trắng cho em 20k. 20k lên cho em là mã ren trắng. Mọi người chấm lên tương tác cho em nhiệt tình lên các chị ơi. Rồi lên cho em là mã ren trắng nhá. Ren trắng xả 20. Ren trắng 20k kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là mã ren trắng các chị nhá. Mã ren trắng xả 20.000 nha. Dâu đỏ này đẹp chưa? Rồi lên cho các chị mình một con dâu đỏ hoa nổi này. Con này theo hoa nổi đến cách đá toàn bộ luôn như này cho em nha mọi người nhá. Rồi size S 40 tập 4 tàn ký mắc ok này. 40 tập 4 tàn ký là mang vừa nhá. Lên cho em con này là mã hoa nổi đi. Mã hoa nổi cho em mọi người size S nhá. Hoa nổi cho em xả luôn cho các chị 69k. 69k mọi người nhá. Hàng dâu em còn ít thôi các chị nhá. Chị nào đang hóng hàng dâu thì chốt cho em nhá. Rồi lên cho em là mã hoa nổi các chị ơi. Hoa nổi 69k. Hoa nổi cho em 69k kèm số điện thoại nhá. Trời ơi rất là đẹp luôn. Lên cho em là mã hoa nổi mọi người nhá. Hoa nổi đúng mã cho em là hoa nổi 69k kèm số điện thoại em chốt đơn nha các chị ơi. Lên mã hoa nổi cho em nhá. Hoa nổi 69. Hoa nổi cho em 69k. Mọi người thấy em các chị tương tác bài đi ạ. Trời ơi hôm nay view không lên nổi luôn các chị. Rồi sợ trắng cho em mọi người. Một con trắng xe to. Hoa nổi chị Minh Anh. Rồi hoa nổi của Minh Anh. 2XL cho em con này mọi người. 65kg đỏ là eo chị nào 85 nhá. 65kg đỏ là eo 85. Hàng dâu bữa nay chưa có về mọi người. Em còn ít thôi các chị ơi. Còn tầm còn ít thôi nha. Còn ít dâu thôi. Rồi nha lên cho em con này là mã mọi người. Chốt comment mã trắng đi ạ. Trắng này em xả luôn cho các chị 30k đi ạ. 30k lên mã trắng cho em 2X chốt nha. 2XL 2XL cho em mọi người nha. 2XL mã trắng giúp em nha. Trắng Đỗ Hải Thiên chốt hàng lên số chị ơi. Rồi Đỗ Hải Thiên chốt hàng kèm số điện thoại giúp em nhá. Trời đây mọi người đẹp chưa? Một con dâu hoa vàng cho em như này các chị. Size S nhá. 40 tập 4 tàn ký mắc ok. Hàng dâu bên em đa phần là size SM hết mọi người nhá. SM giúp em. Rồi ok Đỗ Hải Thiên em thấy số điện thoại chốt đủ đơn luôn cho em nha mọi người nhá. Rồi con này lên cho em là mã hoa vàng mọi người nhá. Hoa vàng xả luôn cho các chị bây giờ 69k luôn. 69k lên cho em. Con này là mã hoa vàng mọi người nhá. Hoa vàng 69k. Hoa vàng 69k kèm số điện thoại em chốt đơn mọi người nhá. Cố gắng ạ. Mã kèm số điện thoại trên cùng một dòng em mới chốt đơn được các chị nhá. Rồi hoa vàng 69k kèm số điện thoại hot lên cho em là mã hoa vàng mọi người nhá. Hoa vàng 69 Hảo Hoa. Rồi hoa vàng của chị Hảo Hoa. Chị nào không có số điện thoại em bỏ qua nhá. Trời ơi đẹp chưa. Con này xuất sắc chưa mọi người. Toàn bộ cho em đã được đính kết đá hết như này cho em nha mọi người nhá. Trời ơi đẹp chưa. Rồi size S thôi các chị, 40 tập 4 tàn ký mắc ok. Chốt comment mã số 01. Size S nha, 40 tập 4 tàn ký mắc ok. Lên cho em con này là mã 01 mọi người nhá. Xả luôn 69k luôn. 69k lên mã 01 cho em nào mọi người. Mã 01 69k kèm số điện thoại nhá. Mã kèm số điện thoại thì mới chốt đơn được nha các chị ơi. Lên cho em con này là mã 01 này. 01 cho em mọi người nhá. 69k rất đẹp luôn theo hoa nổi. 0169k nha mọi người ơi. Lên mã 01 nhá. 0169. Rồi em xả hàng rẻ cho các chị này. Rồi hàng này cho em mọi người. Hàng ren nhá. Ren hồng. Rồi ren hồng này là size SM thôi các chị nhá. SM thôi.
lên cho em là mã ren hồng phải cho chị 10k lên mã ren hồng. Rồi 01 của chị Nguyễn Tần nhá, mã 01 của chị Nguyễn Tần. Cố gắng cho em chốt từ 2 áo mọi người nhá, chị Hà Kỳ Duyên xong hết rồi. Cố gắng chốt từ 2 áo giúp em nha mọi người nha. Ren hồng 10k kèm số điện thoại nè, lên cho em là mã ren hồng cơ chị nhá. Ren hồng em tặng luôn cho các chị 10k mọi người nhá. Chốt comment mã ren hồng. Ren hồng 10k sẽ SM cho em mọi người nhá. Lên mã ren hồng 10k. Size M hả? Ok mọi người đợi em xíu đi. Hàng dâu size M đợi em xíu nhá. Rồi con này cho em các chế size S này, 40x48kg mặc ok. Lên cho em cái này là xanh theo mọi người nhá. Xanh theo đầu lan tặng luôn cho các chị 30.000 đi ạ. 30k lên cho em là mã xanh theo mọi người nhá. Giá này bàn lấy tương tác cho nên các chị cố gắng chia sẻ like giúp em nhá. Rồi lên cho em là mã xanh theo các chế ơi. Xanh theo cho em 30k kèm số điện thoại nhá. Lên mã xanh theo size S ha. Chốt thì comment lên cho em là mã xanh theo mọi người nhá. Mã xanh theo dâu còn ít xả luôn nha mọi người. Con này lên hoa trắng đi. Con này lên cho em là mã hoa trắng mọi người. Sẽ ít luôn. Rồi ren hồng của chị Trinh Ngô này. Ren hồng chốt chị Trinh Ngô 10k thôi mọi người. Ren hồng em còn đấy, chị nào chốt comment nhá. Rồi con này ạ, dâu size S luôn mọi người. 40x48kg mặc ok. Con này là theo là đà trắng cho em như này mọi người nhá. Cái em mà có size to không hả? Màu đỏ thì em có. Size to em có mọi người. Rồi lên cho em con này là mã này. Hoa trắng các chị, hoa trắng xả luôn cho các chị về giá 69k luôn nha. Rồi 69k lên cho em là mã hoa trắng mọi người, đẹp chưa? Hoa trắng 69k nha các chị ơi. Lên mã hoa trắng giúp em nhá. 69.000 chốt thì comment mã hoa trắng cho em các chị ha. Hoa trắng 69k. Rồi ok mọi người, các chị thích hàng trẻ đúng không ạ? Ok mọi người để em lên. Hương Nguyễn Thu lên số nha chị ơi. Rồi Hương Nguyễn Thu này chốt hàng mã kèm số đi mọi người. Cố gắng nhé, kèm số điện thoại em chốt đơn em lên luôn. Coi em năng mặc đi ha. Mẫu này em cần size S mọi người. S có ít chả lờ không biết được đâu. Rồi size S mọi người 40x48kg nhá. Lên cho em cái này là mã hoa đỏ đi. Hoa đỏ cho em mọi người nhá. Hàng này là hàng mới vải lụa cho em, okay, là lụa Thái. Vải lụa Thái cho em mọi người nhá. Xả cho các chị 75.000 á. 75k chị nào chốt mẫu em đang mặc comment hoa đỏ nhá. Hoa đỏ cho em 75k kèm số điện thoại. Cố gắng chốt từ 2 áo giúp em nha mọi người ơi. Chốt từ 2 áo giúp em đi đơn nha. Mặc thử cho mình xem cái hoa trắng. Em hết nhá, hết trời ơi, em hết rồi. Xem có size M hoặc L không. Ok mọi người. Rồi. Rồi nha mọi người ơi, hoa đỏ nhá, mã hoa đỏ cho em 75k, hoa đỏ 75 kèm số điện thoại em chốt đơn. Lên cho em là mã hoa đỏ rồi, nha. Rồi cầm là cái nào chị Nguyễn Tần ơi? Cái này đúng không? Đây. Đây vàng đây. Rồi con này dành cho chị nào mặc size S mọi người. Hàng này trên cổ vuông tay màu nhá, size S. Xả luôn cho các chị 50k hàng mới 100% luôn các chị nhá. Rồi size S 40x48kg mặc ok. Lên cho em con này là mã vàng đi ạ. Mã vàng xả cho các chị 50k mọi người. 50k lên cho em là mã vàng nhá. Hàng cổ vuông tay vòng giúp em hàng mới 100% nhá. Lên cho em là mã vàng mọi người nhá. Mã vàng. Vàng giúp em mọi người ơi. Lên cho em là mã vàng ha. Rồi vàng. Đây, xanh đằng sau là xanh lò. Xanh này cho em size L mọi người nhá. Màu này màu xanh đen cho em mọi người nhá. Hàng đá xả 100k. Hàng mới luôn cho em mọi người nhá. Lên cho em là mã xanh đen 100. Rồi xanh đen 100k dạ không chế. Cái đấy em còn S thôi. Rồi xanh đen 100k kèm số điện thoại mọi người nhá. Size L thì chốt ha. Size L cho em mọi người. À có size to thật đây. Cái vàng đấy em có 2XL mọi người. Rồi vàng của chị Trịnh Thúy này. Đây okay. Vàng này. Vàng này em có 2X nè mọi người, chị nào chốt thì comment cho em là vàng 2X kèm số nhá. 50k thôi mọi người ơi, vàng 2XL. Chị nào chốt comment cho em là mã vàng 2X nha mọi người nhá. Vàng 2XL giúp em mọi người, lên cho em là mã vàng 2X nhá. Nói chung là nó đa dạng chất liệu vải lắm mọi người. Đây như con này là vải lụa nha mọi người nhá. Nói chung vải đẹp. Cho hoa vô thường. Rồi vàng 2X cho hoa vô thường này. Vải đẹp nha mọi người nhá, vải đẹp giúp em nha. Rồi em xả cho mọi người một ít hàng rẻ này. Cái này ren trắng cho em mọi người, ren trắng xả 10k SM thôi. Size SM cho em mọi người nha, lên cho em là mã ren trắng á, em xả 10k. 10k lên cho em là mã ren trắng các chị ơi, ren trắng xả 10k. Ren trắng 10k kèm số điện thoại nhá, lên mã ren trắng 10k. Ren trắng 10k kèm số cho em mọi người ơi. Cái này hồi nãy là đổ rồi đó. Rồi em còn mã ren trắng các chị ơi, vàng 2X em hết rồi. Vàng 2X em hết nha, chỗ con này ren đỏ này. Ren đỏ này cho em hàng 4 tà, con này size M á. Này size M hay L để em mặc lên nhá. Rồi. Rồi con này cho em mọi người nhá. Bây giờ em bóc được con nào em lên nhá các chị ơi. Rồi con này dành chị nào mặc size M 50kg đổ là eo 72 chốt comment ren đỏ. Trời ơi đẹp lắm. Rồi ren đỏ cho em mọi người nhá. Ren đỏ xả cho các chị ạ, 40k đi. 40k lên cho em là ren đỏ nhá. Đẹp lắm luôn mọi người. Con này không đẹp không lấy tiền các chị luôn. Rồi nhá, 40k này. Ren đỏ 40 cho chị hoa vô thường. Con này size M nhá.
Trên đảo 40 chắc chị hoa vô thường. Còn 2 cái hết rồi. Em hết rồi. Em hết trên đỏ rồi. Rồi em lên hàng mới cho mọi người này. Mẫu này em tạo XL mọi người. Size XL 60kg thỏ lại em chị đặt 80. Con này lên cho em là mã hoa tím đi ạ. À. Hoa tím nhá, XL em xả 75k. Hàng mới cho em mọi người vài lộ thài nhá. Lên cho em là mã hoa tím các chị ơi. Hoa tím cho em 75k kèm số điện thoại XL chốt nhá. Size XL. Lên cho em là mã hoa tím các chị ơi. Hoa tím cho em 75k nhá. Lên mã hoa tím cho em 75.000 lên cho em là mã hoa tím mọi người nha. Mã hoa tím 75. Em like 2 trang nha chị ơi. Em like 2 mày á, em like 2 mày đó chị ơi. Rồi vàng này. Vàng này nó hơi dơ xỉu thôi, lên mã tặng đi. Con này về các chị giặt nhá. Con này về giặt giúp em này, lên cho em là mã tặng nhá, size M. Size M, size L á, size L lên mã tặng đi. Tặng tặng 0 đồng nha mọi người nhá. Hàng dâu ok mọi người đây. Em lên tiếp cho các chị hàng dâu nhá. Rồi con này dành cho chị nào mặc size S mọi người. Dâu thì em còn ít rồi các chế. Dâu em còn ít rồi. Nha con này size S thôi. Đen đỏ. Được, cái đấy tay ngắn rồi. Cái đấy sườn xám. Rồi nha mọi người, mã tặng lại tặng cho chị Hảo Hoa. Em tặng chị Hảo Hoa. Rồi con này size S mọi người 40 tại 48 ký mặc ok. Đẹp chưa ạ? 40 tại 48 ký mặc ok nha mọi người nhá. Vàng L hả em hết rồi chế. À vàng L, cái này mã tặng. Sorry mọi người. Rồi lên cho em, con này là mã số 01 mọi người nhá. Dâu mã số 04 xả 69 luôn. 69k lên mã 01 cho em mọi người nhá. Hàng dâu size S nha. 40 tại 48 ký mặc ok. Lên cho em là mã số 01. Mã 01 cho em mọi người nhá. Có một đơn không nhận này. Vậy hả? Ừ. Rồi ạ, à, chốt hàng cho chắc chắn cho em như chị Hảo Hoa ơi. Đợt trước nha. Là một đơn là không nhận này, một đơn gọi không nghe máy này. Trời ơi, chốt hàng cho chắc chắn cho em như chị Hảo Hoa nha. Hôm nay mới đi một đơn ạ. Rồi dâu này, rồi dâu 01 cho chị Minh Anh. Dâu 01 cho chị Minh Anh. 69k một áo thôi mọi người ơi. Áo dâu nhá, rồi xả rẻ luôn cho mọi người. Cái này cho em cổ tròn, cái này đơn giản nhá. Đây, size S mọi người 40 tại 48 ký, cái này đơn giản xả 50 đi. 50k cho em con này mọi người nhá. Chốt comment mã 50. Mã 50 cho em con này mọi người nhá. Lên cho em là mã 50 mọi người. Rồi mã 50 cho em nhá, size S chốt comment mã 50. Mã 50 là size S nhá. Rồi ok mọi người nhá, lên cho em là mã 50 size S nha các chị ơi. Size S lên cho em là mã 50, mã 50. Mã 50 giúp em. Rồi xanh trơn cho em là mọi người, hàng trơn còn ít luôn này. Xanh trơn size L mọi người nhá. Size L eo 76 mặc vừa, con này có cổ. Size L cho em mọi người nhá. 55kg đỏ là eo chị nào 76. Chốt comment xanh trơn xả cho các chị 50k. Hàng mới luôn cho em mọi người nhá. Lên cho em là mã xanh trơn. Xanh trơn em xả 50 mọi người nhá. Lên cho em là mã xanh trơn. Sao không có size L rồi trẻ ơi. Rồi lên cho em là xanh trơn mọi người nhá. Mã xanh trơn xả 50. Rồi xanh trơn cho em 50 mọi người nhá. Xanh trơn 50 này. Mã xanh trơn cho em. Tuyết lên số đi. Đó. Tuyết luôn số đấy chị ơi. Xanh trơn này, tuyết cho hàng kèm số điện thoại giúp em nhá. Trời ơi em lên cho mọi người trắng. Rồi lên cho các chị mình một con này trắng nhá. Trắng này là trắng 4 tà. Trắng 4 tà hàng mồi nhá. Con này size XL mọi người. 60kg thỏ lại eo chị đặt 80 mặc ok nhá. Chốt comment cho em con okay, này là trắng 4 tà. Rồi trắng 4 tà cho em nha mọi người nhá. Xanh của chị tuyết cho đủ đơn nhá. Rồi lên cho em là bạn trắng 4 tà xả cho các chị 85.000. Hàng này nhập vô đã trăm mấy rồi mọi người. Mà giờ xả lỗ cho các chị luôn 85k. Rồi 85.000 lên cho em là trắng nhá. Rồi trắng này của chị Vân Vân Bùi này. Trắng của chị Vân Bùi. Ok này, trắng của chị Vân Bùi. Rồi em có một con hộp tà này mọi người. XL á. XL. Rồi nha mọi người, em lên cho các chị hồng đá này, trắng 4 tà ok, em chốt cho chị Vân Bùi rồi nha. Rồi hồng 4 tà con này cho em là kết đám. À sorry mọi người, hồng này 2 tà. Rồi con này size L. Size M thôi các chị, size M thôi. 50kg thỏ là eo 72 lên hồng đá cho em. Cho tay bằng cưng chưa. Chốt comment cho em con này là mã hồng đá mọi người nha. Size M. Size M giúp em nhá. Lên cho em là mã hồng đá các chế nhá. Mã hồng đá cho em 100k kèm số điện thoại nè. Lên cho em là mã hồng đá 100. Hồng đá cho em 100k mọi người nhá. Chị là size M okay, chốt Hồng nha. Nhung này. Rồi ok chị Hồng Nhung. Lên cho em con này là mã hồng đá mọi người. Mã hồng đá cho em 100k nha. Em sẽ lên xem kẽ cả hàng phân lý cả hàng mới cho các chị luôn nha. Hồng đá rồi. Trần. Hồng đá này Vân Dung Trần ok nè. Rồi con này cho em mọi người một con này đỏ đẹp nhá. Size S thôi. Bảo đẹp cho em con này size S mọi người. 40 tại 48 ký mang vừa. 40 tại 48 ký mặc vừa. Rồi xả luôn cho các chị 70k. Lên cho em con này là mã đỏ đẹp 70. Mã đỏ đẹp cho em 70k. Ren này ren xịn cho em 4 tà như này các chị nhá. Rồi lên cho em là mã đỏ đẹp 70k. Đỏ đẹp 70 kèm số điện thoại ha. Lên cho em là mã đỏ đẹp 70 các chị nhá. Đỏ đẹp cho em 70k kèm số điện thoại. Lên cho em là mã đỏ đẹp mọi người nhá. 70k size S nha.
Rồi một con màu vàng bơ, con này size M. Size M cho em chị nào chốt comment vàng bơ. Rồi đỏ đẹp cho chị Tuyết Tuyết rồi. Ok mọi người, con này lên cho em là mã vàng bơ này, size M, 50kg thỏ lại eo 72 nhá. Lên cho em con này là mã vàng bơ. Vàng bơ xài luôn cho các chị 60k nhá. Chốt comment mã vàng bơ chị là size M hot này. Màu này cực kỳ sáng da luôn cho em các chị nhá. Rồi lên cho em là mã vàng bơ nha các chị ơi. Mã vàng bơ, vàng bơ xài cho các chị 60k. Lên cho em là mã vàng bơ nhá. Vàng bơ 60 kèm số giúp em mọi người ơi. Lên mã vàng bơ nhá. Vàng bơ 60. Chỗ cái con màu vàng đấy đẹp lắm chị Huyền, lên lại số đi chị ơi. Rồi lên thì Minh Huyền chốt mẹ vàng bơ kèm số giúp em nhá. Chỗ trắng theo chốt con này hai con lý nha chị ơi. Rồi con này hàng thanh lý cho em mọi người, size M, 50kg thỏ là eo 72 xả cho các chị 40k. Lên cho em con này trắng theo. Trắng theo em xả 40 nhá. Lên cho em là mã trắng theo. Trắng theo 40k size M mọi người nhá. Chốt comment mã trắng theo. Rồi trắng theo size M 40 các chị ơi. Lên mã trắng theo giúp em nhá. Trắng theo size M 40. Trắng theo nha mọi người. Trắng theo ok chị Minh Huyền chốt từ hai áo giúp em nha mọi người. Cách tân cho em mọi người xanh trơn. Con này xả 29 xả S 40 tại 48kg nha. 40 tại 48kg mắc vừa nhá. Trắng theo 40 chị Tuyết Tuyết này. Rồi lên cho em cái này là mã xanh trơn mọi người nhá. Xanh trơn này là cách tân mọi người nhá. Xả 29k thôi. 29k lên cho em là mã xanh trơn mọi người nhá. Hoặc là cách tân xanh thì cũng được nhá. Nhung hở hàng nhung hiện tại em hết hàng rồi mọi người. Chưa có về lại hàng á. Rồi một con đỏ theo mọi người. Đỏ theo này size L. Đỏ theo size L cho em mọi người ơi. 55kg đổ lại eo 76 nhá. Eo 76 đổ lại mặc vừa. Lên cho em cái này là đỏ theo. Đỏ theo size L nha mọi người nhá. Đỏ theo size L xả 60. Đỏ theo size L xả 60 các chị ơi. Lên cho em là mã đỏ theo. Đỏ theo size L 60 tay bồng nhá. Lên đỏ theo. Đỏ theo cho em mọi người ơi. Lên cho em là mã đỏ theo nhá. Đỏ theo size L. Đỏ theo size L giúp em mọi người nhá. 60k. Rồi XL một con lửng. Con này lửng này. Đây con này phong lửng như này nha các chị nhá. Rồi size XL 60kg thỏ là eo 80 lên cho em cái này là cách tân nha mọi người. Mã cách tân xài luôn cho các chị ạ. 30k lên cho em là mã cách tân nhá. Cách tân em xài 30. Cách tân 30k kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là mã cách tân các chị ha. Mã cách tân 30 nha mọi người. Lên cho em là mã cách tân nhá. 30k mã cách tân. Cách tân xài 30.000 mọi người ơi. Lên mã cách tân cho em nha. Rồi đỏ theo của chị Tuyết Tuyết này, trắng theo em hết rồi. Mọi người bên này tương tác nhiệt tình lên cho em với các chị ơi, các chị bên hội này. Rồi cái này ạ, cách tân hồng. Cách tân hồng cho em mọi người, cách tân này của chị Đinh Phương Dung, cách tân 30 Đinh Phương Dung. Rồi con này dành cho chị nào mặc size này, size XM, 50kg đỏ lại mặc ok nhá. Cái này nó bị lỗi mất rồi. Đây này, bị lỗi mất rồi, về các chị xử lý cho em nha mọi người nhá. Cái này bị lỗi mất rồi, về xử lý cho em nha mọi người. Thôi lên mạng tặng đi, em tặng cho mọi người nhé, tặng không đồng. Tại chị nào có chị sẽ like nhá, về xử lý cho em mọi người ơi, lên mã tặng nhá. Tặng tặng cho em mọi người ơi, về các chị xử lý nhá, lên mã tặng. Tặng cho em nhá. Rồi tràng đá này. Cái này cũng hư khóa rồi, lên mã tặng 2 đi. Con này lên cho em là mã tặng 2 mọi người, về thay dây khóa là ok nhá. Mã tặng 2 size S này. Mã tặng 2 size S mọi người nhá. Rồi tặng cho Đinh Phương Dung, em còn tặng 2 mọi người hư khóa về, mọi người thay dây khóa là ok ha. Rồi ba em lên cho các chị một con hồng theo này. Lên cho mọi người một con hàng theo size M vải lụa chi phong mọi người. Vải lụa chi phong giúp em nha mọi người nhá. Con này hồng theo size M. Size M xả 85k nhá. Chị nào chốt comment hồng theo. Hồng theo size M em xả 85 mọi người nhá. Chị nào chốt comment cho em là bạn hồng theo. Hồng theo size M cho em là eo 72 các chị nhá. Chốt comment hồng theo 85.000. Hồng theo 85k kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là mã hồng theo 85. Mã hồng theo 85 nhá. Chẳng muốn ta sẽ lở hả? Đó ok mọi người. Rồi chẳng theo Vân Bùi chốt. Chốt nhiều sai vậy chị Vân Bùi ơi. Mua dùm hay sao chị báo em một tiếng nha. Chị mua dùm hay sao thì báo em một tiếng. Đây nha chị Mai Thanh ơi, 4XL đây. 4XL cho em là eo 100 độ lại mặc ok mọi người nhá. Eo 100 độ lại mặc vừa. Rồi xài luôn cho các chị ạ. Nguyên bộ như này nhá. Nói chung là như mua áo tặng quần luôn á mọi người đây nhá. Rồi Vân Bùi ạ. Chị Vân Bùi chị mua dùm hay sao thì báo em một tiếng nhá. Rồi lên cho em là đỏ theo mọi người nhá. Hoặc là bộ đỏ cho em đi. Bộ đỏ em xả luôn cho các chị 99k. 99k lên cho em là mã bộ đỏ mọi người nhá. Size to 4XL. 4XL luôn cho em mọi người nhá. Eo 100 đổ lại các chị mặc ok. Có theo hoa ruy băng cổ cao như này mọi người nhá. Rồi lên cho em là mã đỏ theo hoặc là bộ đỏ cho em mọi người nhá. 99k lên mã bộ đỏ cho em nhá. Lên mã bộ đỏ. Rồi bộ đỏ nha. Đây hả? Cái này hả? Cái này hả chế? Trời ơi phải mặc lên hả trời. Em chỉ dơ lên thôi để like cho nó nhanh nhá mọi người. Đây nhá. Cái này 50k thôi. Cái này lỗi rồi. À cái này lỗi rồi.
Thôi lên bạn lỗi cho em đi mọi người. Lỗi 50. Lỗi 50 này, lỗi phần tay với lại cả phần phía sau nha mọi người nhá. Lên lỗi cho em 50k. Lỗi 50 mọi người nhá. Đây ok chị ạ. Lên mã lỗi giúp em nhá, size S thôi. Size S mọi người nhá. Chốt thì comment lỗi giúp em nhá, 50k lỗi. Lỗi 50.000 mọi người ơi, lên cho em là mã lỗi 50. Rồi lỗi 50 các chị chấm tương tác nhiệt tình lên cho em nhá, cố gắng chia sẻ like đặt đánh view nha mọi người ơi. Rồi lên cho các chị mình một con này màu hồng. À, màu hồng da này mọi người, con này màu hồng da giúp em nhá. Rồi size XL okay. 60kg đổ lại. Rồi lỗi này của ai? Không biết. Của Hai Vô Thường. Còn Vân Bùi là tốt cái hồng theo á. À, Vân Bùi ok, ok chị Vân Bùi, ok chị Vân Bùi. Rồi lỗi của chị Hoa Vô Thường nhá. Rồi con này lên cho em là mã này, hồng nu đi mọi người, mã hồng nu cho em nhá. Hồng nu em xả lỗi cho các chị 60k XL chốt này. Size XL 60kg đỏ lại em chị nào 80 lên cho em là mã hồng nu. Rồi mã hồng nu cho em mọi người nhá. Hồng nu xả 60. Hồng nu em xả 60 các chị ơi, lên mã hồng nu. Hồng nu 60. Đây chị nào hỏi cánh tiên à, con này tay thường rồi. Tay thường rồi. Hồng 4 tà cho em mọi người nhá, size M. Size M một con hồng 4 tà cho em mọi người nhá. Hàng này em xả 85k cho các chị nhá. Xả luôn cho mọi người 85.000 lên cho em là hồng 4 tà. Hồng 4 tà cho em size M mọi người nhá. Chị nào size M chốt này. Size M eo 72 độ lại mặt vừa nhá. Lên cho em là hồng 4 tà. Hồng 4 tà em xả 85 các chị ơi, lên mã hồng 4 tà giúp em nhá. Hồng 4 tà 85.000 mọi người nhá. Lên hồng 4 tà giúp em. Hồng 4 tà em xả 85. Rồi đỏ đá XL, con này 4 tà luôn. Đỏ đá hàng đá mẹ đây các chị ơi. Ngồi xui thì mặc mấy cái màu này cho nó sang nha mọi người nhá. Rồi XL 60kg đỏ lại em chị đặt 80. Lên cho em là đỏ đá 130. Mã đỏ đá cho em 130 mọi người nhá. Chốt thì comment cho em là mã đỏ đá ha. Đỏ đá 130 kèm số điện thoại chị nào XL chốt này. Lên cho em là mã đỏ đá mọi người. Đỏ đá 130. Đỏ đá cho em 130 kèm số điện thoại nhá. XL chốt nha. Em còn là đỏ đá mọi người. Rồi một con sườn xám này. Sườn xám đỏ cho em mọi người, sườn xám đỏ cái này là size L mọi người. Con này size L cho em nha, có độ cao giãn này. Size L lên cho em con này là sườn xám nha mọi người ơi, sườn xám. À, cách tân hả? Nhiều trẻ ơi. Rồi lên cho em con này là sườn xám mọi người, em xả luôn cho các chị ạ. À. Con này xả luôn cho mọi người 50k. Lên cho em là mã sườn xám 50 các chị ơi. Mã sườn xám 50 nhá, con này size L, eo 76 mặc ok này, lên mã sườn xám giúp em nhá. Sườn xám em xả 50 cho mọi người, lên mã sườn xám giúp em 50k. Mọi người ơi nào thì các chị comment nha, hôm nay view không lên nổi luôn này. Rồi con này lên cho em là kin size đỏ, size S. Rồi sườn xám cho chị Tuyết Tuyết 50.000. Rồi size S 40 tập 48kg mặc vừa nhá. Lên cho em con này là kin size đỏ. Kin size đỏ xả cho các chị 30k nhá. Lên cho em là mã kin size đỏ 30. Kin size đỏ xả cho mọi người 30k nhá. Lên mã kin size đỏ giúp em 30.000 chốt comment kim sa đỏ nha mọi người ơi. Kim sa đỏ 50, à 30 sorry các chị. Kim sa đỏ 30 nhá, chấm lên tương tác đi ạ. Rồi con này áo nam cho em mọi người. Áo nam tầm 70-75kg đổ lại. 75kg đổ lại mặc ok. Chốt comment áo nam cho em nhá. Áo nam xả cho các chị 30k. Lên cho em là mặc áo nam. Áo nam em xả 30 nhá. Rồi kim sa của chị Tuyết Tuyết này. Rồi con này lên cho em là áo nam mọi người nhá. Áo nam xả cho các chị 30k. 30k lên cho em áo nam mọi người nhé. Áo nam xả 30. Áo nam em xả 30 mọi người ơi. Lên áo nam cho em nhé. Áo nam 30. Trời ơi, hồng trơn. Hồng trơn cho em cổ này có kết ngập như này mọi người nhé. Con này size L. Size L cho em eo 76 mắc vừa lên hồng trơn xả 50k luôn. 50k lên cho em con này là mã hồng trơn mọi người nhé. Hồng trơn em xả 50. Hồng trơn xả cho các chị 50k mọi người nhé. Size L lên cho em là mã hồng trơn. Mã hồng trơn xả 50 mọi người ơi, hồng trơn 50k mã hồng trơn nha. Hồng trơn 50 mọi người ơi, lên mã hồng trơn chấm tương tác đi ạ. Em còn là mã hồng trơn nha. Rồi màu xám này. Một con màu xám này, con này hàng 4 tà luôn cho em mọi người nhá. Xám 4 tà. Lên cho em con này là mã xám mọi người, các chị nhìn họa tiết này, lười cho em nha mọi người. Rồi lên cho em con này là xám xả 85k, XL size L. Size L eo 76 mặc vừa lên mã xám cho em mọi người ơi, 85k. 85.000 lên cho em là xám mọi người ơi, xám 85. Xám cho em 85k mọi người nhá. Chốt comment cho em là mã xám 85. Xám 85 mọi người nhá. Không lên được luôn. Rồi xám 85. À cái này còn size gì ta? Size M với 1X. Rồi mẫu này em còn M với 1X nha mọi người. Hàng cho em là 4 tà mọi người nhá. Hàng này là vải lụa tơ này các chị, vải lụa tơ các chị đi ra ngoài mua chắc phải tầm 140-150 một áo các chị. Mà bên em giờ xả luôn cho mọi người nhá. 99k một áo lên cho em là hồng 4 tà. Hồng 4 tà cho em 99k kèm size M hoặc 1X. Em còn sót lại size M, size XL thôi mọi người nhá.
Rồi ạ, à, hồng trơn này 50k cho chị Nhân Phan. Chốt đủ đơn luôn cho em nha mọi người. Đơn hàng 80.000 đổ lên em mới ship nhá. Rồi lên cho em con này là mã này, mã hồng 4 tà đi ạ. À. 4 tà cho em mọi người nhá. Hồng 4 tà 99k, vải này vải điệu tơ. Không đẹp em không lấy tiền mọi người luôn, các chị thiệt sự luôn. Nha, lên cho em là mã hồng 4 tà, kèm size cho em là M là 1X nhá. ML72 XL L80 giúp em nhá. Lên cho em là mã hồng 4 tà các chị ha. Lên cho em là hồng 4 tà 99k kèm size. Hồng 4 tà 99k này kèm size và kèm số điện thoại em chốt đơn ạ. À. Lên cho em là hồng 4 tà. Hồng 4 tà mọi người ơi. Hồng 4 tà cho một con trơn. Màu hồng rút trơn, cần đúng một áo thôi sẽ XL. Cổ vuông tay bồng cho em nha này mọi người nhá. Cổ vuông tay bồng. Xả luôn cho các chị 50k. Lên cho em cái này là mã hồng rút nhá. Hồng rút em xả 50 mọi người ơi, lên mã hồng rút cho em 50k XL. L80 mặc vừa lên mã hồng rút cho em nha. Hồng rút L80. Hồng rút 50k cho em mọi người nhá, xả XL. XL lên mã hồng rút. Rồi, hồng 4 tà hả? XL tuyết tuyết này. Đây. Ok, rồi hồng 4 tà em vẫn còn mọi người nhá, chị nào chốt comment. Hồng rút là 50.000 nhá. Rồi em xả tiếp tục hàng sâu cho mọi người. Rồi cái này size S thôi mọi người, size S nha. 40x48kg này, cái này SM luôn mọi người. Size SM luôn cho em mọi người nhá. 50kg đậu đã L72. Cho comment cho em là mã dâu đỏ, xả luôn cho các chị 69k. 69k lên cho em là dâu đỏ mọi người nhá. Mã dâu đỏ xả 69. SM mặc ok mọi người, hàng dâu còn ít rồi, các chị còn mấy áo thôi. Rồi lên cho em là mã đỏ dâu mọi người ơi, đỏ dâu 69k SM. SM cho em mọi người nhá. Lên cho em là mã đỏ dâu. SM lên đỏ dâu cho em nhá, đỏ dâu. Rồi lên cho các chị mình xanh, hoa xanh size L. Hoa xanh cho em cái này size L mọi người. Size L, L76 mắc vừa cho em mọi người nhá. Có mở hả? Rồi mẫu này em còn size M với size L mọi người. Chị nào chốt comment cho em là hoa xanh xả 75k. 75.000 cho em mọi người nhá. Vải cho em là vải lụa Thái các chị nhá. Lên cho em là mã hoa xanh kèm size M hoặc L, xả cho các chị 75k. 75k lên cho em là mã hoa xanh mọi người nhá. Hoa xanh 75. Hoa xanh 75.000 kèm size M hoặc L, lên cho em là mã hoa xanh. Rồi hoa xanh cho em mọi người nhá, kèm size M hoặc L, 75.000 lên mã hoa xanh nhá. Trời ơi, hồng thêu này. Màu này cho em là màu hồng phấn mọi người. Vải lụa chi phong giúp em mọi người nhá. Thêu này cho em là thêu vải lụa chi phong. Size M lên mã hồng thêu cho em mọi người nhá, size M. 50kg đỏ là L72, chốt comment cho em là mã hồng thêu. Hoa xanh pha lờn cho chị Trang Thủy nhá. Rồi con này chị nào chốt comment cho em là hồng thêu size M 85.000 mọi người. Vải lụa chi phong cho em nhá, lên mã hồng thêu 85. Hồng thêu cho em 85k kèm số điện thoại nhá, lên cho em là mã hồng thêu 85. Hồng thêu cho em 85k mọi người ơi, lên mã hồng thêu 85 nhá. Trắng họ ok mọi người. Rồi con này xanh đen. Xanh đen này em có size này, M với L. Rồi hoa xanh size M Trịnh Thúy, ok chị, ok người đẹp. Rồi mẫu này em cả size này, M với size L mọi người nhá. Chốt comment xanh đen xả 100k. 100k lên cho em là mã xanh đen mọi người. Xanh đen kèm size các chị ơi, lên cho em là mã xanh đen nhá, kèm size M hoặc L. Xanh đen kèm size M hoặc L, 100.000. 100k lên cho em là mã xanh đen mọi người nhá, kèm size M hoặc size L cho em nhá. Xanh đen kèm size M hoặc L. Cách tân thì em còn mấy áo thôi mọi người, chứ em hết cách tân rồi. Rồi pha S mọi người lên cho em, con này là cách tân xả 40k. Hoa xanh lở bán không chị Như? Hoa xanh xa lở chị cần mặc một áo nhá, ok các chị. Rồi con này chốt comment cách tân mọi người nhá. Cách tân em xả 40, cách tân này hàng mới cho em nhá. Lên cho em là mã cách tân. Cách tân cho em mọi người, ok chị cần mặc này. Ok, rồi nha mọi người, con này lên cho em là cách tân 40k. Xả S nhá, xả S lên mã cách tân. Con này cách tân luôn, size M lên mã 02 đi. Con này size M. Chốt comment cho em là mã 02 mọi người nhé, xả 40. 40k lên mã 02 mọi người nhá. Nhung bảo có không, em đã không có rồi chị. Hàng Nhung bây giờ em hết sạch hàng luôn đó các chị ơi. Rồi nhá, con này chốt comment cho em là mã 02. 02 cho em mọi người nhá, xả cho các chị 40k. 02 em xả 40 mọi người, lên mã 02 40k. Cái này còn S với 1X nhờ. Cái này em còn S với XL. Hàng 4 tà cho em vải lụa tơ mọi người, đẹp lắm luôn. Chấm lên tương tác cho em đi mọi người ơi, cố gắng cho đẩy view lên giúp em nha. Cố gắng đẩy view lên cho em đi mọi người. S, XL. Rồi mẫu này em có size S và size XL mọi người nhá. Chốt comment cho em là mã hoa cam. Đẹp lắm luôn, vải lụa tơ cho em nha mọi người nhá. Đây này, 4 tà như này giúp em nhá, rất là đẹp luôn. Rồi cách size XL không bạn? Dạ có chị ơi, theo dõi like ha. Rồi lên cho em là hoa cam mọi người ơi, mã hoa cam kèm size. Hoa cam kèm size S hoặc là XL cho em mọi người, xả 99k thôi.
99k một áo mọi người nhá. Hàng mới giúp em, lên cho em là mã hoa cam. Rồi hoa cam 99k kèm size đi ạ. Chốt vào bên mã hoa cam cho em nhá. Rồi hoa xanh là ok, chị cần mà em chốt rồi trời ơi. Rồi con này lên cho em là hoa cam mọi người nhá. Kèm size S hoặc là XL. S là 48kg thổi lại, XL là em 80 nhá. Hoa cam này hàng 4 tài cho em nhá các chị ơi. Hoa cam là hàng 4 tài nhá. Chị nào chốt comment hoa cam XL chị Tuyết Tuyết này. Hoa cam XL. Không phải. Hoa cam XL tiếp tiếp này, ok này. Đâu rồi, XL đâu rồi? Rồi hoa cam sẽ trịnh thủy này, ok các chị nào chốt thử comment. Rồi cách tân đây ạ. Cách tân đây, cái này XL hả? Cái này XL cho em mọi người, cách tân XL lên cho em là mã cách tân xanh. Cách tân xanh cho em XL hàng mới mọi người xả 40k. Các chị bên hội mọi người chấm lên tương tác đi các chị ơi, chấm tương tác cho em nhá. Rồi lên cho em cách tân xanh mọi người 40k. Rồi em thấy chị Mỹ Ly cố gắng mỗi chị cho em xin một nút chia sẻ like để đưa lên cho em rồi nha các chị ơi. Cách tân xanh 40k cái lò chốt nha. Hoa này hoa hướng dương. Rồi lên cho em là cách tân xanh 40. Cách tân của chị Hòa Vũ này. Cách tân 40 của chị Hòa Vũ nha. Ok mọi người. Rồi em có cái tân hoa xanh này đẹp mà các chị. Không thì chị cứ đi ra rồi. Rồi cứ like ai vừa thấy. XL của Tuyết Tuyết. Rồi nha mọi người, hoa xanh chỗ cái mẫu này sang cực kỳ sang luôn này các chị, con này size M nhá. Con này trên size M mọi người hết rồi. Đâu còn. Rồi nha mọi người ơi, con này chị nào chốt comment hoa xanh đi ạ. À. Rồi mã hoa xanh cho mọi người nhá, xả cho các chị 75k. Đúng rồi, size M ạ. Ok. Đó. Kiếm nãy giờ. Rồi nha mọi người, con này lên cho em là mã hoa xanh size M xả 75 cho cái con đẹp lắm luôn đấy các chị, đẹp mê luôn. Rồi lên cho em là mã hoa xanh mọi người nhá, hoa xanh xả 75. Hoa xanh cho em 75k kèm số điện thoại nhá, lên mã hoa xanh mọi người ơi. Hoa xanh 75 cho em nhá. Rồi màu đỏ cao 1m4 hả, 59kg hả, 1m54, 59kg mặc XL đi chị Nguyễn Linh ơi. Mặc XL cho em nha chị Nguyễn Linh nhá. Rồi hoa xanh này của chị Vân Dung Trần này, hoa xanh này của Vân Dung Trần. Ok người này. Rồi cái tan ví vàng em toàn M với L này các chị. Chốt lên like cho em nha chị Nguyễn Linh ơi, hoa xanh của Vân Dung Trần. Rồi cách tân của Hòa Vũ, cách tân 40 màu xanh. Đấy. Rồi con này cho em mọi người hoa xanh em hết nha các trẻ ơi, hoa xanh em hết rồi. Chỗ một con nhí vàng 4 tài. Nhí vàng 4 tài cho em ở ngoài nó đậm hơn xíu nha mọi người. Rồi hoa xanh em hết nha. Con này chị nào chốt này comment cho em là nhí vàng kèm size M hoặc L. Hàng 4 tài em còn một vài áo nữa thôi nha các chị nha, là em hết hàng 4 tài rồi. Rồi chị nào chốt comment cho em con này là nhí vàng nhá. Nhí vàng kèm size M size L 99k một áo thôi các chị nhá. Rồi 99k. Đúng rồi. Trịnh Thúy đúng rồi. Rồi ạ, lên cho em con này mọi người. Chốt comment lên cho em là mã nhí vàng kèm size M hoặc L 99k mọi người nhá. Vải này lụa rất là đẹp luôn nha, vải lụa to. Rất là đẹp luôn cho em các chị. Rồi cả luôn chị Phương Bùi ơi theo dõi like nhá. Chốt comment lên cho em con này là nhí vàng đi ạ. Rồi nhí vàng kèm size mọi người ơi, lên cho em là nhí vàng. Ờ size L của Trần Mận ok này. Rồi hàng ok mọi người, rồi lên cho em con này là mã nhí vàng đi ạ. Nhí vàng kèm size. Nhí vàng kèm size Trịnh Thúy. Trịnh Thúy ok. Rồi ạ, lên cho em mọi người ơi, nhí vàng kèm size. Nhí vàng cho em nhá, kèm size kèm số điện thoại chốt đơn. Rồi lên cho các chị mình một con màu trắng này, trắng này size L. Một con trắng này họa tiết cho em là hình cô gái như này các chị nhá. Con này size L. Size L như em eo 76 mặc vừa. Eo 76 trở lại mặc ok, chốt comment mã trắng nhá. Trắng xả cho các chị 75k, lên cho em là mã trắng các chị ha. Trắng em xả 75 mọi người nhá. Size L chốt này. Rồi size L eo 76 mặc vừa 75k, lên cho em là mã trắng các chị. Hàng 3D như này cho em là vải lộ thái mọi người nhá, mặc cực kỳ sướng luôn. Rồi em toàn là mã trắng các chị ha. Trắng. Trắng 75, mã trắng 75 size L. Trắng 75k size L mọi người nhá. Lên mã trắng cho em. Trời ơi đỏ. Một con đỏ đá, màu này cho em là màu đỏ đô mọi người, rất là ngọt luôn. Rồi size M cho em con này mọi người nhá. Chị nào mặc size M thì hot này. Màu đỏ đô còn đúng duy nhất một con thôi. Lên cho em con này là đỏ đô. Mã đỏ đô size M eo 72 các chị nhá. Đỏ đô. Xả luôn cho các chị 100k mọi người. 100.000 lên cho em là đỏ đô. Mã đỏ đô 100k kèm số điện thoại nhá. Mới 100% luôn cho em các chị nhá. Lên cho em là mã đỏ đô. Mã đỏ đô 100k. Đỏ đô 100k kèm số điện thoại nhá. Rồi mã đỏ đô. Đỏ đô hồng lên chốt hàng kèm số cho em trời ơi. Kèm số điện thoại em mới lên đơn được nha các chị ơi. Mã đỏ đô kèm số ạ. Mã đỏ đô kèm số cho em nha.
Rồi đỏ đô này, hồng lên chốt hàng kèm số đi trẻ ơi. Rồi một con nâu đá cho em, con này size M. Các chị thấy đẹp chưa? Rất là sang luôn cho em đá như này mọi người nhá. Con này size M. Size M cho em nhá. 50kg đỏ là eo 72 chốt có men nâu đá này. Lên cho em là mã nâu đá mọi người. Nâu đá xả đôi cho các chị 100k. Nâu đá xả 100k ok chị Hồng Lê. Nguyễn Thị Minh Thùy sau bắt rồi lựa mã khác cho em nhá. Rồi lên cho em con này là mã nâu đá mọi người size M. Nâu đá size M em xả 100k luôn. Các chị lên mã nâu đá cho em nhá. Size M. Size M lên cho em là nâu đá 100. Nâu đá cho em 100k size M nhá. Size M chốt thì còn men nâu đá 100. Trời ơi hoa tím này. Hoa tím này để em mặc lên luôn. Cotton. Cotton hả? Cotton hồi nãy em chốt cho chị rồi trời ơi. Ưng cotton hả? Còn ít cotton thôi mọi người lên em xả nhá. Rồi một con tím cho em mọi người, tím size S nhá. Tím này cho em size S mọi người 40-48kg mắc ok. Lên cho em là mã tím các chị ơi. Tím xả 75k. 75.000 lên cho em là mã tím mọi người. Size S nhá. 40-48kg mắc vừa. Chốt comment lên mã tím cho em mọi người. Mã tím 75. Tím 75 cho em nhá. Lên cho em là mã tím ha. Mã tím xả 75k mọi người ơi. Lên mã tím cho em nha. Tím 75. XL. XL trời ơi đẹp chưa? XL 60kg đảo lại. Rồi ạ, à, tìm S cho chị Nguyễn Thị Minh Thùy này. Ok chế đây. Tìm S cho chị Nguyễn Minh Thùy. Rồi lên tiếp cho mọi người một con này. Tìm luôn, tìm này là sẽ XL mọi người. XL cho em nhá, 60kg đảo lại eo 80. Chốt đúng má cho em là tìm XL 75k. Tìm XL cho em 75k kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là tìm XL. Mã tìm XL 75k mọi người nhá. Đẹp chưa? Lên cho em là tìm XL 75k kèm số điện thoại nhá. Đúng mã nha mọi người. Chốt từ hai áo lên trở lên nha các chị ơi. Cố gắng chốt từ hai áo giúp em nha mọi người. Chứ một áo chưa ship được đâu nha. Sọc này. Một con sọc size S ạ. Sọc size S mọi người, mấy cái hàng sọc như này các chị mặc không bao giờ bị lỗi mốt nhá. Rồi size S 40-48kg á. 40-48kg mặc vừa, comment lên đây chậm lắm. Rồi lên cho em con này là mã sọc, chị đọc xong rồi chưa nhảy luôn. Rồi lên cho em là mã sọc mọi người, sọc cho em nhá, sọc xả luôn cho các chị ạ. 75k. Lên cho em là mã sọc mọi người nhá, sọc 75. Sọc 75 cho em size S mọi người, lên mã sọc nhá, 75k mã sọc size S ha. Sọc size S em xả 75.000 mọi người, lên mã sọc nhá. Rồi con này cho em ạ, tím, tím trơn, size S luôn. 40-48kg mặc vừa. Rồi mã sọc cho chị Minh Thủy. Rồi size S nha, 40-48kg mặc ok. Lên cho em con này là mã tím trơn. Tím trơn xả cho các chị 50k. Cổ vuông tay bồng. Cổ vuông tay bồng cho em mọi người nha. Lên tím trơn xả 50. Tím trơn 50k kèm số điện thoại nha. Lên mã tím trơn cho em ha. Mã tím trơn. Trắng theo size M. Trắng theo size M hàng vải lụa chi phong xả cho các chị 85.000. 85k lên cho em mã trắng theo. Mã trắng theo em xả 85 mọi người nhá. Size M. Size M cho em eo 72 mặc vừa. Lên cho em là mã trắng theo. Trắng theo xả cho các chị ạ. 85k lên mã trắng theo cho em. Trời ơi nâu tay này. Tay quá tay luôn cho em mọi người. Rồi size M luôn cho em các chị nhá. Lên cho em con này là mã nâu. Mã nâu cho em mọi người. Nâu size M 50kg đổ lại eo 72. 50kg đổ lại eo 72 chốt comment cho em có thể là mã nâu. Rồi ạ, à, tìm trơn của chị Nguyễn Minh Thùy này. Ok chế, dồn đơn. Rồi lên cho em có thể là mã nâu mọi người nhá. Nâu 75k mã nâu. Mã nâu 75k mọi người nhá. Size M chốt comment mã nâu. Mã nâu 75 các chị ơi. Lên cho em là mã nâu nhá. Đây cái tân trẻ trẻ đây chị ơi. Phải này, đây, cái này là thổ cẩm. Họa tiết thổ cẩm nhá. Size XL. Cái này còn không ta? Còn XL cho em mọi người. XL 60kg thỏ là eo chị nào 80. Lên cho em là mã cách tân. Cách tân cho em mọi người nhá. Họa tiết thổ cẩm nhìn rất là sang luôn. Cách tân em xả cho các chị 40k. Mới 100% cho em nha mọi người nhá. Lên cho em là mã cách tân 40k kèm thôi XL đi. XL cho em mọi người sẽ XL. Rồi lên mã cách tân XL cho em mọi người nhá. 40k lên mã cách tân. Cách tân 40k mọi người nhá. Chốt comment mã cách tân giúp em. M XL. Cách tân em có size M và XL mọi người. Cách tân đấy em có M và XL chị nào chắc comment nhá. Rồi một con hồng cam. Hồng cam cho em hàng này đính cách đá mọi người nhá. Size 2XL. 2XL cho em con này tay bồng. Chốt comment mã hồng cam xả 100k. 100k lên cho em là mã hồng cam mọi người nhá. Hồng cam 100. Hồng cam cho em 100k kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là mã hồng cam mọi người ơi. Size 2X thì chốt nhá. Eo 85 đổ lại. Rồi Lê Thị Hồng Vân chốt hàng kèm số cho em. Trời ơi và chốt đủ đơn nhá. Rồi Lê Thị Hồng Vân chốt hàng kèm số cho em này. Rồi con này lên cho em là mã hồng cam mọi người nhá. 2XL. Rồi
ngán mình và ai đó. Từ lên cho em, cái này là mã hồng cam. Hello chị vô thường. Hồng cam cho em hãy cho là 100k mọi người nhé. Eo 85 mọi người. Rồi hồng cam. Ủa sao chốt nhiều size vậy chị Minh Thùy? Nãy chị toàn chốt size không à? Hồng cam cho Trương Ngọc Út này. Hồng cam của chị Trương Ngọc Út. Các chị mua chốt một size cho mọi người. Chị nào mà muốn mua dùng hay sao các chị báo em một tiếng nhá. Rồi con này sẽ ép hoa nhím này. Hàng hoa nhím hết sạch hàng rồi mọi người. Rồi xả hồng luôn nhá, 60k hãy chứ. Hồng cam để em coi cảm thấy em chốt nha mọi người. Rồi hạ size Lê Hồng Vân lên số đi chị ơi. Lê Hồng Vân chốt hàng kèm số đi ạ. 40 tại 48 ký mặc vừa. Con này lên mã hoa nhím cho em. Trời ơi đẹp chưa, xả 60k. 60k cho em con này vải lụa Hàn Châu nha mọi người nhá. Chốt comment cho em là mã hoa nhí đi ạ. Hoa nhí cho em cổ vuông tay bồng size S chốt nha. 40 tại 48 ký mặc ok. Lên cho em con này là mã hoa nhí xả 60. Hoa nhí xả cho các chị 60 mọi người ơi. Chốt comment hoa nhí cho em nhá. 60k. 60k lên mã hoa nhí cho em các trẻ ơi. Hoa nhí 60. Đây 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 chị, đây chị Nhung, đây chị Nhung. Đây. 2X này của chị Vân Dung Trần một áo nhá. Hồng cam của chị Vân Dung Trần một áo đi. Rồi em lên cho mọi người một con tìm đá. Tìm đá này 3X luôn. Con này size to 3XL 70kg thổ lại em chị nào 90. Con này 43 nhá. Chị nào mà mua cho mẹ này, mua tặng cho mẹ ha. Hồng hết cái rồi gì, cái gì đó. Em hết rồi. Tân đi chùa không có đâu chị ơi. Cái gì Lê Hồng này. Lê Hồng Vân ơi. Còn còn đấy chắc hàng kèm số điện thoại giúp em đi chị đẹp ơi. Rồi nha, con này lên cho em là tìm đá 130. Con này là hàng 48 cho em nhá. 3 cái lò luôn, 70kg thảo lại em chị nào 90 nhá. Chốt comment tìm đá cho em 130. Tìm đá 130 kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là ok Lê Hồng Vân này, chốt từ 2 áo nha chị ơi. Chốt đủ đơn, từ 2 áo đổ lên. Rồi con này dành cho chị nào mặc XL vải lụa chi phong. Hồng theo cho em con này vải lụa chi phong giúp em mọi người nhá. XL chốt này 60kg thảo lại eo 80 lên mã hồng theo 85k. 85.000 lên cho em là hồng theo mọi người nhá. Vải lụa chi phong giúp em. Cho comment cho em là hồng theo mọi người nhá. XL XL lên cho em là mã hồng theo mọi người ơi. Mã hồng theo nha. Hồng theo 85k mọi người ơi. Lên mã hồng theo giúp em. Hồng theo 85. Hồng theo rồi tính của Nguyễn Bình. Tìm đá của Nguyễn Bình 130. Tìm bán cho chị Nguyễn Bình này. Ok mọi người. Rồi con này một con xanh họa tiết cho em trống đồng như là mọi người nhá. Xanh chưa. Con này sẽ ép nhá. Size S 40 tại 48 ký mặc vừa, còn đúng duy nhất bộ áo thôi. 40 tại 48 ký mặc ok lên cho em là xanh trống xả 75k. 75.000 lên cho em là xanh trống nhá. Dạ cái hàng này là hàng 28 mọi người nhá. Hàng theo như này cho em là hàng 28 hết mọi người nhá. Rồi xanh trống cho em 75k kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là xanh trống 75. Rồi lấy chị thêm một áo nữa size L ok chị Hồng Vân đợi em một tí ạ. Các chị lựa trên like cho em nha mọi người, mọi người lựa trên like nhá. Hả? Rồi, đây. Đây để em đây cho các chị con hồng này nhá. Hồng size L đây. Size L thì chốt con này cho em rồi ạ. Xanh trống của chị Nguyễn Minh Thùy. Ok Nguyễn Bình nha, quần thì các chị rồi chị Minh Thùy này chốt nhiều cọc cho em nhá. Chị nào mà muốn chốt nhiều ạ, đơn hàng 400.000 đổ lên là các chị cọc trước thì bên em mới đi hàng nhá các chị khách mời nhá. Rồi con này ạ, hồng cho em mọi người size L eo 76 chốt comment hồng 75k. Con này có cổ. Con này có cổ trên họa tiết là hoa viền đen như này mọi người nhá, rất đẹp luôn. Rồi lên cho em con này là mã hồng nha mọi người ơi, hồng size L 75k. Hồng size L 75.000 mọi người ơi. Mẫu này còn ít này chị nào chốt comment. Lên cho em là mã hồng 75 mọi người. Mã hồng cho em 75k size L các chị nhá. Lên mã hồng 75k nha mọi người. Chị nào lấy thêm quần á các chị báo nhân viên gọi đơn giúp em nha. Nâu đá size M này. Nâu đá cho em size M mọi người. Eo 72 đổ lại. Size M eo 72 đổ lại lên nâu đá cho em các chị nhá. Nâu đá xả 100. Nâu đá xả cho các chị 100k nhá. Size M chốt. Size M cho em nâu đá 100 các chị ơi. Lên mã nâu đá. Trời ơi cái xanh đẹp quá. Nguyễn Thị Minh Thùy chị mua về bán hay sao vậy chị ơi? Lê Thị Hồng Vân này. Ok chị chế. Chị lấy á, xanh hả? Lấy hồng hả? Rồi. Nguyễn Bình. Nguyễn Bình bên hội. Rồi lên 2x đi em, ok mọi người, theo dõi like nhá. Xanh đá cho em size M, chỗ con này sang cực kỳ luôn này các chị. Rồi xanh đá cho em mọi người nhá, size L. À size M, sorry mọi người, con này size M, 4 tà nhá. Lên xanh đá 130, xanh đá 130 cho em mọi người nhá. Ok, theo dõi like rồi, chốt trên like cho em đi mọi người. Rồi ạ, hồng 75 cho chị Lê Thị Hồng Vân một áo này. Rồi Lê Hồng Vân một áo hồng, em còn hồng nhá. Nâu đá, nâu,
Ok, theo dõi like đấy các chị, để em lên từ từ nha mọi người. Rồi lên cho em con này là xanh đá 130, size mở chốt nha, sang chưa? Xanh đá cho em mọi người nhá, size ML 72 lên xanh đá cho em. Rồi mua bán hỏi vậy, ok, chị nào mà muốn mua nhiều các chị cọc trước cho em nha mọi người nhá. Cọc 50 hoặc 100 nghìn thì em đi hàng nhá. Đấy, chị nào khách mới á. Đó, cái đấy của Nguyễn Minh Thùy. Nguyễn Minh Thùy cọc nha chị ơi, chứ em cọc nhá. Cọc trước cho em thì em mới đi hàng. Rồi ạ, lên cho em con này mọi người, chốt comment cho em là xanh đá. Rồi xanh đá cho em 130 mọi người, xanh đá 130, không xa không đánh không lấy tiền các chị luôn. Rồi xanh đá 130 mọi người nhá, xanh đá 130 là size M thôi. Xanh đá 130 size M mọi người nhá, size M eo 72 chốt nhá. Lên cho em là xanh đá 130. Xanh đá 130 kèm số điện thoại chốt đơn, đẹp lắm luôn ấy. Rồi. Xanh đá bắp rang bơ. Xanh đá của chị bắp rang bơ, size M ạ. Ok. Rồi con này cho em mọi người, dành cho chị nào mặc size này, 2XL đây ạ. 2XL hàng này cho em là hàng lưới này, hàng lưới 4 tạ ảnh nhũ cho em như này mọi người nhá, đẹp lắm luôn. X2XL chốt nhá, eo 85 độ lại, 65kg thỏ lại eo 85, lên hồng 4 tạ giúp em xả cho chị 85k luôn. Cái giá này là dưới giá nhập luôn đó mọi người nhá. Lên cho em là mã hồng 4 tạ hoặc là hồng lưới cho em nhá. 85.000 lên hồng 4 tạ giúp em mọi người, 2X thì chốt nhá. 2XL eo 85 độ lại mặc vừa, lên cho em là hồng 4 tạ. Rồi xem con tím XL lúc nãy với, hết rồi chị. Tính này đúng không? Rồi em còn là hồng 4 tà 85k mọi người ơi, em còn hồng 4 tà 85 nhá. Đây, tính này đúng không chị ơi? Đúng thì ok cho em 1 tiền nhá. Đây, lấy theo ok cho em 1 tiền nhá chị ơi. 75.000 XL, tính XL 75. Không phải, nãy giờ chưa có lên tính đá XL luôn. Đây, bây giờ em này lên này. Rồi cái này của ai? Nguyễn Bình đấy 1X, 3X. Rồi đây mọi người, tính đá đây. Tìm đá cho em mọi người nhé. Có đỏ 4 tà luôn nha chị ơi. Cái này XL này, con này XL 60, ok chị bắt răng bơ chị lấy ạ. Lấy đúng rồi, lấy ạ. Rồi con này XL cho em mọi người nhá, 60kg thỏ lại eo 80. Lên cho em con này là mã tìm đá xả 100k. 100k lên cho em là tìm đá mọi người nhá, mã tìm đá xả 100. Tìm đá xả cho chị 100k mọi người nhá. XL chốt này, 60kg thỏ lại eo 80. Lên cho em là tìm đá 100 mọi người. Tìm đá 100k kèm số điện thoại rất là sang luôn. Lên cho em là tìm đá mọi người nhá. Mã tìm đá xả 100k. Tìm đá xả 100 mọi người. Mã tìm đá 100. Chấm lên tương tác cho em đi các chị đẹp ơi. Rồi size L một con cách tân màu cam. Màu này màu cam cho em mọi người nhá. Lên mã cách tân. Cách tân xả cho các chị 40k nhá. Con này size L. Eo 76 mặc vừa cho em mọi người nhá. Lên mã cách tân xả 40k. 40k lên cho em con này là cách tân mọi người nhá. Cách tân 40. Mã cách tân xả cho chị 40k size L chốt nhá. Size L lên mã cách tân 40. Cách tân 40k size L mọi người. Cách tân 40k size L nha. Hoa đỏ này, đẹp chưa? Size M. Con này size M lên cho em là mã đỏ. Đỏ size M xả 75. Đỏ size M xả cho các chị 75k mọi người. Rồi cách tân của chị Lê Minh Huyền. Rồi lên cho em con này mọi người, chốt comment cho em là mã đỏ nhá. Đỏ, đỏ cho em size M 75k. 75k lên cho em là đỏ nhá, mã đỏ size M. Đỏ size M 75 các chị ơi, lên cho em là đỏ. Hoàn Thanh Thanh lên số đi chị ơi. Rồi, Hoàn Thanh Thanh chấp hàng kèm số. Đây, cách tân màu size S đây. Cách tân size S. S M được mà chị. S M mặc được mà. Đây, cách tân hả? Đây, cách tân này mọi người, con này size S nhá. 40-48kg, 40-48kg mà ok. Lên cho em con này là mã 01 đi. Cách tân mã 04 xả 40 các chị nhá, 40k. Hoàn Thanh Thanh lên số đi chị ơi, em cho chị khác nè. Rồi Hoàn Thanh Thanh chốt hàng kèm số đi ạ. Rồi lên cho em con này là cách tân mọi người nhá, 01 sau đi mọi người, mã 01 nhá. 01 xả cho các chị 40k. 01 em xả 40 mọi người nhá. Lên cho em là mã 01 okay. 40k mã 01, ok chị Hoàn Thanh Thanh. Chốt từ 2 áo giúp em nha mọi người. Chốt từ 2 áo em đi đơn nhá. Trơn này, hàng trơn. Một con hồng trơn, con này 1X này. Size XL 60kg thỏ lại eo 80 nhá. Lên mã hồng trơn xả 50k. 50k lên cho em là mã hồng trơn mọi người. Hồng trơn 50. XL chốt nhá, 60kg thỏ lại eo chị là 80 mà ok nhá. Chốt comment cho em là mã hồng trơn. Hồng trơn đang xả 50. Hồng trơn xả cho chị 50k nhá. Hồng trơn 50. Rồi hồng trơn 50 mọi người, lên mã hồng trơn nhá, hồng trơn 50.000. Hồng trơn 50k. Có hàng thanh lý đó chị ơi. Mà hàng thanh lý bây giờ. Rồi ạ. Đây xanh 4 tà này các chị, xanh 4 tà XL xả luôn cho các chị 85k, màu này đẹp chưa?
Rồi xanh 4 tà trên 85 mọi người nhá. Xanh 4 tà xạ 85. À tròn hết hả? Rồi ạ, đỏ M. 01M. 01 hả? Rồi 01M cho chị Vũ Hoa. 01. Cái này làm gì có M đâu. Cái này cách tân này không có 01 đâu chị ơi. À không có xanh M. Rồi à, con này lên cho em là xanh 4 tà mọi người xạ 85. Rồi xanh XL ạ. À. Cái này đúng không? Cho chị Tuyết Tuyết 85k. 85.000 nha. Đây, cách tân này xa L này. Cách tân này cho em xa L lên 02. Cách tân xa L lên cho em là mã 02 xả 40k. 40k lên mã 02 cho em mọi người nhá. Mã 02 xả 40. Mã 02 xả 40k mọi người nhá. Xa L. Xa L L76 lên cho em là mã 02. Rồi 02 40k mọi người ơi. Chắc có mấy 02 nhá. Chỗ cam theo này được chưa? Cam theo xa màu vải lụa chi phong xả 85. 85.000 vải lụa chi phong cho em mọi người nhá. Lên mã cam theo size M. Cam theo size M cho em L72 nhá. Size M L72 chốt comment cam theo. Cam theo xả 85k các chị ơi. Chốt comment mã cam theo cho em nhá. Cam theo 85 mọi người. Lên mã cam theo cho em. Màu hồng cam thì đẹp chưa? Hồng cam cho em con này size L. Rồi ạ, à, tím đá này. Thị mì đỗ dẫn sao mạng chậm thế. Rồi lên cho em con này là hồng cam mọi người nhá. 130 con này 4 tà. Hồng cam cho em 130 hàng này 4 tà mọi người nhá. Lên cho em là mã hồng cam. Rồi ok chị. Rồi ok chị Thị Mỹ Đỗ này chốt đơn rồi nhá. Rồi lên cho em là hồng cam con này tay bồng mọi người nhá. Size L chốt nhá. 130k lên cho em con này là hồng cam 130 kèm số điện thoại mã hồng cam đẹp lắm luôn các chị. Hồng cam 130 và kèm số điện thoại nhá. Lên mã hồng cam. Ờ cái này size L á. L. Hồng cam đấy em có size M với size L mọi người nhá. 4 tà 130. Rồi một con thổ cẩm cho em mọi người, hàng mới luôn nha, đẹp chưa? Thổ cẩm mấy cái hàng như này, mấy cái họa tiết như này mà không bao giờ lỗi mốt đâu nha mọi người nhá. Rồi XL 60kg đổ lại chị nào 80, lên cho em là mã thổ cẩm. Mã thổ cẩm cho em mọi người nhá, thổ cẩm xả cho các chị 75k. 75.000 lên thổ cẩm cho em mọi người ơi, mã thổ cẩm xả 75k. Thổ cẩm cho em 75.000 kèm số điện thoại nhá, lên mã thổ cẩm cho em mọi người ơi. Mã thổ cẩm 75. Mã thổ cẩm cho em nhá, 75.000 chấm lên tương tác đi ạ. À. Rồi 2XL. Lại có một con M nhỉ. À, mẫu này em có hết ở hết rồi. 2XL mọi người, màu vàng bơ. Vàng bơ 2XL em xả 60k các chị ơi, lên mã vàng bơ tay bồng. Rồi vàng bơ cho em mọi người nhá. Vàng bơ tay bồng cho em mọi người 2XL chốt này. 65kg đỏ là em chị đặt 85, lên cho em là mã vàng bơ xả 60. Vàng bơ em xả 60 các chị ơi, lên mã vàng bơ 60k mã vàng bơ. Trơn đây ạ. À. Màu cam nhá, màu cam trơn 2X này con ạ. À. Nhưng mà con này là tay bồng nha mọi người, vai bồng giúp em. Rồi lên cho em là mã cam trơn xả 50k, cam trơn 2XL 50. Cam trơn 2XL xả 50 mọi người nhá. Con này chị nào chốt vàng bơ 2XL luôn 60k. 2XL lên mã vàng bơ cho em 60. Vàng bơ 60k mọi người nhá. Vàng bơ cho chị Trang Nguyên. Chốt đủ đơn cho em nha mọi người. Chốt thùng 2 ảo giúp em nha. Ờ, nhí hả? Hoa nhí hả? Theo dõi like đi mọi người nhá. Chỗ Tây Thi này. Cái này hàng bong về nó xả luôn. Bữa trước đã xả rồi. Lên đỏ. Đây, con này hồng Tây Thi này. Tây Thi hồng. Đỏ em có nhiều lắm mọi người. Đợi em xíu đi. Rồi Tây Thi hồng che mọi người nhá. Xả S này. 40 tại 48kg mặc ok. 40 tại 48kg mặc vừa. Còn sót đúng duy nhất một con này thôi nha mọi người. Màu hồng nhá. Rồi lên cho em là mã Tây Thi hồng mọi người. Xả S nhá. Xả luôn 85.000 mọi người. 85k cho comment cho em cái này là mã Tây Thi mọi người nhá. Tây Thi cho em 85 kèm số điện thoại. Còn đúng duy nhất bọn nào thôi mọi người nha. Hàng này rửa cho bên em xả 149 nhá các chị. Giờ xả luôn cho mọi người 85k mọi người nhá. Lên cho em là mã Tây Thi hồng. Rồi Tây Thi hồng cho em 85k kèm số điện thoại nhá. Lên mã Tây Thi hồng cho em nhá. Tây Thi hồng 85. Trời ơi đẹp lắm mọi người. Tây Thi còn đúng một ảo này thôi. Chị nào mà mua cho con gái mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Tây Thi đỏ mặt Minh Anh. Cái đấy màu hồng chị. À, màu hồng á chị. Màu ơi. Hồng chị nha, cái đấy màu hồng sen. Ok này. Màu hồng okay. Sen á. Hồng đúng rồi, hồng màu đào, hồng. Hồng sen đậm á. Rồi XL, trời ơi con này mặc tết đúng bà luôn này các chị. XL lên cho em con này là hoa đỏ. Hoa đỏ cho em XL xả 75k các chị nhá. 75.000. Lên cho em con này là mã hoa đỏ mọi người nhá. Hoa đỏ em xả 75. Hoa đỏ xả cho các chị 75k mọi người nhá. XL chốt này. 60kg đỏ là eo 80 nhá. Lên hoa đỏ em xả 75k. Hoa đỏ cho em 75.000 và kèm số điện thoại mọi người nhá. Lên mã hoa đỏ 75. Hoa đỏ cho em 75k các chị ơi. Lên mã hoa đỏ nhá. 75k hoa đỏ. Hoa đỏ 75 mọi người ơi. Màu xanh nõn chuối này. Đẹp chưa? Size L.
xanh nặng chuối cho em size L mọi người. Eo 76 mặc vừa, con này em có mấy con lận ạ. Rồi size L eo 76 nhá. Lên cho em là mã xanh chuối xạ 100k. Cực kỳ sáng da luôn cho em như này mọi người nhá. Rồi lên cho em là mã này xanh chuối 100k, size L eo 76 ha. Size L cho em eo 76 lên xanh chuối cho em mọi người nhá. 100.000 toàn bộ kết đá hết nhá. Kết đá theo hoa như này nha mọi người, lên cho em là xanh chuối ạ. Mã xanh chuối cho em size L 100 mọi người ơi, lên xanh chuối giúp em nhá. Xanh chuối size L này. Xanh nặng chuối chị Minh Anh một áo này, chốt 2-3 size luôn chị Minh Anh. Mua dùng hay sao trời ơi? À vậy hả? Rồi, hồng trơn mờ. Đẹp chưa? Hồng trơn size M, hàng này cổ vuông tay bồng size M. Rồi size M cho em eo 72 đổi lại mặc vừa nhá, lên mã hồng trơn. Mã hồng trơn cho em nhá. Bữa em mua hai cái tư thi hồng chất đẹp mê lắm rồi. Em cảm ơn chị Đỗ Hải Thiên nhiều nhá. Rồi xanh chuối sau lở chị tiếp tiếp một áo này. Con này lên cho em là hồng trơn mọi người, xả 50. Hồng trơn lên xả 50 mọi người nhá. Lên cho em là mã hồng trơn. Xanh chuối này Nguyễn Tâm chốt hàng kèm số giúp em đi mọi người ơi. Mã kèm số giúp em nhá. Đây. Cái phần họa tiết nó sẽ khác nhau một chút xíu là cái phần hoa này nha mọi người. Nhưng mà đều là xanh chuối hết nhá. 100.000 thôi. Đây. Cái này của chị Tuyết Tuyết này. Rồi chị Nguyễn Tâm chất hàng kèm số cho em nha Nguyễn Tâm ơi. Nguyễn Tâm chất hàng kèm số nha. Rồi hồng trơn cho em 50k size M eo 72 các chị lên mã họ hồng trơn. Hồng trơn 50k mọi người nhá. Hồng trơn 50 cổ vuông tay bồng. Size M thì chốt nha mọi người nhá. Size M chốt này, lên mã hồng trơn. Hồng trơn 50k mọi người ơi. Ok chị Nguyễn Tâm. Ok chị Nguyễn Tâm. Trên kia gắn xanh chuối 8 không ta? Chị chuối đây. Mày gì? Màu xanh lọng chuối. Đây. Xanh chuối cho Tuyết Tuyết một áo. Đúng rồi, Tuyết Tuyết một áo. Chị đây. Nguyễn Tâm một áo. Nguyễn Tâm một áo hả? Ờ, Nguyễn Tâm một áo. Xanh, xanh chuối đấy em có size Xanh L hả? Xanh L. Hồng trơn. Hồng trơn. Hồng trơn 50. Thị mì đỗ, ok. Thị mì đỗ. Rồi xanh chuối em có 2x luôn á các chị. Xanh chuối em có 2x luôn á. À nhỉ em hiếm lắm chị ơi. Nguyễn Tâm đây, Nguyễn Tâm đây. Rồi xanh chuối này em có 2x luôn á mọi người. Chị nào chốt comment nhá. Có 1x 2x luôn này. Có 1x 2XL luôn chị nào chốt comment. 1x này 2XL nhá. 100.000. 100k chị nào chốt comment nha mọi người ơi. 100k thôi. Chốt thì comment giúp em. Rồi xanh ngọc này. Màu xanh ngọc này đẹp lắm các chị. Xanh ngọc nhá. XL. Xanh ngọc này. XL. Rồi. XL cho em mọi người, size L và 1X. L và XL con này lên cho em là mã xanh ngọc. Size L hay size 2X hả chị? 2X hả? Đỗ Hải Thiên. Hồng trơn 2X hả? Rồi nha mọi người, con này chị nào chốt này comment lên cho em là xanh ngọc kèm size L 1X nhá. L hoặc XL lên cho em là mã xanh ngọc đẹp chưa các chị? Rồi xanh ngọc cho em kèm size mọi người nhá. L hoặc 1X nhá. Theo hoa rất là đẹp luôn như này cho em mọi người. Rồi lên cho em là mã xanh ngọc kèm size L hoặc XL. L eo 76, XL eo 80 cho em nha. Tay đi hồng S có quần cùng màu không em? Dạ em hết tay đi hồng rồi chị Trần Mận ơi, em hết tay đi hồng nhá. Rồi chị nào chốt comment cho em là xanh ngọc kèm size L hoặc 1X nhá. 100.000 thôi mọi người ơi, lên mã xanh ngọc cho em nhá. Xanh ngọc 100. Xanh ngọc 100k mọi người, lên mã xanh ngọc giúp em ha. Mã xanh ngọc cho em 100.000. Vàng size M mọi người đẹp chưa? Vàng size M 50kg đỏ là eo 72 chắc comment mã vàng. Mã vàng cho em mọi người nhá. Vàng xả cho các chị 75k. 75.000 vải lụa Thái cho em mọi người nhá. Hàng 3D là vải lụa Thái cho em nhá. Chốt comment mã vàng size M 75. Vàng size M xả 75 các chị ơi, lên cho em là mã vàng nhá. Vàng size M 75k, lên mã vàng giúp em. Rồi, ừ em trơn 2X rồi. Đây. Màu này là em có size này. Màu này có size L 1X 2X này. L 1X 2X. Đây, trơn 2X đây chị. Em có màu nâu bò. Màu nâu bò cho em mọi người nhá. Con này lên mã nâu. Nâu cho em kèm size L 1X 2X cho L nhá. Nâu kèm size dạ đi rồi chị Ngọc Bích ơi, đơn chị đi rồi nhá. Lên cho em con này là mã nâu mọi người, kèm size L 1X và 2XL 50k luôn. 50.000 lên cho em con này là mã nâu các chị ơi. Mã nâu cho em kèm size L 1X hoặc 2XL cho em mọi người nhá. 50k rất là đẹp luôn các chị. Lên cho em là mã nâu mọi người nhá, mã nâu kèm size. Mã nâu cho em kèm size kèm số điện thoại nhá. Chốt comment mã nâu. Các chị ơi, hàng gì mọi người comment nhá. Lên mã nâu. Rồi nâu cho em mọi người, nâu. Nâu kèm size. Rồi nâu hãy của chị Kim Tuyên Hoàng này. Nâu hãy cái đầu Kim Tuyên Hoàng các chị chốt đủ đơn nha. Chốt đủ đơn giúp em mọi người Kim Tuyên Hoàng. Nâu. Đây màu này màu đậm hơn này. Màu này đậm hơn xíu này. Có 2X này, 1X 2X này. Cái kia sai
cái gì chị nhung cái tám hai trăm cái tám hai trăm mười mười à đúng rồi M L 2 L M L và 2 L màu này màu đậm hơn xỉu mọi người nhá. Rồi màu này lên mạng nâu đất đi M L 1 X 2 M L 1 X 2 L lên cho em là nâu đất mọi người, mã nâu đất cho em kèm size, nâu đất kèm size mọi người nhá, xả 50k 50.000 cho em mọi người nhá, lên cho em là nâu đất kèm size M L 1 X 2 L M L 1 X 2 L luôn cho em mọi người nhá. Hồng trơn hả? Chốt cái eo chị ơi, chốt theo vòng eo giúp em nha mọi người. Rồi lên cho em con này là nâu đất các chị ơi, mã nâu đất kèm size M L một eo 72 73 là mặc size M nhá. Rồi đủ size luôn cho em mọi người nhá, nâu đất này. Rồi nâu đất cho em mọi người ơi, lên mã nâu đất nha. Rồi thích trắng thì em lên trắng cho mọi người, một con trắng 4 tà. Rồi ạ, nâu đất 2x cho chị Kim Tuyên Hoàng, ok chị. Rồi chốt rồi. Nâu đất mà nâu với nâu đất khác mà. Ủa, nâu bò cái. Nâu đất mà. Hai màu chị chắc hai màu. Rồi nâu đất cho chị Marie Nguyễn Sai L. Ok chị này. Rồi chị nào chốt nâu đất thì cứ comment cho em mọi người nhá. Kèm size kèm số. Đó. Ủa. Đâu kia, rồi? Kia rồi. Không cái này XL rồi. XL đâu, XL rồi. XL luôn. Rồi con này cho em mọi người. Lên cho em cái này là mã này 4 tà đi ạ. Trắng 4 tà cho em mọi người. Trắng 4 tà mọi người ơi. Trắng 4 tà nhá. Không hoa hả? Vậy trắng trơn đi trẻ ơi. Để em xả lại em xả nhá. Rồi lên cho em con này là trắng 4 tà. 4 tà đi ạ. 4 tà xả 99k size M. Size M lên cho em là mã 4 tà các chị ơi. 4 tà size M cho em. Lên cho em là 4 tà. Nâu đất không có L rồi lấy nâu nâu bò được không chị Marie Nguyễn ơi? Được thì ok cho em 1 tiền nhá. Trắng trơn sẽ SM thôi. Trắng trơn SM xả 10k cho mọi người. Lên cho em là trắng trơn. Mã trắng trơn cho em mọi người nhá. 4 tà M bắp răng bơ. 4 tà M hết nhá. Của chị bắp răng bơ. Em còn một áo kia để lát em lên cho. Rồi nhá, trắng trơn 10k mọi người sẽ SM thôi nhá. Lên cho em là trắng trơn. Trắng trơn 10k sẽ SM mọi người lên mã trắng trơn. Con này lên mã 01 đi size M luôn. Hàng 4 tà luôn cho em như này mọi người nhá. Con này lên hoa đỏ đi. Rồi. À vậy hả? Rồi lên cho em con này mọi người. Đi rồi nha chị Mai Anh ơi. Trắng rồi trơn. Lên cho em con này mọi người. Trắng trơn tuyết tuyết này, chị nám hồng sâm lên số đi chị ơi. Rồi tuyết tuyết quần áo này, chị nám hồng sâm lên số điện thoại. Trắng trơn là chốt ngẫu nhiên nha. Trắng trơn chốt ngẫu nhiên nha, không lựa viền cho em nha mọi người. Rồi lên cho em con này là hoa đỏ size M99K, hoa đỏ M. Hoa đỏ M99K mọi người. Hồng đoàn lên số đi chị ơi. Mọi người chốt mã kèm số điện thoại giúp em với các chị ơi, mã kèm số điện thoại nhá. 10k nha. Rồi lên cho em con này là hoa đỏ. Hoa đỏ size M99K lên mã hoa đỏ M. Hoa đỏ M chị nào không chấp được 4 tà kia thì chốt 4 tà này cho em nha mọi người đây. Con này 4 tà luôn 99K thôi lên hoa đỏ. Hoa đỏ 99K, hoa đỏ 99K. Kéo cái gì vậy? Hả? Ok chị nám hồng sâm này. Chốt đủ đơn nha mọi người, đơn hàng 80.000 đổ lên. Hậu đoàn lên số đi chị ơi. Hậu đoàn chốt hàng kèm số cho em và chốt đủ đơn. Đơn hàng 80k đổ lên bên em mới ship được nha các chị nhá. Rồi em lên cho mọi người một con hồng rút size to. Hồng rút size 3XL cho em mọi người. 70kg đổ là eo chị nào 90. 70kg đổ là eo chị nào 90 nhá. Chốt comment mã hồng rút cho em mọi người xả 60. 60k lên mã hồng rút cho em nha. Hồng rút em xả 60. Ok hậu đoàn. Hồng rút xả 60 chốt đủ đơn cho em nha mọi người. Em cần mã hồng rút 60. Hoa đỏ M. Trắng trơn M. Cái gì vậy bố? Kêu. Hoa đỏ M là cái nào chị? Vũ Hoa ơi, Vũ Hoa chốt ơi, chốt lại đi chị ơi. Chốt từng mã giúp em nha. Hoa đỏ là em không biết cái nào. À đây. Hoa đỏ này đúng không? Hoa đỏ này đúng không trẻ ơi? Cái này xem mở này hoa đỏ luôn. Đúng thì ok nha. Đúng thì ok giúp em nha chị gì ta? Hòa Vũ hả? Ừ. Nha. Vũ Hòa, Hòa Vũ gì đấy. Rồi theo cho em nè mọi người, màu này màu hồng hồng đào. Màu hồng đào cho em nha mọi người nhá. Con này size M. 50kg đỏ là eo 72 vải nội chi phong. Ok đúng rồi, Vũ Hòa, ok chế. Rồi ạ, à, lên cho em con này mọi người nhá. Chốt comment mã hồng theo. Mã hồng theo cho em ạ. Bãi chị Kim Tuyên Hoàng ơi, bãi XL nhá. Chị ưng thì về bóc lại xíu là ok nhá. Con này lên cho em là hồng theo mọi người. Mã hồng theo cho em 85k. Hồng theo xả 85 mọi người lên mã hồng theo 85. Hồng theo 85.000 mọi người nhá. Lên cho em là mã hồng theo 85. Hồng Hòa, theo 85 khác nhau à? Khác mà, Hòa Vũ, Vũ Hòa. Vũ Hòa được một áo rồi. À trắng trơn rồi, lấy thêm trắng trơn nữa. Trắng trơn nữa, hồi nãy là được một áo gì á. Đấy. Không, hồi nãy cơ. Không, lúc đầu là Hòa Vũ khác, Vũ Hòa khác. Vậy hả?
Rồi dồn đơn cái gì chị Lê Minh Huyền ơi, dồn đơn gì chế ơi. Rồi một can này rêu mọi người. Một can xanh rêu. Rồi một can xanh rêu cho em mọi người, hàng này vải lụa linen theo nhá, theo vải lụa linen hết này. Con này 2L cho em mọi người, chốt comment mã rêu xanh rêu cho em mọi người. Rồi xanh rêu xả cho các chị 85k luôn, chốt comment xanh rêu nhá, 2L chốt này. Eo 85 đổi lại mặc vừa nhá, lên mã xanh rêu xả 85. Xanh rêu cho em 85k kèm số điện thoại, lên cho em là mã xanh rêu 85. Xanh rêu 85k mọi người ơi, lên cho em là mã xanh rêu nhá, 85.000 xanh rêu. 99k thì nhá. 99.000 mọi người, hàng 4 tà là 99k nhá. Rồi lên cho các chị hồng đá này, đẹp chưa? Trời ơi cái màu hồng này mọi người. XL cho em nhá. Hả? XL 60kg đỏ lạ. Khác mà 60kg đỏ lạ, em chị đặt 80 con này mọi người nhá. Chốt comment cho em con này là hồng đá đi ạ. Hồng đá cho em xả 100k mọi người, chị nào mặc XL chốt nhá. XL eo 80 đổ lại mặc vừa nhá. Rồi xanh rêu của chị Kim Tuyên hàng ok chứ. Con này chốt comment hồng đá cho em mọi người xả 100k XL nhá. Eo 80 đổ lại mặc vừa, lên cho em là hồng đá 100. Hồng đá 100k kèm số điện thoại nhá. Lên hồng đá cho em hồng XL cái này đúng không? Đúng rồi, hồng XL chị Minh Thủy. Ok Minh Thủy, đọc giúp em nhá chị. Nhắn tin vào cái nick fanpage em ghi ở dưới Trần Thủy sắp trên thời trang nữa. Nhắn tin vào đấy giúp em cho chị Nguyễn Minh Thủy nhá. Rồi con này cho em mọi người, em có size M với size L, mã hồng. Hồng cho em kèm size M hoặc L 75k. 75k lên cho em là mã hồng mọi người, mã hồng 75. Hồng 75k kèm size M hoặc là size L mọi người nhá. ML72, LL76. Nhắn tin vào trong page Huệ Shop giúp em nha. Rồi nhắn tin vào trong page Huệ Shop nha chị Minh Thủy nhá. Hồng M. Đây hồng M đây. Hồng M cho Vũ Hòa nhá. Hồng em còn L mọi người. Hồng L cho Minh Anh. Rồi hồng L cho Minh Anh, chỗ có 75.000 một áo mọi người, quá rẻ luôn. Rồi chị nào chốt thì comment giúp em mọi người nhá. Mã hồng. Mã hồng cho em kèm size. Hồng cái size là em chốt đơn. M có một cái này. À hồng em toàn L thôi mọi người. Hồng em toàn L nhá. Hồng size L. Trời ơi hồng đá size L này mọi người. Hồng đá nhá, chốt đúng mã. Con này là mã hồng đá cho em, màu này rất là ngọt luôn. Con này size L cho em mọi người ơi, size L. Eo 76 đổ lại mặc vừa nhá. Lên hồng đá cho em size L. Hồng đá size L 100k mọi người ơi, lên mã hồng đá nhá. Size L 100.000. 100k lên cho em là hồng đá nhá. Hồng size L cho chị giá hoa một áo này. Chốt đủ đơn nha mọi người. Chốt đủ đơn cho em từ hai áo đổ lên nhá. Hai áo đổ lên giúp em ha. Rồi con này chị nào chốt comment cho em là hồng đá mọi người. Hồng đá size L 100, lên hồng đá size L 100.000. Khách mời chốt nhiều cọc trúc giúp em thì em mới đi hàng nha mọi người. Các chị ok cọc được thì em chốt nhiều nha. Trơn này, một con hồng trơn. Tân rồi hiếm á. Hồng đá size L Minh Anh, hồng đá size L Minh Anh. Minh Anh chốt nhiều cọc cạc nha chị ơi. Chốt nhiều cọc nhá. 2X này. Trời ơi hồng trơn. Con này hồng trơn mọi người, màu hồng sen bọc mắt các chị nhá. Hồng trơn con này tay bồng mọi người nhá. Hồng trơn 2XL 50k. 50k chắc có men hồng trơn cho em mọi người, hồng trơn 50. Hồng trơn 50k cho em mọi người nhá. XL chốt nhá, lên mã hồng trơn 50. Hồng trơn 50.000 mọi người ơi, lên mã hồng trơn giúp em nha. Đá đá đây. Chị nào hồng đá đá chốt này. Đá đá con này tay bồng để mặc lên hàng này. Hàng đá đá là đa phần còn hàng 4 tà không có mọi người nhá. Hàng 4 tà đá xả 130 mọi người nhá. Xả 130.000. Xả giá này là dưới giá nhập rồi các chị. Rồi con này dành chị nào mặc size L thôi. Size L cho em mọi người, size L eo 76 mặc vừa. Size L cho em eo 76 các chị ơi, chốt comment cho em là mã đỏ đá 130. Đỏ đá 130 size L chốt nha mọi người nhá. Eo 76 đổ lại mà ok, tay bồng này cưng chưa. Rồi đỏ đá 130 kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là mã đỏ đá ha. Rồi lên cho em là đỏ đá mọi người, lên cho em là đỏ đá nha mọi người nhá, cứ lẩm bẩm một mình. Rồi đỏ đá size L 130 các chị ơi, lên đỏ đá giúp em nhá. Size L 130.000 đỏ đá ha. Trơn. Rồi trơn Đỗ Hải Thiên ok ạ. À. Trơn 50k Đỗ Hải Thiên. Người ta đợi chị gấp xong đã. Rồi. Trời ơi cái con hồng à, cái này thơ. Rồi nha mọi người, cách tân trẻ điệu đà cho bé hả? Hàng lướt hả? Từ từ đi mọi người, hàng thanh lý cũng còn ít rồi á. Rồi con này size L hồng thêu. Hồng theo size L 60k mọi người, lên mã hồng theo. Hồng theo size L 60 các chị ơi, lên mã hồng theo cho em nha. 60k. 60k chắc có men hồng theo tay bồng rất là cưng luôn. Size L mọi người nha, eo 76 mặc vừa, lên mã hồng theo xả cho các chị 60k. Hồng theo 60k size L nha, chốt có men hồng theo. Hồng theo xả 60 mọi người, lên mã hồng theo cho em nha. Hồng theo 60. Nhìn nó cũng giống như cái đó. Thích tân. Rồi còn từng đấy thì chị
Đây, chứ em hết rồi á mọi người. Cách tân đây, mua cho bé hay gì này. Cái này size S đó mọi người, 40 tại 4 tàn kỳ nhá. 40 tại 4 tàn kỳ, nói chung cách tân cho bé mặc rộng xíu cũng không sao nha mọi người nhá. Mặc chụp hình Tết này bao xinh. Rồi cái này lên cho em là cách tân gầm nha, em sợ 29k. Hàng lướt cho em nha mọi người nhá, cách tân gầm 29 này. Cách tân gầm cho em 29k mọi người nhá, lên cách tân gầm. Rồi con này tìm cho em mọi người, xả 29 luôn, xả S luôn. 40 tại 4 tàn ký mặc vừa, lên mã tìm nhá. Hồng theo L Trang Nguyễn, ok chế dùng đơn. Rồi lên cho em con này là tìm mọi người, tìm xả 29 luôn. Tìm xả 29, cái hàng này lướt cho em nha mọi người. Cái hàng cách tân gầm đây này, hàng lướt nhá. Rồi lên mã tìm cho em mọi người ơi, tìm em xả 29. Tìm cho em 29k mọi người nhá, lên mã tìm cho em. Đây cái con này nó bị rồi, nó bị lem màu này, không về cái chị về xử lý. Gấm đỏ cho chị bắp răng bơ, cho chị bắp răng bơ đây này, nó hơi bị lem màu cái phần này giúp em. Rồi về các chị xử lý nhá, về giặt nhá. Nói chung là thôi em tặng luôn cho mọi người. Rồi size S nha các chị nhá, SM gì đều được nhá. Lên mã tặng. Tặng nha mọi người ơi, về các chị xử lý cho em. Mã tặng. Tặng nhá. Em còn mã tặng. Tìm Huế hả? Tìm Huế. Đây, tìm Huế đây. Xa lờ cho em mọi người, tặng hàng cơ đi tà. Phương Dung. Tặng đi Phương Dung. Đây này, hàng này là hàng 4 tà như này cho em nha mọi người. 4 tà giúp em nhá. Size L eo 76 lên cho em là tìm đá 130. Tìm đá cho em 130k mọi người nhá. 130 thì sợ luôn các chị chưa mua được 1 mét vải. Nói chưa nói, nói chi là mấy cái hàng là đỉnh cấp đá như này mọi người nhá, thật sự luôn nhá. Rồi lên cho em cái này mọi người, tìm đá. Này hả? Rồi tìm đá cho em mọi người nhá, tìm đá 130. Tìm đá cho em 130 xa lò chốt nhá. Xa lò eo 76 lên cho em là tìm đá 130. Tìm đá 130 rất là sang luôn, lên cho em là tìm đá 130. Tìm đá 130 mọi người ơi. Tìm đá 130 nha. Tìm đá 130. Rồi mã tặng ạ, tặng của chị Đinh Phương Dung rồi. Một con màu da nè mọi người. Da, con này hàng 4 tà. Rồi màu da cho em mọi người nhá, hàng 4 tà kim tuyến này. Rồi size M 50kg hoặc là L72, chốt comment cho em là mã da xạ 85.000. 85k chốt comment mã da cho em mọi người nhá. Mã da, da 85k mọi người lên mã da cho em nhá. Mã da 85. Da 85 cho em mọi người ơi, lên cho em là mã da. Trang má thì em còn đúng duy nhất một con này thôi mọi người. Con này nó hơi lượng một chút xíu nhá, không sao hết các chị nhá. Đây này, farm nó hơi lượng một chút xíu nhá. Size S 40 tại 4 tàn ký mặc vừa, lên cho em cái này là tràng đá nhá. Tràng đá xả luôn cho các chị 100k luôn, lên cho em là tràng đá đúng duy nhất một con này thôi mọi người. Rồi cho comment tràng đá cho em nhá, size S 40 tại 4 tàn ký ha. 40 4 tàn ký mặc vừa, mã tràng đá cho em nha. Tràng đá mọi người ơi. 4 tà này, 4 tà size S có chị 40 tại 4 tàn ký mặc, ok xả luôn 85.000. 85.000 lên cho em cái này là 4 tà 85. 4 tà trên 85k kèm số điện thoại nhá. Sẽ thì chốt ạ. 40 tại 4 tàn ký mắc ok nhá. Khấm đảo hả? Rồi, đây để em lên cho. Rồi lên trên có để là 4 tà mọi người. Ma 4 tà nhá. 4 tà em xả 85. 4 tà xả cho các chị 85k mọi người. Trắng đá Vũ Thúy. Rồi, trắng đá chị Vũ Thúy này. 100.000. 100k cái này em bảo trước là nó hơi lượng chút xíu nha. Đây em 160. 1.6. Em 160m. 160cm đấy. Rồi gấm đây ạ. Gấm đỏ cho em size S mọi người, xả luôn cho các chị con này 50.000 nhá. 50k con này hàng lướt cho em mọi người, có theo hoa ruy băng nổi cho em như này các chị nhá. Lên cho em là mã này, đỏ gấm đỏ. Gấm đỏ xả 50. Gấm đỏ xả cho các chị 50k mọi người nhá. Lên cho em là gấm đỏ 50. Gấm đỏ cho em 50k mọi người nha. Mã lên gấm đỏ 50. Màu vàng bơ này, vàng bơ này hàng trơn này. Màu vàng bơ này hàng trơn, xem XL mọi người xả luôn 50.000. 50k lên cho em con này là mã vàng bơ. Vàng bơ XL 50, tay bồng cổ vuông nha, cổ vuông tay bồng cho em mọi người lên mã vàng bơ. 50k vàng bơ. Vàng bơ xả 50 mọi người nhá. Mã vàng bơ 50. Vàng bơ 50.000 mọi người nha. Lên mã vàng bơ cho em. Gấm đỏ Trinh Ngô. Gấm đỏ cho chị Trinh Ngô, chị nào hỏi không chốt. Cái này đẹp lắm đó chị ơi. Các chị hỏi thì chị không chốt. Rồi vàng bơ này, Thuận Phan chốt hàng kèm số đi chị Thuận Phan ơi. Thuận Phan chốt hàng kèm số nhá. Rồi một con màu hồng, màu hồng nu. Hồng nu cho em con này, hồng đá vàng mọi người. Bơ này, chốt hàng kèm số đi mọi người. 50.000 các chị chốt từ hai áo cho em nha, trên 50k chưa ship được đâu. Trinh Ngô.
Rồi con này ạ, lên che mọi người, vàng bơ cho chị ấy đi, Trang Nguyễn đi. Rồi máy chế phải mã kèm số thay bên mà lên đôi từ các chị ạ. Rồi con này nhá, chốt comment cho em là hồng đá này, hồng đá xanh lờ, hồng đá. Trang Nguyễn hai áo rồi nè. Trang Nguyễn hai áo rồi hả? Rồi cho Chúc Thuận fan đi, ok. Trang Nguyễn nãy chị có rồi chị ơi, nãy chị có rồi. Cho Chúc Thuận fan nha, chốt đủ đơn. Rồi hồng đá 100k xanh lờ mọi người ơi, lên hồng đá cho em nhá, 100k. Hồng đá 100k xa lờ mọi người, lên mã hồng đá nhá. Hồng đá cho em 100k xa lờ mọi người nhá, lên mã hồng đá giúp em. Rồi hồng theo vải lũa linen. Hồng theo cho em vải lũa linen. Có 3 đêm chị ơi. 3 đêm cả luôn. 3 đêm em bạt ngàn. Nhiều lắm, 3 đêm là hàng nhiều nhất luôn. Rồi lên cho em con này là hồng theo mọi người, xả 85. Hồng theo xả cho các chị 85 nhá. Hồi hồng đá chỗ của chị giả hoa, ok ạ. Rồi con này chốt comment cho em là hồng theo XL xả 85k. 85.000 lên cho em là mã hồng theo nha, hồng theo 85. Hồng theo 85k XL chốt nha, lên mã hồng theo. Hồng theo 85 mọi người ơi, lên mã hồng theo giúp em nha, 85k. Hàng 3D mọi người ơi, màu gì các chị bảo em nha, để em lên cho. Cổ vuông tay bồng có nha. Đây. Rồi. Tím nè mọi người, con này hoa tím này. Con này cho em hoa tím mọi người, dành cho chị nào mặc size L. Size L cho em mọi người, 60kg đỏ lại em. À, sao đây mọi người? Đấy, trang người tốt cái kiểu gì vậy? Chất nhiều size hả? Ý là số hồng có rồi, hồng theo có rồi nè. Rồi là chốt thêm hồng theo nữa là thế nào? Nãy chị có cái hồng theo kia rồi chị, nhưng mà vải khác á, cái này là vải lụa lên nền đấy chị. Có lấy không chứ xuống like chị lại xả ra bất công lắm. Đúng rồi, xuống like lại xả ra. Rồi size L lên hoa tím cho em mọi người nhá, lấy thêm thì bảo em cho chị Trang Nguyễn nhá. Rồi lên cho em, đây là hoa tím mọi người, mã hoa tím cho em nhá, hoa tím 75. Hoa tím 75 các chị ơi, lên mã hoa tím cho em, 75k hoa tím này. Rồi một con đỏ mận. Rồi đỏ mận cho em mọi người nhá, đỏ mận hàng đá, đỏ mận hàng đá giúp em. Rồi hồng tím, hoa tím á, cái hoa tím á. Nguyễn Lợi chốt hàng kèm số cho em này, Nguyễn Kim Hạnh. Rồi ơi, mọi người ơi, các chị bên hội mọi người chốt mã kèm số cho em với ạ. Chị lấy kia xã là gì? Chị lấy kia xã tốt tử ơi. Nguyễn Kim Hạnh ơi, lên số đi chị ơi. Chắc ok, Trang Nguyễn số này. Không xả, à rồi, ok, ok Trang Nguyễn. Nguyễn Kim Hạnh với Nguyễn Lợi gì, lên số đi chị lên ơi. Lên số đi mọi người. Rồi con này lên cho em là đỏ mận nhá, mã đỏ mận size S nhá. À đỏ mận này size M, sorry mọi người, size M. Size M đỏ mận em xả 100k, hàng này hàng đá cho em nhá. Hàng này hàng đá cho em mọi người nhá, đỏ mận này size M nha mọi người, size M. Eo 72 đổ lại thôi, các chị chốt comment đỏ mận. Đỏ mận 100k size M cho em mọi người nhá. Lên cho em là mã có đỏ mận. Có chị ơi. Ờ, hoa xanh hả, có luôn, hoa đỏ có luôn mọi người. Rồi nha, đỏ mận cho em mọi người. Kim Hạnh size L. Đỏ hoa mận tím size L, hoa tím size L. Hoa tím size L đây này. Ok, Nguyễn Lợi hả? Hoa tím mà. À, sao? Đây, ok. Nguyễn Kim Hạnh trước còn không? Có này còn sao? Không biết nữa. Bữa trước còn, bữa trước hàng về một đống á, hàng này về nhiều á. Đây. Rồi, Nguyễn Kim Hạnh một áo nhá. Còn thì em sẽ đỏ mận chị đá M Minh Anh. Ok, cái này size M thôi. Minh Anh ơi, xuống like cọc cạc nha chị ơi. Xuống like cọc giúp em nha Minh Anh nha. Ok, đi rồi em chốt tiếp cho chị. Ừ, ok, giờ em lên 3D hàng đỏ này. Đây, đỏ đây, đỏ 3D size M. Size M cho em eo 72 mặc vừa. Size M eo 72 mặc vừa lên cho em là mã đỏ. Mã đỏ cho em mọi người nhận 75k thôi. Hàng 3D cho em là vải lụa thái xả cho các chị 75 thôi nha mọi người. Rồi em chào chị Thúy Lưu nhá. Rồi lên cho em con này là mã đỏ mọi người. Đỏ 75. Mã đỏ cho em 75k các chị ơi. Còn trang 43 XL hả? Ok chị. Cọc vào số, à cọc vào Zalo số hay là trên tường. Không phải, cọc vào cái Messenger trang Trần Đình Hệ Shop đây cũng được chị nè. Đúng rồi, cái nick mà em đang ghi ở dưới các chị vào đầy nhắn tin giúp em. Rồi đó, nha, mã đỏ, đỏ size M cho em mọi người nha, đỏ M 75. Đỏ, đỏ M cho Vũ Hòa nè. Rồi, đỏ M cho Vũ Hòa. Đỏ này size S này. Con này lên 01. Con này lên cho em là mã 01 nhá, size S. À, size XL, sorry mọi người, cái này có S và 1X này. Đúng không ta, nãy thấy á. Rồi S và XL lên cho em là 01 kèm size. Mã 01 cho em kèm size mọi người nhá. Sắp Tết đến rồi rồi, mọi người sắm Tết từ giờ là vừa rồi các chị nhá. Rồi đỏ đô, dạ không có rồi, đỏ đô đã em hết rồi chị. Rồi lên cho em con này là mã này, size, mã 01. Mã số 01 cho em nhá. Ủa không thấy ghim hả? Không thấy bài ghim hả mọi người? Vào nhắn tin vào cái trang này luôn đi chị. Vào nhắn tin trong hệ shop cũng được nhá, vào nhắn tin vào cái trang em đang like mọi người nhá. Rồi con này lên mã 01 kèm size S hoặc XL 75k thôi. 75.000 thôi mọi người, dâu đáy cho là em không có đâu chị, dâu em có size S thôi nhá. Rồi lên cho em là mã 01 mọi người kèm size. 01 cho em nhá, kèm size S hoặc là XL, lên mã 01 cho em.
Rồi, không một mọi người ơi, không một nha, kèm tai. Hàng lấm hả? Đây, cái này còn còn size M với 2X thôi này. Không một, không có 3X chị ơi. 1X hoặc là S nha, tinh ngô nha. Em có 1X hoặc là S thôi. S hoặc 1X. S hoặc XL. S hoặc XL như chị Trinh Ngô nha. Rồi con này cho em mọi người. Hoa đỏ này. Hoa đỏ này, cái hàng này là hàng mới về mọi người nha. Em khoảng 79k. Hoa 7, hoa đỏ 79. Các chị comment đúng mã hoa đỏ cho em 79k. Kèm size M hoặc XL. ML 72, 2XL, L85. Lên cho em là hoa đỏ. Hoa đỏ cho em 79k. Hoa đỏ cho em mọi người ơi. Hoa đỏ nhá. Hoa đỏ kèm size M hoặc là 2XL, 75k một áo này. À sorry mọi người, 79k. Cái con này là 79.000 mọi người nhá. 79k lên hoa đỏ kèm size. Hoa đỏ cho em nhá, kèm size M hoặc 2X nha mọi người ơi. M hoặc 2XL lên mã hoa đỏ. Mã hoa đỏ kèm size. 3XL thì em có con này mọi người. 3X thì em có con này. 70kg đổ là L90. Lên cho em con này là mã cô gái. Mã cô gái cho em mọi người nhá, có hạn tiếp cô gái cho em như này, xả cho các chị 75.000 luôn. 75k lên cho em là cô gái 75. Cô gái cho em 75k mọi người ơi, lên cho em là mã cô gái nhá, 75k cô gái. Hàng gấm em chỉ có size S thôi mọi người. Hàng gấm em chỉ có size S thôi nhá. L 86 hả? L86 là mặc 2X. 2X được rồi. 2X được rồi chị Trinh Ngô ơi. Đây gấm này lên mã gấm hồng cho em size S mọi người, 40-48kg nhá. 40-48kg mặc vừa, hàng này hàng lướt này, lên cho em là gấm hồng. Gấm hồng chị Hoàng Thanh Thanh nha, chị chốt hoa đỏ này đúng không? Chị size M đúng không? Nãy Hoàng Thanh Thanh chốt size M hả chị Nhung? Đây rồi, ta em để đây rồi. Rồi gấm đỏ cho em mọi người xả 40. Gấm đỏ em xả bộ ớt gấm hồng thôi đi mọi người, gấm hồng xả 40. Gấm hồng 40k mọi người nhá. Lên con xe cơ ban phía sau ok nè. Hoa đỏ 3X hở? Hoa đỏ 2X không có. À đây. Đó, chị bị quên luôn, tay chị của chị Kim Tuyên Hoàng. Rồi gấm hồng của Trinh Ngô 40k ok các chị. Rồi. Hoa xanh này. Hoa xanh size M này mọi người. Hoa xanh M. Hoa xanh này size M cho em mọi người. Cái con đỏ xanh M đấy vứt đâu rồi á? Đâu cái con nào? Con này này. Không, cái con này này. Đây size M hoa xanh này. Size M con này lên cho em là mã hoa xanh mọi người nhá. L72. Size M lên cho em là mã hoa xanh mọi người nhá. Size M L72 đổi lại. Rồi. Chị M L90 là size 3X. Có nhá chị ơi. 90 là L90 là mặc 3X chị. Cái nâu với cái đỏ đây này. Đây này 3X này. 3XL cho em con này là chị. L90 thì chốt con này cho em là mã cô gái này. Mã cô gái cho em mọi người nhá. Cô gái xả 75. Cô gái xả 75. Cái nâu với cái hoa đỏ ấy. Nâu trên này chốt hoa đỏ kìa. Hoa đỏ kìa. Rồi ok mọi người, hoa xanh chị nào chốt này. Hoa xanh size M mọi người. Xanh này em có M thôi các chị. Size M chốt nha, đẹp lắm luôn. Không đẹp em không lấy tiền các chị luôn, thật sự luôn. Lên cho em là mã hoa xanh. Rồi hoa xanh cho em size M 75k mọi người ơi, lên hoa xanh size M 75. Xanh Trinh Ngô. Xanh Trinh Ngô, cái đấy size M nha chị nhá. Đây, 3X đây. 3X lên cho em con này là mã nâu mọi người, hoa xanh em hết rồi. Rồi con này lên cho em là mã nâu mọi người, 3XL 70kg đó là L90. Cái mẫu này các chị hay đi chùa, các chị mặc cũng được luôn nhá. Rồi lên cho em con này là mã nâu mọi người ơi, nâu. Nâu em xả 75k mọi người, 3XL con này có cổ nhá, có cổ giúp em. Rồi lên mã nâu cho em mọi người, hoa xanh hết rồi. Còn một cái. Còn hả? Hoa xanh, rồi để em coi còn thì em chốt nha mọi người. Chốt comment cho em là nâu mọi người ơi, mã nâu 3X nha. Nâu 3X xả 75k. Nâu 3X 75, đây em phải lên một ít hàng size to cho các chị lựa này. Đây nha. Hoa đỏ. Rồi con này lên cho em là mã hoa nhì đi. Hoa nhì cho em 3XL luôn mọi người. 3XL lên mã hoa nhì, con này có cổ luôn. Hoa nhì cho em 75k luôn các chị nhá. 75.000 lên mã hoa nhì giúp em. Hoa nhì cho em 75k kèm số điện thoại. Lên cho em là mã hoa nhì 75. Hoa nhí 75 3X nhá, L90. 3XL L90 mọi người nhá. Rồi, lên rồi, cái này mới lên rồi. Rồi nhá, giờ chị làm trước cả mình cho em là hoa nhí 75. Hoa nhí cho em 75k. Hoa nhí 75. Trắng này. Trắng này em có size S nha mọi người. Trắng size S nhá. Trắng này có S với lại đợi em ấy để cho size like luôn một lần. Rồi, S với L. S với L mọi người, mã trắng kèm size S hoặc L. Mã trắng cho em kèm size S hoặc L. Mã trắng cho em mọi người nhá, trắng 48 CL hả?
tỏ đi chợ đủ đơn. Rồi nha mọi người, con này lên cho em là mã trắng này, trắng kèm sãy hoặc lờ cho con này này kim hạnh nhớ, hàng này hàng hai tà thôi. Rồi nha, đang kiếm con này size M ấy chị, nhưng mà không phải size XL. Size M ừ. Rồi ạ, lên cho em con này mọi người mã trắng nhá, kèm size trắng cho em kèm size mọi người nhá, L, S hoặc L, S là 48kg đổ lại, size L, L 76 cho em mọi người nhá, lên cho em là mã trắng kèm size đẹp lắm luôn mọi người. Rồi trắng cho em kèm size S hoặc L, trắng L cho chị Trang Thủy, ok em hết luôn này. Trắng size L chị Trang Thủy em hết L luôn, em còn S của Hoàng Thanh Thanh, Hoàng Thanh Thanh nhá. Hoàng Thanh Thanh đúng rồi. Rồi nha mọi người, lên cho em này, trắng em, trắng em còn S thôi các chị ơi, trắng size S nhá. Trắng size S cho em 75k, lên mã trắng giúp em mọi người ơi, trắng S 75. Trắng S cho em 75.000 mọi người ơi, lên mã trắng size S 75. Gấm size M không có gấm mọi người. Trắng L Minh Thùy. Hết rồi, hết trắng L rồi, em còn trắng S thôi. Còn trắng S thôi mọi người. Rồi em lên cho các chị mình một con hoa xanh này nhá, hoa xanh này hàng 4 tà hàng mới này. Hoa xanh 4 tà này này. Em còn size M thôi mọi người. Rồi size M cho em nha, eo 72 mặc vừa. Size M eo 72 mặc vừa, lên mã hoa xanh các chị. Hoa xanh cho em size M nha mọi người nhá, xạ 99k đẹp lắm luôn. Hoa xanh size M 99k đây, 4 tà như này giúp em mọi người nhá, xạ cho các chị có 99k thôi. Rồi lên cho em là mã hoa xanh mọi người ơi, kèm size size M thôi. Size M eo 72 nhá, lên mã hoa xanh. Hoa xanh size M nha mọi người ơi, lên mã hoa xanh 99k. Hoa xanh 99k size M các chị ơi, lên mã hoa xanh giúp em nào. Hoa xanh 99k size M, chị nào ưng hàng 4 tà thì chốt đi mọi người. Chắc hàng 4 tà em không có nhiều đâu. Xanh Minh Thùy. Hoa xanh Minh Thùy một áo. Em còn hoa xanh em còn, chị nào chốt comment nhá. Hoa xanh em còn, mấy chị nào chốt thì comment giúp em nha. Rồi. Đây em sẽ lên màu đỏ cho các chị. Đỏ này size L. Đỏ này cho em size L mọi người, xả cho các chị 75k. Đỏ hoa sen size L. Size L lên cho em là mã hoa sen đi ạ. Hoa sen xả cho các chị 75k mọi người ơi, lên mã hoa sen 75. Hoa sen cho em 75k chấm lên tương tác đi các chị ơi. Lên mã hoa sen cho em nha, 75.000. 75k chắc comment cho em là mã hoa sen nhá, mã hoa sen 75. Hoa sen cho em 75k mọi người ơi, lên mã hoa sen. Rồi xanh coban cho em size M mọi người, xanh coban size M xả cho các chị 75 luôn. Hoa em còn mã hoa sen mọi người, con này chốt comment xanh coban nhá. Mã xanh coban size M 75k, lên cho em là mã xanh coban. Xanh coban size M 75, lên cho em là mã xanh coban nhá. Size L chốt comment xanh coban nha mọi người ơi. Vải lụa tây thi em còn 2X nha mọi người. Tây thi hồng em còn size 2XL mọi người nhá. Chốt comment mã tây thi 2XL xả luôn cho các chị 85k. Trời ơi cái vải này cực kỳ xịn luôn. Size L đó chị. Rồi có đây. Xanh coban Minh Thùy. Đây này, duy nhất một con luôn, con đúng duy nhất một con luôn. Rồi xanh cô ban của chị Minh Thùy này, xanh cô ban của chị Minh Thùy, ok trẻ. Rồi à, tay thi đấy là 2XL mọi người nhá, chị nào chốt comment có 85k thôi. Tay thi này chị nào chốt comment giúp em mọi người nhá, 85.000. Tay thi hồng, tay thi hồng 2XL eo 85 luôn cho em mọi người, 85k. Rồi hồng trơn trắng trơn chứ, xả 50 luôn đi, 50k lên trắng trơn size L. Trắng trơn size L 50, chị nào chốt comment. Trắng trơn size L 50 mọi người lên cho em là mã trắng trơn. Trắng trơn size L 50 mọi người nhá, chốt comment trắng trơn cho em nhá. Trắng trơn size L xả 50 mọi người, lên mã trắng trơn. Trắng trơn nha. Xây có bạn em hết rồi. Rồi trắng trơn 50 này, trắng trơn 50 tuyết tuyết phải khách cũ không ta. Nguyễn Kim Hạnh trước sau đây trời nhá. Rồi cái này của chị Nguyễn Kim Hạnh này, ok. Rồi đỏ vàng đá cho em mọi người nhá, một con vàng đá size L. Con này size L cho em mọi người nhá, eo 76. Size L cho em eo 76 mắc vừa nhá, size L, eo chị nào 76 mắc ok. Rồi chị nào chốt này, comment lên cho em nhá. Ủa này, nè, trên đây là rõ ràng là em ghim rồi mà nhiều bạn kêu không thấy. Không thấy, không thấy. Không thấy luôn á. Rồi nha mọi người, chốt comment lên cho em, cái này là vàng đá nhá, vàng đá này là 4 tà, 130k mọi người nhá, lên cho em cái này là vàng đá 130, vàng đá 130 nhá, vàng đá 130 kèm số điện thoại size L chốt này mọi người, rất là đẹp luôn, vàng đá 130 cho em mọi người ơi, lên mã vàng đá 130, vàng đá 130, đây này trời ơi, em giờ đi giờ lại 3 lần rồi đó, rồi em giờ đi giờ lại 3 lần rồi đó trời ơi, đây nhá, rồi chị nào chốt này. Chị nào đơn nhiều á, nhắn tin vào trang Huệ Shop giúp em nha, em có ghim dưới bài rồi nha. Ghim rồi hả? Em không thấy. Rồi nha mọi người, lên cho em con này là mã này. Không thấy ghim, ý là có thấy comment nhưng mà không thấy ghim. Rồi. Rồi nha mọi người, đây nha, đỏ này đỏ cô gái này, chị nào chốt comment cái này.
Đúng rồi, Nguyễn Kim Hạnh. Ok em, lên số điện thoại đi chị Trần Anh. Thích cậu đúng không? Ừ. Chốt từ hai áo giúp em nha chị Cát Đằng nhá. Đúng rồi. À, tiếp tiết là trong quay Trần Thị Huệ có đó rồi, chị nhắn vào đó giúp em nha. Bên này em không ghim, em chỉ thấy bên này thôi. Em chỉ ghim bên trong kia thôi. Em chỉ ghim bên hội thôi, em like bên hội đó. Rồi. Cát Đằng chốt hai áo cho em nha chị ơi. Em cầm cái hoa này với lại ấy đấy. À, đảo cô gái hả? Cái đấy bãi chị ơi. Em hết rồi. Đảo cô gái đấy em còn sách khác á. Rồi em có quần cho chị một vàng tìm hồi. Ok Kim Hạnh, bảo nhân viên gọi đơn giúp em nhá. Rồi một con trắng hoa tím cho em mọi người, con này đẹp chưa? Rồi lên mã hoa tím cho em con này mọi người nhá. Size M. Size M cho em eo 72 mặc vừa nhá. Size M 50kg hoặc là eo 72 chốt comment cho em con này là mã hoa tím nhá. 75k 75.000 lên cho em là mã hoa tím mọi người. Mã hoa tím 75. Mã hoa tím cho em 75k kèm số điện thoại nhá. Chốt comment mã hoa tím cho em ha. Hoa tím 75k mọi người ơi, chốt comment mã hoa tím giúp em nhá. Hoa tím 75, hoa tím 75. Đó, 2 cái L. Hoa tím Minh Thùy. Rồi, hoa tím Minh Thùy. Rồi, size ừ. nhỏ chị nha. Ok chị ừ. Hà Thị Vinh. Size S hả chị? Size nhỏ là size bao nhiêu chị ơi? Cảm ơn M chị ơi. Hoa tím hết rồi nha. Hết hoa tím. Rồi con này hoa đỏ cho em mọi người, comment số ký đi chị Hà Thị Vinh. Rồi con này lên cho em là mã hoa đỏ mọi người, 2kg, eo 85 mặc vừa. Eo 85 đổ lại mang vừa nhá. Lên cho em con này là mã hoa đỏ. Mã hoa đỏ cho em mọi người nhá. Hoa đỏ xả 75k. Hoa đỏ 75k kèm số điện thoại nhá. Chốt comment hoa đỏ 75. Hoa đỏ là 2x mọi người nhá, 75.000 thôi. Rồi một con vàng trơn này các chị, vàng trơn 2kg, XL thôi. 60kg đỏ là eo 80 lên mã vàng trơn xả 50k. Vàng trơn 50k XL chốt nha. Eo 80 mặc vừa, 60kg đầu là eo 80. Lên cho em là mã vàng trơn 50 mọi người. Vàng trơn lên xả 50 các chị ơi, chốt comment vàng trơn. Bông hoa nhỏ ơi, chốt trong live hôm nay giúp em để em đi đơn nha. Chứ đơn 2-3 ngày rồi chị ơi. Rồi, chốt cục đơn đi các chị. Không để dồn đơn lâu đâu nha mọi người. Rồi một con hoa tím này, 4 tà nhá. Con này lên mã 4 tà cho em size L. Size XL mọi người, XL sorry các chị. XL 60kg đầu là eo 80 nhá. Đó eo 90 vừa không em, dạ vừa, cái đấy là size 3X mà. Rồi chốt comment cho em con này là 4 tà 99k mọi người. 4 tà 99k XL chốt nhá. Eo 80 đổ lại mà ok. Lên cho em là mã 4 tà 99k. 4 tà cho em 99k kèm số điện thoại mọi người ơi. Lên cho em là 4 tà nhá. Mã 4 tà 99k. 4 tà giúp em là 99.000 mọi người ơi. 4 tà 99k. Rồi xanh này, một con xanh 4 tà luôn các chị, con này hàng mẹ. Rồi size XL, size M sorry mọi người. Size M 50kg đỏ lại eo 72. 50kg đỏ lại bạn eo 72 mà ok nhá. Chốt comment cho em con này là xanh 4 tà xả cho các chị 85k. 85.000 giá này là dưới giá nhập luôn đó mọi người nhá. Chị nào chốt comment xanh 4 tà giúp em. Xanh 4 tà xả 85. Xanh 4 tà xả cho các chị 85k nhá. Lên mã xanh 4 tà giúp em. Cái con tím trơn này vẫn còn này. Tím trơn này size S mọi người. 40 tà 48kg mặc ok. 40 tà 48kg mặc vừa. Hàng này cho em là cổ vua tay bồng mọi người nhá. Xả cho các chị 50.000 thôi. 50k chốt comment cho em có đây là mã tím trơn. Mã tím trơn xả 50 mọi người ơi. Lên cho em là tím trơn 50k. Chống lên tương tác giúp em đi mọi người. Em còn tính trơn 50. Em còn là mã tính trơn 50 nha mọi người ơi. Tính trơn 50k. Tính 50 Thuận Phan. Rồi tính 50 của Thuận Phan. Ok này. Size S nha. Cái này size S nha chị nhá. Chống lên tương tác đi mọi người. Rồi xanh theo cho em này các chị. Xanh theo màu này màu xanh ngọc nhá. Cái này size M. Size M lên mã xanh ngọc cho em mọi người. Size M lên cho em là mã xanh ngọc. Vải này cho em là vải lụa chi phong. Vải lụa chi phong xả cho các chị 85.000. 85k cho có men xanh ngọc giúp em mọi người nhá. Size M. Size L hả nhiều. Trời ơi chị ưng hàng gì đây để em lên cho. Rồi cho có men cho em con này là xanh ngọc 85k. Vàng trơn hãy thở hôm qua có một con hết rồi. Rồi nha mọi người, lên cho em con này là mã này xanh ngọc 85.000 size M. Size M eo 72 các chị nhá. Chốt comment xanh ngọc. Chốt rồi. Hết rồi, em hết con đấy rồi. Đây, 3XL em cầm con này để chị cắt đằng này. Con này lên cho em là mã xanh 3XL eo 90 đổ lại mặc vừa. Lấy luôn hai cái. 3XL eo 90 này, chốt luôn con này để chị cắt đằng ơi cho đủ đơn nhá. Chứ 3XL em hết rồi mọi người, hết sạch rồi. À, chấm bi hả? Để theo dõi like đi chị có thể em lên nhá. Rồi lên cho em con này là mã to đi ạ. Mã to 3XL eo 90 lên mã to. To 3XL eo 90 mặc vừa 75k vải lộ thải cho em nhá. Chốt comment mã to. Mã to cho em mọi người nhá. To. To. Rồi hồng theo này vải lộ linen. Hồng theo cho em vải lộ linen. Lại vào đây.
Rồi lên cho em cái này là mã hồng theo đi mọi người. Hai cái lò xả 85.000. 85k lên mã hồng theo cho em mọi người ơi. Hồng theo 85. Hồng theo xả 85 mọi người nhá. Chốt comment hồng theo 85.000 hãy chốt nhá. 2XL nha, lên cho em là mã hồng theo 85k hồng theo. Hồng theo 85. Trên này em cần mấy áo mọi người ạ. Đây chị Nhung coi thử xếp bao nhiêu đấy. L. Cái này size gì đây? Vừa nha, em 90 L vừa có tư chị ơi. L 2X L và 2XL vừa. Đảm bảo vừa y luôn chị. Rồi nhá, con này cho em mọi người em còn size. Cái gì không, cái này tôi áo luôn. Đỏ đá và... Cho tôi một áo đỏ đá. Đỏ đá là em lên mà đâu có chị nào chốt đâu. Rồi 2XL cho em mọi người lên đảo trơn xài 50k. Mã đảo trơn con này cổ tròn. Cổ tròn cho em mọi người nha, 2XL chốt nha. 2XL lên cho em là mã này đảo, đảo trơn. Mã đảo trơn 50. Đảo trơn 50k cho em mọi người ơi. Chốt comment đảo trơn nhá. Mã đảo trơn 50 nha mọi người ơi. Hãy chốt này, lên cho em là mã đảo trơn. Mã đảo trơn xài 50k các chị ơi. Đảo trơn 50. Đảo trơn 50 nha mọi người, lên mã đảo trơn. Mã đảo trơn 50. Chị mặc size bao nhiêu chị Nguyễn Tình ơi? Nguyễn Tình, Nguyễn Tịnh, Nguyễn Tịnh mặc size bao nhiêu chị ơi? Đây em có con đỏ đá này size L này mọi người, chấm lên tương tác nhá. Đỏ đá size L cho em con này tay bỏng. Lên cho em là mã đỏ đá xả 100k cho các chị nhá. 100k lên đỏ đá cho em ha. Đỏ đá 100 kèm số điện thoại giúp em mọi người ơi. Lên cho em là mã đỏ đá size L. Eo 76 mặc vừa nhá. Chốt comment đỏ đá cho em ha. Mã đỏ đá xả cho các chị 100k mọi người ơi. Lên đỏ đá giúp em. Đỏ đá 100k kèm số điện thoại chị nhá. Chị hàng 3D nó giãn nó gì? Hàng 3D nó giãn. Hàng 3D này em đảm bảo với chị mặc thoải mái luôn. Tại vì cái vải này nó có độ co giãn nha mọi người nhá. Đây, có độ co giãn như này cho em nha mọi người. Chứ mấy cái hàng khác thì sợ chật thật chứ. Cái hàng này là có độ co giãn nha mọi người. Rồi. Rồi nha các chị ơi, đỏ đá size L chị nào chốt comment lên cho em là đỏ đá nhá, size L 100k. Đỏ đá size L 100 đỏ mọi người. Đỏ đá Nông Ân. Nông Ân này ok. Đỏ đá cho Nông Ân. Hồng trơn này like đi like lại rồi cuối cùng vẫn hàng này. Hồng trơn size L mọi người xả 50. Hồng trơn cổ vuông tay bằng. Nhớ được trước có một đơn gọi không được này. Rồi Nông Ân này để ý máy cho em, bên em gọi điện chốt đơn nha mọi người. Rồi con này size L lên hồng trơn. Size L lên cho em con này là mã hồng trơn mọi người. Hồng trơn size L xả 50. Hồng trơn size L em xả 50 mọi người chấm lên tương tác đi ạ. Rồi lên cho em là mã hồng trơn nha mọi người ơi. Hồng trơn size L đó. Rồi lên cho em là mã hồng trơn. Hồng trơn này của chị Thuận Phát. Ủa cái đấy size L ấy chị. Nãy thấy chị cho size S á. Xin đừng để chết xào. Cho đó, chị cái màu xanh hàng đi. Hàng đá nha chị ơi. Đây 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 không phải chết xào mà. Đây 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 chị. Ừ hàng đá chị. Đây hả? Ai hỏi đây? Cho chị khai áo xanh nước biển. À Thuận Phan ơi, hồng trơn là size L nha chị ơi. Cái đấy size L nha Thuận Phan lấy thôi ok nhá. Cái đấy size L. Tút cái đó cho cắt đằng. Ok này chị cắt đằng. Đó. Rồi nha mọi người, con này chị nào chốt này comment xanh đá giúp em đi. Size L. Size L eo 76 xả cho các chị 100k. 100.000 lên cho em là xanh đá mọi người. Con này có tay bồng nhá. Vai bồng lên cho em là xanh đá 100. Xanh đá 100k mọi người ơi, lên xanh đá giúp em nhá, 100k, size L. Size L lên cam size M. Ok, đây, em hỏi luôn. Cam size M đây. Size M con này lên cho em là mã cam 75k. Ok, okay Thuận Phan. Rồi lên cho em con này là mã cam. Tại vì ấy, nhiều khi các chị chốt nhiều size bên em sợ các chị không mặc được á, nên phải hỏi lại mọi người, mất công xuống like các chị kêu ồ, chị nghe lộn này kia là các thứ mệt lắm mọi người. Phải hỏi lại chắc các chị ơi. Hỏi lại cho chắc nhá. Rồi lên cho em con này mọi người. Đơn trước nhận hàng rồi mà. Rồi ok chị đây. Rồi cam cho em mọi người nhá. Cam sẽ mở 75k. Cam mở 75 vậy nha. Cam L cho em 75. Các chị ơi lên cam L 75. Cam sẽ L 75.000 mọi người. Lên cho em là mã cam nhá. Sẽ L 75k. Rồi phối quần cho chị đi em. Đấy mai chị. Mai sẽ có nhân viên gọi điện và tư vấn cho mình nhá. Mai là tụi em gọi đó. Chị nhân viên nào nữa. Rồi size M vàng theo này mọi người. Size M vàng theo. Vàng theo cho em size M mọi người. Vàng theo size M cho em mọi người nhá. Xả 85k. 85.000 lên cho em là mã vàng theo mọi người. Vải lụa chiếc phong nhá. Hàng này cho em vải lụa chiếc phong. Tím 2X thỏ. Ok từ từ rồi em lên cho. Chị thích hàng nào hàng 3D.
cam cho Minh Thủy, cam cho chị Nguyễn Minh Thủy, ok này. Rồi nhá, chị nào chốt comment vàng theo đi mọi người, vàng theo 85k. Vải lụa chi phong che mọi người nhé, chứ cái hàng vải lụa chi phong này là em hết sạch rồi. Áo xanh kế áo vàng. Áo xanh kế áo vàng, xanh này được không? Xanh này hả chị? Ép này. Ép lên xanh theo che vải lụa lên hình 85k luôn. Quần đen em hết rồi. Hết quần đen, hết sạch quần đen rồi các chị. Rồi lên cho em ba này là xanh theo mọi người nhá. Mã xanh theo sẽ 85k vải lụa linen. Vải này rất là đẹp luôn cho em nha mọi người nhá. Chốt comment cho em là xanh theo 85k. Xanh theo 85k kèm số các chị ơi, lên mã xanh theo hộ em nhá. Hàng đá. Tím đá 2XL. Hàng đá 2XL. Hồng đá hả? Tím đá 2XL. Ok đợi em xíu. Đỗ hả? Đỗ. Đỡ đỡ dùng đá để treo lên sau đã. Và em tí nha mọi người. Nó nặng rồi, nó nặng rồi, nó đổ. Rồi. Chị không chốt. Rồi nha mọi người, được rồi á. Đây, tìm đá 2X đây có luôn. Tìm đá 2XL đây chị ơi, mua cho mẹ thì trời ơi quá sang luôn mọi người, 2XL nhá. Rồi chị nào chốt comment tìm đá cho em này. Má tìm đá cho em 100k mọi người nhá. Tìm đá 100, size X 2XL. 2XL cho em là eo 85 mọi người nhá. Eo 85 độ lại bảo ok. Lên trên tìm đá 100k. Tìm đá 100k mọi người, 60k một quần các chị ơi. Tùy cũng nói chung tùy quần, quần thanh nghìn tới 20.000. Còn quần mới như quần em mặc là 60 nhá. Rồi chị nào chốt comment cho em là tìm đá đi các chị ơi. Tìm đá 100. Tìm đá 100k mọi người nhá. Chốt comment tìm đá 100 nha các chị ơi. Tìm đá 100k. Lên tìm đá cho em nha. Tìm đá 100. Tìm hạt hả? Đợi em tìm đi các chị. Em tìm hạt lên cho mọi người. Đây có chị nào mà 3X không mọi người? Tím này 3XL, lên cho em là tím to. Tím to cho em mọi người nhá. Con này size 3XL này. 3XL nhá, 70kg hoặc là eo 90. Chốt comment tím to xả 75k luôn. 75.000 lên cho em là tím to. Má tím to xả 75 mọi người nhá. Chốt comment tím to cho em ha, 75k. 75.000 lên mã tím to cho em đi mọi người. Tím to 75. Tím to 75. Em hết quần đen rồi nhá các chị. Rồi tìm to 75k mọi người ơi, lên á tìm to cho em nhá. Tìm to 75. Rồi đó, Mỹ Ly lên số đi chị ơi. Mỹ Ly chắc là kèm số cho em này. Rồi con này là dành cho chị nào mặc size này, size M 50kg hoặc là eo 72. Mỹ Ly chắc là kèm số đi ạ. Rồi lên cho em con này là mã hoa đỏ mọi người nhá. Hoa đỏ cho em xả cho các chị 75k size M. Hoa đỏ cho em 75k mọi người nhá. Size M. Size M lên cho em là mã hoa đỏ 75 các chị ơi. Hoa đỏ cho em 75k size M. Hoa đỏ 75k size M. Mỹ Ly chốt hàng kèm số đi trời ơi. Áo dưới chân. Ok Mỹ Ly. Chốt đủ đơn cho em như chị Mỹ Ly ơi. Chốt từ hai áo nhá. Áo dưới chân là cái nào? Cái này hả bị rớt rồi. 2X mọi người. Cái này còn 2X thôi. Hoa đỏ này, con này là còn 2XL thôi các chị. Hàng này 79. Hàng này cho em 79 nhá. Rồi hoa đỏ Vũ Thủy. Hoa đỏ Vũ Thủy hả? Vũ Thủy, rồi ok. Quần hả? Cuối line đi, để cuối line em lên quần các. Rồi nha mọi người, con này lên 01 này. Mã 01, 2XL eo 85. 65kg hoặc là eo 85. Lên mã 01, 79k cho em con này nhá. 79k cho em con này mọi người nhá. Vải rất là đẹp luôn. Lên cho em là mã 01. 01 cho em 79k, 0179k 2X nhá. 2XL mọi người ơi, lên mã 01 nha. Mã 01 giúp em. 01 nha mọi người. Rồi, xanh hoa sen này. Hoa sen cho em size L mọi người. Hoa sen size L, cho con này mặc lên hơi bị đẹp luôn. Các chị đây để mặc cho các chị xem nhá. Áo xanh kế áo vàng lên. Cái nào ta? Màu vàng nhiều lắm. 01 là 2X chị ơi, 2XL chị cắt đằng ơi, lấy theo ok. Chị lấy 2X nha. Không đâu, chị mặc 3X nè. Rồi đây size L lên hoa sen. Size L chốt comment mã hoa sen cho em con này mọi người nhá. 75k. 75k mọi người nhá. Có 4 tà luôn chị, 4 tà có luôn. Rồi ạ, hoa sen em còn. Mua đi. Không có tiền. Đây 4 tà thì em có cái hàng này. Ok, cắt đằng kìa. Ok chị cắt đằng. Đây.
cái này á, cái này nó không có co giãn đâu chị nhá. Hãy chắc ngồi dừng cho ai ấy, chứ chị mặc bãi còn chật mà xanh bị như cái là cá thao cá luôn rồi. Hoa sen chị Minh Thủy, hoa sen cho Minh Thủy nhá. Em Minh Thủy ơi, cố gắng cọc cho em nhá, vào số hotline tin tưởng nhá. Bốn chị tài ơi, đây bốn tay em có hoa xanh này mọi người, hoa xanh size M, hoa xanh size M cho em mọi người nhá, size M còn M thôi, còn size M thôi mọi người nhá. Lên cho em cái này là mã hoa xanh có ích cho lời M và 1X mọi người. Mẫu này em còn size M và size XL. Chốt comment cho em là hoa xanh 48 xả 99k mọi người nha. Đây hẻo 48 là 99k, 99k lên cho em là mã hoa xanh kèm size. Hoa xanh kèm size cho em M hoặc XL mọi người. M hoặc 1X, M hoặc 1X cho em mọi người nhá. Lên hoa xanh. Tặng em ơi, ok chị mua tặng hả? ML thôi mọi người, sorry các chị. Mẫu này em còn size M, size L thôi các chị nhá. Lên cho em là hoa xanh 99k hàng 4 tà nhá. Hàng 4 tà em có ít lắm mọi người, không có nhiều đâu. Hoa sen này hết rồi hả? Hết rồi. Hết rồi, hoa sen đấy em hết rồi. Em hết hoa sen rồi nhá. Xanh 4 tà. 4 tà lên size đi Minh Thủy ơi. Kèm size đi chị Minh Thủy ơi, màu hoặc L nhá. Em có size M, size L á. M hoặc L cho em nha mọi người. Đây em lên cho các chị một con nâu đá này. Nâu đá 4 tà màu vàng hả? Ok có luôn, màu vàng có luôn. Rồi con này dành cho chị nào mặc size này, nâu đá hình như cái này size S thôi. Để em mặc lên. Minh Thủy kèm size cho em nha chị nhá, M hoặc L. Rồi size S này 40 tà 4 tà ký mặc ok lên nâu đá cho em mọi người. Mã nâu đá xả 100k. Nâu đá xả cho các chị 100k đá này xanh chưa mọi người? Rồi lên nâu đá cho em nhá 100k. Nâu đá 100k kèm số điện thoại nhá, lên mã nâu đá cho em ha. Nâu đá 100 mọi người ơi, chốt comment nâu đá cho em nhá 100k. 100.000 lên nâu đá mọi người. Đây này, cái con nhí vàng này này. Nhí vàng này em còn size ML thôi. Nhí vàng kèm size ML. Hàng này hàng 4 tà cho em mọi người nhá. Màu ở ngoài nó hơi đậm. Ở rồi hoa xanh L hả? Hoàng hậu em hết rồi chị. Em hết rồi. Minh Thủy kèm size đi, thôi chốt M cho Minh Thủy đi. Minh Thủy sắp chốt M nhá. Hoa xanh nè, hoàng hậu kèm size đi chị hoàng hậu ơi. Hoàng hậu kèm size đi trời ơi. Rồi lên cho em con này là mã hoa nhí. Hoa nhí đi ạ. Hoa nhí cho em mọi người nhá. Hoa nhí cho em kèm size M hoặc L 99k. 99k mọi người nhá, kèm size M hoặc L. Hoàng hậu chốt hàng kèm số chị hoàng hậu ơi. Ok Minh Thủy size M. Ok này Minh Thủy size M này. Ok ạ. Vậy hả? Rồi ạ, lên cho em con này mọi người nhá. Mã hoa nhí cho em kèm size M hoặc L. Hoa nhí kèm size M hoặc L hàng 4 là 99k. 99k là hàng 4 tà mọi người ơi. Xanh nước biển này. Cái này size L. Xanh nước biển này em có L 2X này. L 3X luôn này của size này. L. Ừ. Cái này có L 1X 2X đi. L 1X 2X tay cái L lên xanh đá cho em. Xanh đá cho em kèm size mọi người, màu này màu xanh nước biển nhá, xanh nước mẹ cho em mọi người nhá. Rồi lên cho em là mã xanh đá kèm size L 1X 2X cho L. Đủ size cho em từ L tới 3X cho L luôn nhá. Chị Hoàng Hậu ơi, chất hàng kèm số cho em đi trẻ ơi. Mã kèm số điện thoại em mới lên đơn được nha. Rồi lên cho em cái này là xanh đá mọi người, xanh đá kèm size. Mã xanh đá cho em kèm size ML. ML, sorry mọi người, L 1X 2X và 3X cho L luôn cho em mọi người nhá. Xanh đá kèm size 100k một áo cho các chị rất là đẹp luôn. Và phần kết các chị lưu ý là cái phần họa tiết hoa này mọi người, đá này nó đính kết khác nhau đi một chút xíu giúp em nha mọi người nhá. Rồi ạ, xanh đá cho em kèm size đi mọi người, mã xanh đá kèm size. Xanh đá kèm size. Em có con này 4X cho L luôn này các chị. Có 3D test không em? Có luôn chị ơi. Tết thì mặc mấy con màu đỏ ấy. Rồi em biết rồi chị Hoàng Hậu ơi, lên số điện thoại đi chị. Có số điện thoại bên em mới chốt đơn được nha mọi người ơi. 4X cho L 70kg thỏ lãi chị nào 90 này. Con này bị dính dơ rồi các chị. Con này bị dính dơ về giặt nhá. Đây này dơ xíu thôi không sao hết nhá. Đây này dơ một xíu thôi không sao hết, về mọi người giặt nhá. Giờ lên trên con này là bài tặng to. Tràng to xả 75 các chị nhá. Tràng to xả cho các chị 75k. Tràng to cho em 4X cho L 70. Bao nhiêu ta? 70, 75 hả? 75 75kg thỏ lãi chị là 90 nhá. Chốt comment cho em là mã tràng to. Tràng to cho em hoàng hậu ơi, kèm số điện thoại đi chị ơi. Cái nào đó? Rồi
XL lên mã sọc. Mã sọc cho em mọi người XL 60kg hoặc là eo 80 cho cả men sọc. 60kg hoặc là eo chị nào 80 mặc vừa nhá. Lên cho em là mã sọc mọi người. Mã sọc xả cho các chị nhá. 75k lên sọc cho em nhá. Trắng to cho chị cắt bằng ok chị 74x nhá. Rồi lên cho em con này là mã sọc ha. Mã sọc cho em mọi người nhá. Sọc sọc xả cho các chị 75k size XL. Rồi XL xanh biển, XL nông ân này. Không biết còn không ta. Cái này của ai? Hàng hậu nè, đâu có lên số đâu. Size L của hàng hậu, size M của Minh Thùy. Rồi, hàng hậu lên số đi chị ơi. Sọc rồi. XL Trang Nguyễn. Trang Nguyễn này ok, 75k. Rồi em lên cho mọi người một con này, một xanh cô ban. Xanh cô ban size M mọi người. Họa tiết cô gái. Đây này, con này cũng họa tiết cô gái luôn chị em nhá. Rồi lên trên là mã xanh cô ban size M eo 72. 75.000 nha mọi người nhá. Eo 72 mặc vừa lên xanh cô ban. Rồi không có rồi chị, em hết sạch rồi. Đúng rồi XL ạ. Rồi lên trên con này mọi người nhá. Xanh cô ban 75k mã xanh cô ban. Xanh cô ban 75. Hết rồi mọi người, em hết sạch rồi, sạch đấy còn. Còn đúng duy nhất một con đấy thôi mọi người, hết sạch rồi. Rồi xanh cô ban cho em mọi người nhá. Xanh cô ban size M 75k. Xanh cô ban size M 75. Chốt cả men xanh cô ban size M 75k. Phòng theo này. Hết sọc. Em hết sọc rồi. Rồi 2XL lên hồng theo cho em con này tay bỏng. Hồng theo 2XL xả 60. Hồng theo 2XL xả 60. Các chị ơi lên mã hồng theo cho em nhá. Hồng theo cho em mọi người ơi. XL chốt, 2XL chốt này. 65kg đổ là eo chị là 85. Lên cho em là mã hồng theo. Mã hồng theo cho em mọi người nhá. Xả 85k, sorry mọi người 60. 60.000 mọi người. 60k lên cho em là hồng theo. Hồng theo 60 nhá, 2XL chốt nha mọi người, hết nha. Bộ mọi người ơi, em còn bộ. Bộ này em còn đúng duy nhất một bộ thôi mọi người, bộ xanh. Ủa, cái xanh hết rồi. Ủa, trên kia không biết còn không ta. Lát cả thọ có thiệt thì bỏ vô, lát thế thì bỏ vô. Rồi nha mọi người, đây là bộ xanh cho em nha mọi người nha. Vải lụa Nhật này, đẹp lắm luôn, các chị xanh màu. Bộ này cho em size màu xả luôn cho các chị nguyên bộ 100.000 thôi. 100k lên cho em là mã bộ xanh. Bộ xanh 100k kèm số điện thoại nhá. Lên cho em là mã bộ xanh các chị. Bộ xanh 100k còn đúng duy nhất một bộ size màu eo 72. Size màu eo 72 mặc vừa nhá, lên mã bộ xanh. Bộ xanh 100k kèm số giúp em mọi người ơi, lên mã bộ xanh giúp em nhá, bộ xanh 100. Bộ xanh 100k các trời ơi, chốt comment bộ xanh giúp em nhá. Còn đúng duy nhất một bộ thôi mọi người chốt đi ạ. Size màu nhá, eo 72 lên bộ xanh. Size M eo 72 chốt comment bộ xanh. Rồi xem lại hả? Hồng theo 2X chị, cái đấy 2X nha. Hồng theo 2X nha Thuận Phan. Cái đấy 2X chị Thuận Phan ơi. Cái Lam Trần chốt hồng theo lên số đi chị ơi. Lam Trần này, chốt hồng theo kèm số cho em. Cái này có L bằng 1X này. Ừ, đây, L đây. Cái đấy gấp rồi, cái này chưa gấp này. Lam Trần chốt hàng kèm số cho em nhá. Rồi mẫu này, có 2X luôn. Có L, 1X và 3XL. L 1X và 3XL lên cho em con này là mã chim đi ạ. Trời ơi, họa tiết hoa bị ngạn này, đẹp chưa? Chốt comment cho em con này là mã xanh chim mọi người. Xanh chim cho em kèm size nhá. L 1X và 3XL luôn, màu này màu xanh đen đó mọi người nhá. Màu tím tím, giống tím hơn không? Xanh than hả? L lên cho em con này là mã xanh chim mọi người. Xanh chim cho em kèm size nhá. L 1X và 3XL. 75k thôi các chị nhá, 75.000 một áo thôi. Lên cho em là mã xanh chim. Xanh chim kèm size đi mọi người, lên mã xanh chim nhá. Mọi người ơi, chốt hàng kèm số đi, không có số điện thoại sao mà chốt được. Xem lại hả? Đây này, đâu rồi? Khổ ghê luôn ạ. Đây. Xanh 4 tà đây, lấy thì ok. Lan tròn chốt hàng kèm số điện thoại đi chị ơi. Đây nhá. Lấy thì ok cho em chị Hoàng Học kèm số luôn nhé. Đó em đẩy bay luôn. Lên số đi chị ơi. Đây này, xanh 4 tàn. Ok, đằng Xuân Mai chốt đơn đi, để đi đơn này chị ơi. Rồi. Đá 1X đi ok Nguyễn. Không có. Không có nhung. Không có hàng nhung đâu. Rồi nha mọi người, xanh chim kèm size đi mọi người ơi. Xanh chim kèm size. Xanh chim kèm size, đặng Xuân Mai chốt hàng để đi đơn đi chị ơi. Không ai gửi đơn nha. Con này em còn 2 tháng đấy. Con này em còn 2 áo nha mọi người. 2X này. Rồi mẫu này em còn size L và 2X. L và 2XL lên cho em là thổ cẩm. Lên cho em con này là mã thổ cẩm mọi người. Ok Lam Trần chốt đủ đơn. 2 áo đổ lên cho em mọi người nha. Có 60k chưa ship được nha. Rồi con này lên
kèm size L hoặc 2XL, thổ cẩm kèm size L hoặc 2XL mọi người nhá, xài cho các chị 75k. 75.000 lên thổ cẩm cho em mọi người nhá, mã thổ cẩm kèm size, họa tiết này đẹp chưa? Rồi thổ cẩm cho em nha mọi người ơi, kèm size L hoặc 1X. L hoặc XL á, L hoặc 2X mọi người, sorry các chị. L hoặc 2XL có S luôn hả? Ở đâu vậy? Có size S luôn đó mọi người. Hoàng Hậu lên số đi chị ơi. Em bảo chị kèm số điện thoại nãy giờ không chịu lên sao mà chốt đơn được à? Lắm luôn á. Ok chị, bây giờ thì có số đây. Chốt hai áo nha chị. Chốt từ hai áo cho em nha, một áo chưa ship được bao nha. Đây cái đây. Rồi, lên màu 4 tạ 2X hả? 4 tạ 2X hả? Rồi nha mọi người ơi, chị nào chốt này comment cho em nha. Thổ cẩm kèm size S này, L và 2XL, S, L, X nha. Giờ không biết lên cái gì luôn á. Không có cổ truyền thống đó chị ơi, có cổ tròn thôi. S1X2XL lên mã trắng. S1X2XL lên mã trắng cho em mọi người, đẹp lắm luôn. Rồi trắng kèm size đây mọi người, 75k luôn. 75.000 một áo này các chị ơi, 75k nhá. Rồi thổ cẩm bao nhiêu tiền? 75.000 chị ơi, hàng 3D 75 hết nhá. Hàng 3D 75k hết nha các chị ơi. Trời ơi, hai áo mới có 150. Trời ơi, quá rẻ luôn á mọi người. Rẻ như cho luôn, hai áo mới có 150 thôi. Rồi em lấy cho chị ba quần trắng. Không có quần size M đâu chị. Rồi, không có quần trắng size M đâu, size XL thôi. Rồi trắng cho em là kèm size, trắng kèm size nha, S1X2XL. S1X và 2XL lên mã trắng cho em mọi người nhá. Họa tiết cô gái này 75k. 75.000 luôn nha mọi người ơi. Kim Tuyên Hoàng lấy thổ cẩm thì kèm số ắc ok cho em nhá. Lấy thổ cẩm thì ok cho em nhá chị Kim Hoàng, Kim Tuyên Hoàng nhá. Rồi trắng kèm size mọi người ơi, S1X2XL. S1X hoặc 2XL cho em lên mã trắng đi mọi người. Mã trắng kèm size. Trắng kèm size giúp em nha mọi người ơi, lên mã trắng nhá. Kèm size S1X2X này. Rồi các chị ơi, hàng gì nữa đây mọi người ơi? Lên đá nhá. Em lên hàng đá cho mọi người. Ôi vải này vải lụa tây thi. Đá vải lụa tây thi cho em mọi người size M. Rồi size M cho em mọi người eo 72 độ lại nhá. Eo 72 độ lại mặc ok này. Chốt vào men cho em cái này là trắng đá đi. Trắng đá cho em mọi người nhá. Xả luôn cho các chị à. Xả 100 đi. 120 hả? 110. Bao nhiêu? Rồi vải này cho em là vải lụa tây thi này. Mọi người thôi em xả 100k luôn đi, xả cho hết. Rồi lấy thổ cẩm 75 2X ok chị. 2XL. Rồi nha mọi người, con này chị nào chốt comment cho em là trắng đá đi. Trắng đá xả 100 luôn đi ạ. Trắng đá xả 100k mọi người nhá. Lên trắng đá trên size M. Trắng đá size M xả 100.000 luôn nha các chị ơi. Chốt comment trắng đá nhá, 100k size M. Size M mọi người ơi, chốt đi các chế ơi. Rồi một con thổ cẩm size S này. Con này mới đúng thổ cẩm này, quá đẹp luôn. Size S mọi người 40-48kg này. 40-48kg mắc vừa lên mã cô ba đi. Chốt comment mã cô ba. Rồi cô ba cho em mọi người đúng rồi. Cái đó là hộp cẩm kia là biết cô ba. Đây nè, cái này mới là cô ba nè. Đây là hình thổ cẩm nữa mà kêu cô ba. Đây nè, tay này thấy không? Còn lại mình luôn hình thổ cẩm nữa mà kêu cô ba. Rồi nha mọi người, con này cô ba đi. Chốt comment mã cô ba. Thổ cẩm chốt rồi, em chốt rồi. Rồi nha mọi người, tại vì có thổ cẩm rồi lên cô ba đi. Nhá, size S mọi người 75.000. 75k mọi người ơi, 75k nhá. Rồi hoa đại cho lò. Hoa đại cho lò eo 80 mặc vừa, xả cho các chị 75.000 lên hoa đảo. Hoa đại cho lò cho em mọi người nhá, 75k lên hoa đảo. Hoa đảo cho em 75.000 mọi người ơi, chốt comment hoa đảo cho em nha, 75k hoa đảo. Hoa đảo cho em 75 các chị ơi, chốt comment hoa đảo nha, 75k mã hoa đảo giúp em ha. Rồi. Dơ này. Đây này, nó bị dơ, nó bị dính cái mực vẽ mọi người, mực vẽ nhá. Không có XL này. Nói chung là cái này về cái chị giặt giúp em nha mọi người nhá. Rồi nha chị ơi. Màu xanh ngọc che mọi người ơi, xanh ngọc con này lên mã dơ đi, mã dơ này xanh lò. Dơ này cho em xanh lò theo cho em cực kỳ đẹp luôn này các chị. Đó, lên cho em là mã dơ. Dơ xả cho các chị 90k lên mã dơ. Mã dơ xả 90 mọi người nhá, chốt comment dơ xanh lò. Dơ xanh lò xả 90 mọi người nhá, chốt comment mã dơ xanh lò xả 90k. 90k mã dơ 90 nhá. Hảo hoa. Dạ hoa. Hảo hoa. Hảo hoa. Ok, rồi 90 cho chị Hảo hoa về giặt. Về giặt cái phần dính mực á nhá. Mực vẽ để vẽ cái họa tiết để mà theo đá á mọi người nhá. Ok chị Hảo hoa. Cam theo. Cam theo sẽ hết mọi người đẹp chưa? Cam theo cho em sẽ hết mọi người 40 tập 48 kg này. 40
40 tờ 48 ký mặc vừa lên cam theo cho em mọi người, 85k vải lụa linen. Con này cho em là vải lụa linen theo nha mọi người nhé, rất là đẹp luôn. Chốt comment cho em là cam theo. Cam theo mọi người ơi, 85k chốt comment cam theo cho em nhá. 85 mặc cam theo. Cam theo xạ 85 các chị ơi, mai cam theo 85. Cam theo 85 sẽ ép nha. Chốt comment cam theo các chị ơi, hàng gì đây ạ? Mọi người thích hàng gì đó để em lên cho mọi người. Cam theo 85. Cam theo xạ cho các chị 85 nhá. Cam theo 85 này. Đặng Lan. Rồi cam theo 85 của Đặng Lan. Rồi mà cam thổ cẩm size M. Vàng này cho em họ thích thổ cẩm mọi người nhá. Size M lên mã vàng. Size M chốt comment mã vàng cho em 75k. Size M eo 72 mặc vừa. Size M eo 72 mặc vừa lên mã vàng cho em mọi người nhá. Vàng 75k lên cho em là mã vàng. Mã vàng 75. Vàng cho em 75k mọi người ơi, lên mã vàng cho em nhá. Vàng 75. Vàng 75k mọi người ơi, lên mã vàng nhá. Size L lên cho em, con này là mã xanh mẹ, xanh đá đi. Xanh đá size L cho em mọi người nhá. 100k lên xanh đá cho em nhá. Xanh đá 100k size L mọi người ơi, lên cho em là xanh đá 100. Xanh đá 100k size L các chị ơi, lên cho em là xanh đá 100. Xanh đá 100k size L. Chấm bi. Chấm bi không có đâu chị ơi. Không có hàng chấm bi đâu. Em còn chơi đá mọi người. Cam theo em hết nhá. Hết cam theo rồi. Vàng hãy chờ. Rồi vàng cho em mọi người nhá. Vàng 43 hãy chờ lò chốt này. Eo 85 mặc ok. Eo 85 mặc vừa. Rồi xanh đá Đặng Lan. Xanh đá Đặng Lan. Rồi con này chị nào chốt comment cho em là mã vàng 43. Có chuẩn bị đâu chị ơi. Vàng 43 cho em mọi người nhá. Vàng 43 xả 85 hãy chờ lò chốt này. Eo 85 đổi lại bạc vừa nhá. Lên cho em là mã vàng 43. Vàng 43 xả 85k các chị ơi, lên vàng 43 cho em 85. Vàng 43 85 mọi người ơi, lên vàng 43 cho em nha. Hàng bài đã hết rồi. Hồng đá màu hồng phấn. Rồi con này cho em màu hồng phấn đấy các chị ơi. Rồi dạy cho chị nào mặc XL nhá. Eo 80 mặc vừa. XL 60 kg hoặc là E 80 lên cho em là hồng đá mọi người. Mã hồng đá cho em xả 100k. Hồng đá 100k XL chốt nha. Màu hồng phấn rất đẹp luôn. Rồi lên cho em là mã hồng hồng đá mọi người. Hồng đá cho em 100k đó. Hồng đá 100k cho em mọi người nha. XL chốt lên mã hồng đá cho em 100.000. 100k lên hồng đá cho em nha. Thế này hả? Phải con đó. Hồng đá 100 mọi người. Hồng đá 100. Size M màu hồng cam cho em các chị hàng 43. Hồng cam cho em 130. Hàng này hàng 43 cho em mọi người size M. Lên mã hồng cam. Hồng cam size M 130. Hồng cam size M 130 cho em mọi người nhá. Size M eo 72 mặc vừa. Size M eo 72 lên hồng cam cho em mọi người ơi, mã hồng cam nhá. Hồng cam 130 kèm số điện thoại lên hồng cam. Rồi, hồng cam mọi người nha. Hồng cam hoa hồng bông hồng nhỏ. Bông hoa nhỏ, bông hoa nhỏ ok. Hồng cam bông hoa nhỏ này. Đó đó. Màu này màu gì ta? Màu này màu hồng. Màu hồng nào à? Hồng cam hả? Màu ở cái đấy xem màu tay bọc. Còn cái thường, đây cái này tay gì đây? Đây nha chị Đặng Lan ngay cọc. Em còn con này tay bọc luôn này. Chốt luôn. Ok Đặng Lan được hồng cam nha. Đặng Lan được hồng cam 130. Rồi hồng này cho em mọi người. Màu này màu hồng gì chị nhỉ? Không biết. Hồng đậm đi. Hồng đậm đi. Cái này lên hồng đậm cho em 2XL đẹp lắm mọi người. Cái màu này đẹp này. Hồng đậm cho em mọi người nhá. Hãy chốt này. 2XL. 2XL cho em 65 kg đậm là E85. Lên cho em cái này là hồng đậm. Hồng đậm cho em mọi người nhá. 100k hồng đậm. Cái màu hồng phấn đẹp mà không chị nào chốt. Rồi nha mọi người ơi, mã hồng đậm cho em nha. Hồng đậm 100. Hồng đậm 100 cho em các chị ơi, lên mã hồng đậm 100 này. Hãy chốt nhá. 2XL lên mã hồng đậm 100k. Hồng đậm 100k các chị ơi, lên mã hồng đậm giúp em nhá. Hồng đậm 100. XL xanh có ban hàng phải lụa linen. Trời ơi cái vải đẹp lắm luôn đó mọi người. Còn tìm trơn của vuông tay bằng XL hết rồi. Có thì em là kiếm cái kia. Có thì em lên rồi chị. Rồi XL lên xanh có ban cho em mọi người ơi. 85k lên mã xanh có ban. Xanh có ban lên xả 85. Rồi em chào chị Trương Thị Khuyên này. Lên cho em con này là mã xanh có ban mọi người nhá. 85k XL chốt nhá. 60 kg đó là em chị nào 80 lên cho em là xanh có ban mọi người. Mã xanh có ban 85.
xanh có ban xả cho các chị 85 cam ừ nhá, lên mạng xanh có ban giúp em này. Rồi xanh có ban xả 85 trắng xa lờ hả, trắng xa lờ hả? Ok mọi người, rồi em còn là mạng xanh có ban nha mọi người ơi, em còn là mạng xanh có ban cho đỏ này. À, cái này có đỏ, có size L này. Đỏ cho em size L mọi người. Eo 76 mặc vừa xả cho các chị 75k. 75.000 lên cho em là mã đỏ mọi người nhá. Mã đỏ size L 75. Đỏ cho em size L 75k. Các chị ơi chốt comment đỏ cho em nhá. Size L eo 76. Size L eo 76 nhá. Chốt comment đỏ 75k mã đỏ nhá. Đỏ cho em mọi người. Lên mã đỏ 75k đỏ. Đỏ 75. Mã đỏ 75. Hồng cam là em có L luôn đó các chị. Hồng cam này em có size L luôn này, 130 chị đã chốt comment coi cho em là mã hồng cam. Hồng cam size L 130, hồng cam L 130. Hồng cam size L 130 các chị ơi chốt comment hồng cam. Hồng cam nhá, rồi vàng size M. Vàng size M eo 72 chốt comment mã vàng nhá. 75.000 lên mã vàng cho em nha, vàng 75. Mã vàng 75 các chị ơi, vàng 75k. Chốt comment vàng cho em. Mã vàng 75k vàng. Tím. Tím tròn size M cho em mọi người, tím tròn size M. Ủa chết sao, sao nhận xíu vậy. Size S thôi các chị, size S nha, xả 50k lên tím tròn. Tím tròn size S em xả 50 mọi người lên cho em là tím tròn nhá, size S xả 50k. 50k lên cho em là tím tròn 50, tím tròn 50. Dâu đỏ 48 có luôn, đây để em xả hàng dâu cho mọi người nha. Dâu em khoảng ít rồi các chị. Dâu khoảng ít rồi. Dâu thì đa phần là size S, S hết nha mọi người nha. Đây như con này S này. 40 tại 48 ký mắc ok, lên cho em là mã đỏ dâu xả 69 thôi. 69k. Xanh ngọc trên xà xây gì đấy. Xanh ngọc ở trên này nhiều xanh ngọc lắm. Hàng đá hết đó chị. Hàng đá đó chị ơi. Rồi nha, con này lên đỏ dâu cho em mọi người 69k thôi. 69k lên cho em là đỏ dâu. Đỏ dâu cho em là hàng lướt nha mọi người, nhưng mà độ mới cao. Rồi lên cho em là đỏ dâu 69k. Đỏ dâu 69. Đổ luôn. Đỏ dâu cho em 69k mọi người, lên đỏ dâu nhé. 69k chốt comment đỏ dâu. Đỏ dâu 69 nào. Đỏ dâu nha, 69k đỏ dâu. Trang bán này đẹp không chị nào chốt này. Em còn đỏ dâu các chị ơi, em còn đỏ dâu. Không có XL đâu chị. Sẽ thôi, không có ấy đâu, 4 tà hả? Đỏ dâu 4 tà không có XL đâu mọi người, không có XL đâu. Rồi size M đây, xanh ngọc đây, con này lên cho em là có size L đâu chị ơi. Hàng này 4 tà. Hàng này 4 tà cho em. Mặc size S đi em. À chị ơi 56 kg mặc size nhỏ. Cao nhất 50. Ờ mặc size S nha. Mặc size S đi em. Mày sầm rồi. Em mặc size S đi. Rồi cái này lên xanh ngọc với em mọi người. Rồi nó rảnh rỗi quá hề. Rồi lên cho em cái này là xanh ngọc mọi người 4 tà nhá, xả 85. Rồi 85.000 cho em mọi người nhá. 85k lên xanh ngọc với em nha mọi người. Mã xanh ngọc 85. Xanh ngọc cho em 85k. Nó thành mét 50 hả? Nó sợ lùn. 1m50 đồ. Bạn về bạn nới ra đi bạn. Về nới. Về nới ra đi. Rồi thì size XL. Mã X đi. XL hả? XL hàng 4 tà hết rồi. Ờ XL còn hả? Hàng 4 tà XL hả? Em còn X là à, cái con 2K này đây cho mọi người. 2K này em còn S và 1X nha mọi người. 2K này em còn S và XL mà các chị ơi. À, xanh xanh mấy vậy? Xanh M chị ơi. Xanh ngọc đấy xanh M nhá. Xanh ngọc đấy xanh M. Rồi con này cho em vải lụa tơ này mọi người, đẹp lắm luôn. Xả cho các chị 99k. 99k chị nào chốt comment hoa cam mọi người nhá. Mã hoa cam kèm size S hoặc là XL. S hoặc XL cho em mọi người đây, hàng 4 tà đấy ạ. 99k nhá. 99k chị nào chốt comment cho em là mã hoa cam. Hoa cam kèm size mọi người ơi. Có cái đuôi. Rồi nha, lên cho em là mã hoa cam mọi người. Hoa cam kèm size nè. Hoa cam cho em kèm size mọi người nha. S hoặc là size L 99k. Đấy, hết hàng 4 tà rồi mọi người. Hết hàng 4 tà rồi nha các chị ơi. Hoa cam nha, 99k hoa cam. Hoa cam 99k. Nâu cho em mọi người, nâu. Nâu 4 tà cho em mọi người nha. Đây, cái này có họa tiết chấm bi này. Rồi, có áo 48kg không sao? Có như chị Lê Linh ơi, lựa đi. Đây nhá, con này dành cho chị nào mặc size L. Size L, eo 76 mặc vừa nhá, con này lên mã nâu đi. Nâu 48 xả 99k.
Đây này, cái họa tiết chấm bi nè mọi người nhá. Theo bi bi như này cho em nha mọi người. Rồi ạ, chắc comment lên cho em con này là mã nâu nhá. Mã nâu, nâu xả cho các chị ạ. 85k, sorry mọi người, 99k. Con này 4 tà. Nâu 99k 4 tà giúp em nhá. Lên mã nâu. Nâu 99k mọi người ơi. Lên cho em là mã nâu. Đây này, 48kg chốt con này cho em này. Sẽ đây. Rồi, rãnh thịt luôn hết rồi. Size này các chị, 40-48kg mặc vừa nhá. Rồi 40-48kg mang vừa, lên mã hoa cam các chị ơi. Hoa cam giúp em nhá. Rồi xả luôn cho các chị ạ, 60k lên mã hoa cam. Hoa cam xả cho các chị 60 mọi người nhá. Vải lụa Hàn Châu này, lên mã hoa cam. Hoa cam 60k các chị ơi, hàng gì mọi người comment nha. Hay là lên quần đi hả? Xả quần đi em, xả quần cho mọi người nhá. Đây để em xả quần. Lê Linh ơi, kiếm cái quần đi hái cà này. Đây, để em lên quần nè. Lê Linh muốn đi hái cà để lên quần này. Quần đi hái cà nè. Lấy cho em cái ghế với. Ê cậu, cho bạn cứ hót đơn của mình về lái nào bạn. Rơi mình cái mình không lên. Quần đây, để em lên quần cho mọi người. Các chị hóng quần đúng không? Đây, em lên quần cho mọi người. Cá quần mời, cá quần thanh lý đợi em xíu nhá. À, hoa cam vải tơ chị, vải lụa tơ nha chị ơi. Hoa cam vải lụa tơ nha. Tưởng mang keo vô chứ. Người ơi, lấy hàng kìa. Rồi, đợi em xí mọi người. Đây em xả quần. Em ngồi cho đỡ đau lưng các chị ạ. Rồi, chấm lên cho em nha mọi người nhá. Chấm lên tương tác nha. Đây em xả cái quần hồng sen này luôn cho mọi người. Chị Huệ đi đâu rồi ạ? Rồi con này bị hư khóa, cái này bị ấy này, bị gì ta? Rồi lên mã tặng đi, con này lên tặng này về các chị may lại nhá. Size M. Size M nhá, lên tặng cho em. Lên cho em là mã tặng đi mọi người, tặng. Rồi, mã tặng nhá. Mẫu eo đẹp. Đang phân đấu để được 56. Chấm 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 lên đi, tương tác đi. Chấm lên tương tác nhá. Rồi, quần tặng cho em mọi người nhá, tặng. Quần tặng. Cái đấy về các chị đạp lại các phần lỗi cho em nha mọi người. Tuyết Tuyết này. Rồi tặng của Tuyết Tuyết nha, tặng của chị Tuyết Tuyết. Rồi quần xanh cho em mọi người, quần xanh này size L. Size L em xả 39, quần này quần lụa nha mọi người, 39k. 39k lên mã quần xanh. Nói chung là mấy cái quần như này á, quần lụa mà xuống dưới like là 60.000 một quần. Nha các chị nhá. Rồi lên cho em. À, rồi chốt comment cho em là mã quần xanh. Quần xanh cho em mọi người nha, 39k quần xanh. Quần xanh 39k mọi người, lên mã quần xanh nhá. Anh Ngọc có hoa vàng sau lưng. Đội đỏ cô gái. Xanh Ngọc có hoa vàng nãy đỏ cô gái chưa chúc được đâu. Xanh Ngọc có hoa vàng. Cái nào? Cái này ấy hả? À ok ok chị Hà Thị Vinh, bây giờ mới có đơn đấy chị ơi. Nãy là chưa có đơn tại vì chưa có số điện thoại. Lên lại số cho em chị Hà Thị Vinh. Đúng con này không chị ơi? Đúng theo ok này. Đúng theo ok cho em nha trẻ ơi. Có sai chị ơi, có sai mà. Từ từ để em lên, mỗi quần một size thôi. Chứ không có nhiều đâu. Rồi quần vàng cho em mọi người size M. Quần vàng lên cho em là mã quần vàng mọi người nhá. 19k lên mã quần vàng. Quần vàng size M 19k các chị ơi, lên mã quần vàng cho em nhá, 19k. Quần vàng 19k size M nhá. Có phải cái đấy là cái nào? Màu xanh đó. Đâu rồi? Đọc lộn rồi, xanh đó có size S không em? Không có chị. Xanh đấy xe mờ chị ơi, về bóp lại xíu là ok mà. Rồi quần tím này cho em mọi người. Quần tím XL mọi người ơi, xả 39k lên quần tím nhá. Quần tím em xả 39. Quần tím xả cho các chị 39k. Trang Nguyên này có đơn chưa ta? Được. Nhìn avatar khác kìa. Được. Khác hề. Ừ. Rồi quần vàng ạ, quần vàng cho chị Tuyết Tuyết nhá. Rồi lên cho em con này là mã quần tím 39k XL mọi người nhá. Bộ xanh ngọc có một bông hoa vàng ở giữa. À chị. Đây hả? Cái này đây đúng không? Cái này 100.000 nặng size L nhá. Cái này 100k nha chị ạ. Chị ấy ơi. Rồi quần tím này của chị lên số đi chị ơi. Tuyết hả? Không, quần giá nào? Quần tím của Trang Thùy, quần tím Trang Thùy. Rồi quần này cho em tím cà. Con này lên cho em là mã tím cà nhá. Tím cà cho em mọi người, size S lên tím cà. Xanh ngọc à, trời ơi anh chị. Thôi thôi thôi, chốt đúng, chốt theo ấy đi chị ơi. Cái nào trời. Xanh ngọc trên này nhiều lắm. Đúng, xanh ngọc luôn. Rồi nha mọi
mọi người con này lên cho em là mã này, tím cà đi, tím cà 40-50kg này, lên tím cà. Tím cà 40-50kg nha mọi người ơi, 39k lên tím cà. Tím cà, ui, đi xuống đau lưng. Tím cà mọi người ơi, em còn tím cà rồi màu hồng sen này. Hồng sen này em còn size 2X này. Hồng sen em xả luôn cho các chị 19k, 1X 2X này. 1X 2X nè. 1X 2X cho lò lên cho em là mã hồng sen 19k hồng sen. Hồng sen 19k kèm size. Hồng Ngọc sen nhá. Em hết size L rồi, cái xanh kia size gì? Cái đó size gì? Đây hả? Không, cái xanh đó, xanh dương á. Cái trong được rồi, chỗ cái cây. Đây bên cạnh cái xanh ngọc luôn. Nhìn sao bên đây, nhìn sao? Đó, chỗ cây cặp cái xanh ngọc. Không biết, không thấy. Rồi cho mọi người lên cho em là quần hồng sen. Hồng sen cho em mọi người nhá, 19k. Hồng sen 19k mọi người. Đây này có này. Đây lấy không? Có ai? Nông Ân lấy không? Nông Ân này, cái này có này, chị lấy theo ok giúp em nha chị Nông Ân này. Rồi Nông Ân lấy theo ok, Nông Ân lấy theo ok giúp em nhá. Rồi hồng sen 19k trang nguyên một quần. Ôi càng sai. 1x nhá, thôi lấy 1x cho chị đi. Chốt đủ đơn cho em nha chị ơi. Chốt đủ đơn nha mọi người. Hồng sen 19k Thủy Phan size XL. Rồi chốt đủ đơn đi, các chị có 19.000 một quần này. Rồi quần hồng, màu này màu hồng phấn này. Lên hồng phấn giúp em xem nào. Hồng gái, phấn 19k. Rồi lên cho em ok Nông Ân. Ok, Nông Ân ok kìa. Rồi ok đưa đây. Đưa đây. Cái này Thủy Phan hả? Đúng rồi. Thủy Phan. Ok các chị. Trắng hả, quần trắng hả, để từ từ rồi em lên cho quần trắng thì em có size to thôi. Quần trắng em có size to thôi. Rồi hồng phấn cho em mọi người nhá, 19k hồng phấn này. Hồng phấn hảo hoa. Hồng phấn cho hảo hoa. À, trắng đây, 1X 2X thôi mọi người. Trắng em chỉ có size 1X 2X, 3X, 4X mặc ok hết cho em nha mọi người đây này. Quần bên em là bao chun kéo khóa như nào mọi người nhá. Quần này quần mới 49k. Cái quần trắng này mà sau like các chị cho là 60.000 một quần nha mọi người nhá. Trên like các chị đưa mua được với giá là 49k nhá. Rồi lên cho em là quần trắng mọi người. Vẫn size L còn không? Hết rồi. Rồi nha mọi người, quần trắng kèm size 49k quần mới nhá. 49k lên cho em là quần trắng các chị ơi, quần trắng. Trời ơi màu cam này. Trắng ấy là tuyết tuyết. Tuyết tuyết chất nhiều cọc cạc nha. Tuyết tuyết này khách mới chất nhiều cọc. Chốt nhiều cọc cho em nha chị ơi. Này rất là dễ dãi luôn. Đây cái này size nhỏ này chị Nhung. Trắng mời. Này chị... size nhỏ á. Để cho chị Xuân Tích Hân. Chị Xuân Tích Hân size M. Để em coi nào, quần trắng. Lụa Thái nha chị ơi. Đây. Này XL cho Tuyết Tuyết này. Quần trắng XL hả? Quần bùi hả? Ủa cái này là bao áo mà. Sao mình ôm bao áo chi trời. Áo quần vẫn lộn luôn. Đây. Hồng sen em còn đó mọi người, chị nào chốt comment. Rồi quần trắng cho em kèm size 1X 2X đi các chị ơi, 1X 2X nha. Đây vân bùi này. Quần trắng có L không hả? Nói chung là để em coi cái eo này này. Nên này nói chung cái này L mặc được á. Nha cái này L mặc được này, L mặc được Trang Thùy này. L này của Trang Thùy, cái này size L đó chị Nhung ạ. À? Cái này nhỏ quá. Siêu siêu. Rồi, hồng sen XL Trang Nguyên em chốt rồi. Trang Thùy cái đấy Trang Thùy. Quần vàng đồng này, vàng đồng cũng 1X 2X cho lò luôn nha mọi người, vàng đồng. 1X 2X luôn, 3X luôn nha. Đây này, như quần mẫu mặc này. Đây này, cái vải này. Đây nha mọi người. Đấy cái vải quần bên em đây, còn mấy cái quần của Trang Nguyễn. Có rồi, nãy chốt rồi. Rồi nha mọi người, quần vàng 49k, 1X 2X nha. 49k lên quần vàng giúp em mọi người ơi, quần vàng 49k kèm size. Quần vàng 49k kèm size 1X hoặc 2X nha. Lên cho em là mã quần vàng mọi người. Rồi chân váy em xả 19k, 40-50kg mắc vừa lên chân váy giúp em. Chân váy 19k mọi người ơi, lên chân váy cho em nhá. Chân váy 19k mã chân váy giúp em ha. Rồi chân váy đen size S này. Chân váy đen size S đúng mã cho em là chân váy đen mọi người. 19k chân váy đen. Chân váy đen size S 19k các chị ơi, lên mã chân váy đen giúp em ha. Chân váy đen mọi người. Trời ơi quần này quần mới luôn, xanh nõn chuối. Xanh nõn chuối cho em 40-50kg mắc ok. 40-50kg mắc ok lên cho em là mã xanh nõn chuối 39k. 39k xanh nõn chuối cho em các chị ơi, xanh nõn chuối 39. Xanh nõn chuối cho em 39k nha. Các chị không thích quần hả? Rồi con này cho em hồng cam 40-50kg này. 40-50kg mắc vừa lên cho em là mã hồng cam. Hồng cam nha mọi người nhá, hồng cam em xả 39 luôn. 39k mã hồng cam cho em mọi người ơi, hồng cam 39.
Hồng K 39K mọi người, trời ơi chân váy còn hai cái chân váy không chị nào chốt hả mọi người. Hồng tím. Hồng tím cho em size M 19K mã hồng tím. Hồng tím size M 19K các chị ơi, quần này vải phi nhá, 19K vải phi quần thanh lý nhá. Có quần xanh biển đấy chứ là không hả? Không có rồi. Dưới này em không có rồi, dưới kho chắc có. Em còn hồng tím hết màu quần lên rồi. Em còn một quần hồng tím. Trời ơi đây nè. Chốt đi các chị ơi. Chốt quần đi mọi người. Xanh này. Xanh cốm. Cái này lên xanh cốm này. Hồng tím mờ trang nguyên. Ok 19K. Rồi xanh cốm cho em mọi người ơi, chân hay. Cái gì size L chân váy vàng hả? Size L chân váy vàng này, kim xuyên nguyễn. Chốt đủ đơn cho em có 19.000, mọi người cố gắng chốt cho em là từ 80k đổ lên nhá. Đơn hàng 80.000 đổ lên cho em. Xanh cốm cho em mọi người 40, 45, 45 tới 55 kg, các chị mặc vô tư nhá. 39k lên xanh cốm. Xanh cốm nha mọi người, size từ 45 tới 55 kg, tại vì cái hàng này nó bao chun về sau các chị dễ mặc nhá. Rồi xanh cốm cho em mọi người 45 55 kg, các chị mặc ok. 45 55 kg mặc ok nhá, lên xanh cốm. Xanh cốm giúp em mọi người, xanh cốm nhá. Xanh cốm. Rồi hồng cam size S này. Hồng cam size S 19k. 19k lên mã hồng cam, thường thường lên quần là cái chị chốt ồ ạt vậy luôn á. Mà bây giờ không thấy chị nào chốt quần này. Rồi nha, lên cho em là hồng cam 19k, hồng cam 19k. Rồi XL xanh hả? Các chị cứ từ từ, em sẽ bóc em lên được, em bóc được màu nào em lên màu đấy nha mọi người. Rồi màu vàng đồng. Ai đây? Bên này á, hồng cam hảo hoa, kim xuyên nguyễn á. Rồi hồng cam cho chị hảo hoa này. Hồng tím của ai ta? Hồng tím đấy của ai ta quên rồi. Trang Nguyễn. Rồi con này size S luôn mọi người, size S lên cho em là mã vàng đồng. Vàng đồng S 19K. Vàng đồng size S 19K mọi người, lên mã vàng đồng size S 19K. Rồi xanh hoa cho em XL 2XL. L85 mặc vừa nha, L85 mặc vừa lên cho em là xanh hoa. Xanh hoa cho em 39K mọi người ơi, quần hoa nhá, 39.000 lên mã cho em là xanh hoa. Xanh hoa mọi người ơi, xanh hoa. Quần váy này. Quần váy size S mọi người còn đúng một con. 100.000 SM mặc được nha, còn sót đúng duy nhất một quần. Quần váy cho em nha mọi người, đây này, nó hơi nhăn xíu thôi tại vì để trong bao hàng á. Đấy, về các chị giặt ủi cho em nhá. Lên cho em là mã quần váy mọi người, quần váy xạ cho các chị 100k. Quần váy 100k kèm số điện thoại đúng duy nhất một quần thôi á, SM mặc được nhá. Size SM nhá, 100k chị Dung Nguyễn. 100k cho chị Dung Nguyễn. Rồi size này, con này lên cho em là xanh đậm size S nha, lên xanh đậm. Size S lên cho em là xanh đậm 19k, xanh đậm 19k. Xanh đậm 19k mọi người ơi. Ok này chị Tiễn Mai Quân Nguyễn này, 19k này. Ok chị. Rồi xanh lá cho em mọi người, xanh lá này Thủy Vũ em sao sau rồi chị ơi. Rồi xanh lá cho em mọi người 50-60kg mắc ok, lên xanh lá cho em 39k. Quần lụa như này cho em là quần mới mọi người nhá, sale cho các chị 39 này. Sale cho mọi người 39k nhá, lên cho em là mã quần quần xanh lá. Xanh lá 39. Rồi màu này màu gì ta? Màu hồng 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 cam. Màu hồng cam á mọi người, màu nu á, màu hồng nu á các chị nhá. Hồng nu cho em size S mọi người. Hồng nu size S 39k, hồng nu S 39. Hồng nu size S 39k mọi người, lên mã hồng nu 39k hồng nu. Rồi quần tím cho em nè mọi người, quần tím 40-50kg này, xanh lá 39 cho Tuyết Tuyết. Mai cọc cho em nha chị Tuyết Tuyết ơi. Rồi quần này lửng. Quần này lửng lên cho em là tím lửng. Tím lửng nhá, tím lửng xả 30 thôi. Tím lửng xả cho các chị 30k, lên tím lửng cho em 30.000. Tím lửng 30. Tím lửng 30 các chị ơi, lên tím lửng. Chị ơi duy nhất một con quần đỏ. Duy nhất một con quần đỏ 40-50kg mặc ok, 55kg bon chen được luôn này mọi người. Nhá, lên cho em toàn bộ là chun hết nha. Lên quần đỏ 19k quần đỏ. Quần đỏ cho em 19k kèm số điện thoại nhá. Chốt comment quần đỏ cho em nhá. Mã quần đỏ 19. Mã quần đỏ cho em nhá, 19k quần đỏ. Xanh là đẹp này. Màu xanh là đẹp là các chị. Rồi đỏ hảo hoa. Đỏ cho chị hảo hoa. Cái đen đó bao nhiêu tiền dạ? 19.000 chị Tiệm Mai Quân Nguyễn ơi. 19k thôi chị nhá. Rồi quần này lên cho em là quần xanh ngọc. Màu xanh ngọc cho em mọi người, quần đỏ em hết rồi. Xanh ngọc cho em 39k quần lụa nhá. 39.000 lên xanh ngọc cho em. Xanh ngọc 39k mọi người ơi, lên mã xanh ngọc cho em 39.000. Rồi quần hồng hoa cho em mọi người, hồng hoa
4555 ký mặc ok, 4555 ký mặc vừa lên mạ hồng. Quần hồng che 39k quần hồng. Quần hồng 39, quần váy em hết rồi, nãy có đúng duy nhất một con đấy thôi. À, ngày mai cô mua thêm một áo nữa rồi đi đơn luôn. Mỹ Ly, mãi chưa đủ đơn, ok này. Ok chị nhá. Nói chung là đơn một cái là em không gọi đâu. Đơn một cái không có gọi điện đâu mọi người, các chị cố gắng chốt từ 2-3 ngày á. Xanh ngọc Nông Ân, xanh ngọc cho Nông Ân. Size 40-50 ấy chị, 40-50 ký ấy, của Nông Ân. Ba chun mà cái đấy cái chị dễ mặc thôi mọi người, dễ mặc, ok tiệm Mai Quân Nguyễn. Rồi chân váy cho em nha, chị muốn ngắm body của cô chú. Em là nhân viên live thôi trời ơi, em phải cô chú. Em là nhân viên thôi chị ơi. Rồi xanh ngọc của em hết rồi, em hết xanh ngọc. Rồi chân váy đỏ cho em mọi người ơi, chân váy đỏ nhá. Chân váy đỏ xả 19k. Cái này là 4555 ký luôn các chị nhá, 4555 ký luôn, lên cho em là mã chân váy đỏ. Chân váy đỏ giúp em mọi người. Trời ơi mấy cái quần màu này các chị xuống like mọi người hỏi rất là nhiều luôn. Bây giờ lên like không chị nào chốt này. Hỏi rất là nhiều luôn. Mà xuống như like là 60.000 một quần nha các chị nhá. 60.000 một quần. Quần xanh ngọc em hết rồi mọi người ơi, xanh ngọc em hết rồi. Rồi quần này cho em là lên cho em là mã xanh đen đi. Quần xanh đen size L. Xanh đen size L 39k, xanh đen size L 39. Xanh đen size L 39 nhá. Chốt của chốt cái chân váy này luôn này chị ấy ơi. À, Trần Mận quần hồng 39 ok này. Trần Mận này quần hồng 39 này. Cho chị xanh cô ban kia. Cái này á chị. Cái này chân váy chị ơi, cái này chân váy này. Chân váy cho em mọi người nhá, váy xanh. Quần xanh đen cho Vân Bùi 39k ok chị. Rồi ạ, à, váy xanh cho em mọi người nhá, váy xanh. Váy xanh này giấy chị là một size L mọi người, size L em chào chị Hoài Phương. Rồi lên cho em là váy xanh các chị ơi, váy xanh 19k váy xanh. Còn thì nó được cái xanh ngọc của nó xả. Ờ xả xanh ngọc á, chốt cho chị khác đi. Nãy chị nào chốt đó, chị nào mà có đơn rồi. Không, xanh ngọc á, xanh ngọc. Xanh ngọc cho Trang Nguyên, đúng rồi. Xanh ngọc Trang Nguyên này, ok chị. Trang Nguyên được cái xanh ngọc nha chị ơi. Trang Nguyên được xanh ngọc nhá. Rồi chân váy xanh thì chị nào chốt chân váy xanh thì comment giúp em nhá, chân váy xanh. Rồi quần hồng phấn cho em mọi người. Hồng phấn cho em các chị ơi, size S này, size SM luôn đó mọi người, SM. Rồi SM cho em mọi người nha, 50 ký đâu lại mặc vừa lên cho em là mã quần hồng. Quần hồng giúp em chưa lên quần đỏ mà chị chốt rồi. Rồi quần đỏ này, SM. SM mặc được nhá. Cái này em có hai size. Hai size SM và 2X nhá. SM và 2XL. Cái này 1X thôi. SM và 1X nha, chị nào chốt comment cho em là mã chân váy đỏ hồng nhung này. Chân váy đỏ cho chị Hồng Nhung. Rồi chốt đủ đơn cho em nha mọi người, chốt đủ đơn. Rồi lên cho em là quần đỏ kèm size đi mọi người, quần đỏ kèm size S này. SM XL, SM XL lên cho em là mã quần đỏ 19k thôi. 19k quần đỏ S cho chị Hảo Hoa này. Quần đỏ S Hảo Hoa. Quần đỏ em ít lắm mọi người ơi, chốt cho em đi nè. Quần đỏ nhá, mã quần đỏ kèm size. Quần đỏ M Vũ Hoa. Rồi, quần đỏ cho em mọi người kèm size. Quần đỏ kèm size chắc trời ơi, xanh cô ban. Xanh biển cùng bộ cho mẹ. Quần xanh biển em không có đâu chị Hồng Ân ơi. Quần xanh biển em không có thôi. Rồi, ok chị Hạ Hoa này. Quần sẽ S Trang Nguyên hả? Đỏ hả chị? Trang Nguyên chất đỏ S đúng không trời ơi? Đỏ S đúng không chị? Em hết luôn này. Đúng theo ok giúp em một tiếng em chốt đơn này nhá. Đúng theo ok giúp em một tiếng em chốt đơn, không em nhường cho chị sau á. Rồi quần xanh có ban này dành cho chị là một size L mọi người. Size L, ML nhá. ML mặc được. Rồi quần đỏ L hả? Hết rồi. Vừa. Cái đấy cho Tuyết Hân. Ok Tuyết Hân có quần đỏ, cái này của Trang Nguyên. Rồi nhá, xanh có ban cho em mọi người của Dung Nguyễn này. Xanh có ban Dung Nguyễn 19k thôi. 19k thôi các chị. Rồi màu vàng mỡ gà cho em nè mọi người. Vàng mỡ gà, con này sẽ S thôi, con này bị lỗi rồi. Lỗi rồi mọi người. Về mọi người xử lý được thì các chị xử lý em tặng luôn. Tặng luôn cho các chị đi về, các chị xử lý sao chị xử lý. Rồi hồng. Hồng đào. Hồng cam á mọi người, màu hồng đào hồng cam này sẽ S nha, lên mã hồng cam. Hồng cam S 19k. Tặng Dung Nguyễn nha, về nói chung là chị cần may cái phần đấy đi cho em một xíu là ok. Màu tươi quá, ok hở Trần Mặt, ok Trần Mặt. Rồi nhá, lên cho em cái này là hồng đào size S thôi các chị. Cái này size S thôi mọi người. Này S thôi nhá, chắc cậu eo của mình mới vừa hề. Rồi lên cho em là quần hồng. Hồng đào cho em 19k.
hồng nào 19k. Rồi quần hồng phấn cho em size L mọi người. Hồng phấn size L 19k, lên mã hồng phấn cho em nhá. Hồng phấn size L. Hồng phấn size L nha mọi người. Trời ơi hèn gì hè, đi kiếm không thấy hè. Rồi nha mọi người ơi, quần hồng phấn cho em mọi người, hồng phấn size L 19 nhá. Hồng phấn size L 19 mọi người chấm lên tương tác cho em đi các chị ơi. Trời ơi. Này vải lụa này. Đẹp lắm luôn. Lụa ngọc trai cho em này mọi người, size S nhá, quần trắng. Quần trắng size S cho em mọi người ơi, cái này quần thấy á, quần thanh lịch á, giá 19k luôn. 19k lên quần trắng nhá, chỉ còn like áo mà mai mai. Bây giờ cuối like rồi em xả quần thôi các chị nha. Cuối like em xả quần thôi. Rồi nha mọi người, lên cho em con này mọi người ơi, chốt comment mã quần trắng nhá. 19k quần trắng. Quần trắng 19k các chị ơi. Quần tím chị vừa không hả? Vừa không? Ai? Cắt đằng. Cắt đằng á? Không vừa đâu chị. Cái đấy cỡ nói chung là cỡ 2x thôi. 2x thì vừa. Trắng S cho tuyết thân. Trắng S cho tuyết thân. Rồi con này lên quần vàng cho em mọi người size M. Quần vàng size M 19k các chị ơi, lên mã quần vàng giúp em nha. Quần này quần thanh lý nha mọi người, nó hơi dơ xíu thế vì mọi người giặt giúp em nha. Rồi lên cho em là mã quần vàng 19k quần vàng. Quần vàng 19k, quần trắng lụa này. Trắng lụa S này các chị. Cho tuyết thân đi. Tuyết thân nhá. Này. Lụa. Sinh điển thì hàng đá thì gì, một là mặc hàng vàng đồng nè. Mặc vàng đồng á, tại vì vàng đá. Vàng M tuyết thân. Vàng M tuyết thân. Đây, ok. Rồi trắng này còn L này. Trắng này size L nó hơi do xíu về mọi người giặt không sao hết nha, em xả luôn cho các chị 19k đi. 19k lên cho em là trắng dơ. Trắng dơ 19k mọi người size L nha, lên mã trắng dơ. 19k trắng dơ. Trắng dơ size L 19k mọi người lên mã trắng dơ cho em nhá, trắng dơ. Trắng dơ, hồng phấn size L 19 hả? Hết rồi. Hết rồi. À đây, hồng phấn L này. Nguyễn Tâm hả, có đơn cho ta? Trắng dơ tuyết thân. Nguyễn Tâm chưa có đơn chị ơi. Mọi người ơi, bây giờ thôi chốt cho chị nào đã có đơn đi. Rồi nha. Rồi vàng đồng. Vàng đồng này cho em mọi người. Con này dành cho chị nào mặc size. Trắng dơ tuyết thân. Ê, trắng dơ tuyết thân rồi. Rồi con này dành chị nào mặc size L mọi người. Mày lỗi rồi. Trời ơi. Đây vàng này tươi hơn xíu này. Vàng này tươi hơn xíu size L luôn. Lên mã vàng tươi. Size L lên vàng tươi cho em 19k. Vàng tươi size L 19 mọi người lên mã vàng tươi nhá, size L. 19k lên cho em là vàng tươi size L 19. Vàng tươi size L 19k mọi người, cho ơi xanh chuối này. Rồi xanh chuối cho em mọi người size M. Size M lên xanh chuối cho em 19k. Xanh chuối 19k cho em size M mọi người nhá, lên xanh chuối giúp em. Xanh chuối 19k. Size M nha mọi người nhá, lên xanh chuối ạ. Màu tím hoa cà 40 50 kg mắc vừa này, lên cho em là mã tím cà. Tím cà cho em mọi người 39k, lên mã tím cà giúp em. Tím cà 39k mọi người, lên mã tím cà cho em nhá, 39k. Tím cà 39 mọi người, lên mã tím cà nhá, 39k tím cà. Rồi xanh này. Quần xanh. Quần xanh size L 39 luôn các chị ơi, lên mã quần xanh đẹp lắm luôn. Màu xanh này rất là hiếm luôn đó mọi người nha. Lên cho em là mã quần xanh 19k quần xanh. Quần xanh à, sorry mọi người, quần xanh 39 tươi nông ăn. Vàng tươi nông ăn, chốt chắc chắn cho em nha chị. Rồi xanh cho Trang Thủy. Rồi quần xanh của Trang Thủy. Quần xanh của chị Trang Thủy. Rồi cái con chân váy này mọi người, chân váy này size L á. Chân váy này size L, chị nào chốt comment váy xanh 19k váy xanh. Váy xanh 19 em hết rồi. Quần xanh L em hết rồi. Em còn váy xanh các chị. Em còn váy xanh nhá. Em còn là mã váy xanh. Rồi hồng phấn này. Chốt hàng kèm xù đi mọi người. Chị vô trễ không chọn được áo. Để mai chị chọn thêm. Ok chị Kim Xuyên Nguyễn này. Mai lựa thêm giúp em nha mọi người. Rồi chân váy này các chị, váy vàng. Chân váy vàng cho em 19k, 40-50kg mắc vừa. 40-50kg mắc vừa, 19k lên cho em là váy vàng. Váy vàng 19k mọi người ơi, lên cho em là váy vàng nhá, 19k. Màu này màu xanh đen cho em quần hoa. Lên cho em là mã quần hoa, em xả 39 size L. Size L lên mã quần hoa 39. Mấy cái quần như này các chị mặc ở nhà đều được luôn cho em á. Rồi váy vàng Kim Sinh Nguyễn này, ok này. Rồi nha mọi người, váy vàng, hai cái váy vàng rồi chị Kim Sinh Nguyễn ơi. Chị được hai cái váy vàng nhá. Rồi lên cho em cái này là xanh đen mọi người, hoặc là quần hoa. Quần hoa cho em mọi người nhá, quần hoa 39. Quần hoa 39k mọi người lên mã quần hoa. Quần hoa 39 nào mà hai cái. Nãy được một cái quần, một cái chân váy vàng đó. Chưa chốt à? Chưa.
lại chưa có đủ đơn. Ok. Rồi. Hết rồi, hết xanh xe lờ. Rồi chân vải trắng cho em nằm người chân vải trắng này. Cái này màu nu chứ không phải trắng đâu, cái chị màu nu. Rồi ạ, lên cho em là chân vải nu. Chân vải nu em xả 19k, nu 19. Rồi chân vải cho em màu nu 19k mọi người nhá, lên chân vải nu cho em nhá, chân vải nu 19. Chân vải nu cho em 19k cho, lên chân vải nu. 19k chân vải nu nha. Đây là cái quần này chị nào chốt chưa được này, nu cho kim xuyên nguyễn. Ok. Em vứt đâu rồi? Ủa đâu rồi? Nu kim xuyên nguyễn này, ok. Rồi cái quần vàng này nè mọi người, nếu mà chị nào mà mặc size nhỏ á, chị muốn chốt thì mọi người về mọi người bóc lại cho em chút xíu là ok. Em có L 1XX này. Em có size L 1XX lên mã vàng đồng. Vàng đồng quần này ở dưới kho bên em hay bán 60 nghìn một quần đó mọi người, sau like nhá. Sau like bên em bán 60 nghìn một quần nha mọi người, trên like giờ xả cho chị 49k. 49k lên cho em là vàng đồng. Vàng đồng kèm size L 1XXL. L 1XXL nhá, size L thì còn một quần thôi. Sao là em còn một quần L 1XXL cho em mọi người, lên mã quần vàng nhá. Quần vàng 39, à quần vàng 49, sorry các chị. Quần vàng cho em 49k nhá, lên mã quần vàng 49k quần vàng giúp em các chị ơi. Quần vàng 49. Quần vàng 49 mọi người không chốt nữa thì em tắt like đây mọi người. Quần vàng này chị nào chốt comment đi ạ. Quần vàng nha. Tôi xuống đi. Em tắt like nha mọi người, hẹn các chị ngày mai, chị nào mà chưa chốt được áo á để mai 12 giờ 12 rưỡi 1 giờ giờ đấy em lên nha mọi người. Bye bye các chị nha.